Kiếp nạn vạn tộc tập 131, dục hỏa trùng sinh chuyện được đọc tại kênh youtube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, kiếm quang tái hiện, âm một tiếng, hai người lại vỡ ra sau đó lại khôi phục, tắc thiên thống khổ tới chết lặng, hắn ta có cảm giác không tiếp tục nổi nữa. Tới tình trạng này, hắn ta biết chính mình đã bại, còn là thất bại thảm hại, hắn nói, Tô Vũ, người biết không, thật ra khi hấp thu hồi ước của vạn minh trạch, ta phát hiện làm người thật sự rất tốt đẹp, dù chỉ là nhân sinh giả dối, nhưng ký ức của vạn minh trạch thật sự rất mỹ diệu các thanh niên tuấn kiệt hành động vì mộng tưởng của vạn minh trạch không màng thế tục phản đối không màng phe phái tranh đấu cùng hắn vào nam giao bắc cùng chiến đấu vì một tín nhiệm điều đó quá tốt đẹp bọn họ rất yếu vạn minh trạch cũng rất yếu khi người đã lóa mắt như thái đương thì những người đó vẫn đuổi theo vạn minh trạch mọi người đều nói dù tô vũ có thiên phú và thực lực cường đại thế nào thì ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân ích kỷ vạn minh trạch ta mới là thánh nhân tác thiên mỉm cười khi đó trong lòng ta có tín niệm có kiên trì tô vũ vạn minh trạch là thần văn của ta biến thành nhưng ta đã từ bỏ khống chế nó từ lâu, vậy nên tất cả hành động của hắn đều xuất phát từ bàn tâm. hắn muốn làm thánh nhân bảo hộ hòa bình thế giới. suy nghĩ này có vẻ vừa ngốc vừa dối trá, nhưng có người tin tưởng hắn, tín nhiệm và đi theo hắn. có lẽ ta cũng hiểu được tâm tình người lúc này. được mọi người tín nhiệm, mọi người đi theo, chiến đấu vì tín nhiệm trong lòng. dù là kẻ mạnh hay kẻ yếu thì đều đáng hâm mộ. âm hắn ta lại vỡ ra. sau khi khôi phục, ánh mắt hắn ta có chút ảm đạm. hắn ta lại nhìn tô vũ, tô vũ, người đã nói là sẽ đáp ứng một điều kiện của ta lúc này tô vũ sán lạn tới cực hạn hắn gật đầu ngươi nói đi ta muốn làm người ta muốn làm một con người chân chính tô vũ nếu có cơ hội ngươi cho ta làm người đi trong vạn giới trong thiên địa này con người mới là tồn tại tốt đẹp nhất có máu có thịt có tư tưởng có lý tưởng có tín ngưỡng có kiên trì không đơn thuần chỉ có thể xác là người vậy thì chẳng có ý nghĩa gì chu tạo ra thân thể chu tác cho ta đây là thân thể con người chân chính hoàn toàn phù hợp với ta nhưng tư tưởng tín ngưỡng của ta đều là hư không ta muốn cường đại nhưng không biết cường đại để làm gì. Dù tác thiên đã sắp tan vỡ nhưng ý chí lại tỏa ra một chút quang huy, tô vũ hít sâu một hơi, bạn cũ, ngươi chờ một lát, ngươi cứ tiếp tục như vậy thì không chừng có thể khởi tử hồi sinh. Theo lý thuyết, ngươi lạc đường biết quay đầu thì ta nên cho ngươi cơ hội, nhưng thôi đi thì hơn, ngươi muốn tự sát không, không tự sát thì ta đành tiếp tục giết ngươi, ngươi đang cảm ngộ, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta có thể sẽ phải đồng quy vu tận hán ta đang ngộ đạo sao, thật đáng sợ, nhưng không có chuyện anh hùng tiếc anh hùng, chuyện đó không tồn tại nếu hắn ta không chết thì có khả năng sẽ khởi từ hồi sinh giờ khác này gia hỏa này có cảm giác như sắp dục hòa trùng sinh tô vũ cũng bị dọa sợ đừng ngươi mà thành công thì chúng ta phải đánh đến bao giờ tác thiên nở nụ cười chua sót tô vũ quả nhiên ngươi vẫn thực dụng hèn mọn như thế tô vũ quá hiện thực lúc trước hắn còn nghiêm túc lắng nghe mà giờ lại nóng nảy xé rách chính mình khi gia hỏa này thanh tình thì đúng là ác hết phần người khác tô vũ vội vàng nói ngươi là địch nhân ta có thể cho ngươi cơ hội sống lại được à vất vả lắm mới ép ngươi gần chết giờ mà để cho ngươi dục hòa trùng sinh thì không phải ta là cái ngóc sao tác thiên bất đắc dĩ đừng phản bác ta ta nói là ta muốn làm người không thành vấn đề tô vũ nhanh chóng gật đầu nếu ngươi còn chút linh tồn tại nếu vạn giới này có thể sáng lập ra hệ thống sinh tử luân hồi thì ta sẽ cho ngươi đầu thai thành người được chưa bạn học cũ đừng lưu luyến nữa ngươi nên đi đi ngươi cứ yên tâm nếu ta không chết và còn chiến thắng thì sẽ thành toàn ngươi ta đã có tính toán rồi ta là cánh cửa thứ tư ta phát hiện nếu muốn duy trì vạn giới cân bằng thì thành lập sinh tử luân hồi là lựa chọn tốt nhất có lẽ ta là môn ngăn cách sinh tử hệ thống vạn giới không hoàn thiện cường giả bất tử bất diệt kẻ nào cũng có một đống mưu đỏ ta sẽ cho tất cả chết hết để lại cơ hội cho người mới có lẽ khi đó vạn giới sẽ thật sự thái bình ngăn cách sinh tử thành lập sinh tử luân hồi ư tắc thiên nao nao hắn ta nhìn tô vũ đây là tính toán của tô vũ sao tô vũ điên cuồng gật đầu hãy tin ta ngục nói muốn pháp trị tử linh chi chủ muốn thành lập sinh tử giới ngươi nói muốn làm người vạn giới cần hòa bình vậy sinh tử luân hồi là một lựa chọn không tôi bạn cũ mau lên đường đi không thì lát nữa ta không cho ngươi cơ hội làm người nữa đâu tô vũ tiếp tục xé rách tắc thiên và chính mình ngươi đừng lưu luyến nữa gia hỏa này thật đáng sợ nếu hắn ta có thêm cảm ngộ thì không chừng sẽ quen với sự tra tấn này như tô vũ vậy thì sẽ rất khó giải quyết có lẽ khi đó hai người bọn họ đấu đến thiên hoàng địa lão thì vẫn không có kết quả hư một tiếng hô nặng nề vang lên tắc thiên bị hắn xé rách thì ý nghĩ bị cắt đứt cảm xúc ấp ủ bị quấy nhiễu hắn ta rất bất đắc dĩ gia hỏa tô vũ này thật sự chẳng cho hắn ta chút cơ hội nào tô vũ ngươi tác thiên thở dài hắn ta lại bị tô vũ xé rách rồi lại khôi phục thân ảnh ảm đạm đi nhiều hắn ta dần bước đến kết cục diệt vong tác thiên thở dài một tiếng hắn ta có chút tức nuối nếu tô vũ bị hắn ta làm cảm động cho hắn ta một cơ hội thì có lẽ hắn ta sẽ không chết vậy hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại khi ấy ta có thể trở thành con người chân chính hắn ta khổ sở nói lời cuối ý chí bắt đầu tan rã lực lượng căn nguyên trong phong ấn chi môn hội tụ muốn hồi sinh hắn ta đây có lực lượng căn nguyên tắc thiên rất khó bị hủy diệt nhưng khi hắn ta hoàn toàn từ bỏ ý chí cầu sinh thì căn nguyên cũng không thể cứu vớt hắn tắc thiên không thể không lựa chọn như thế tô vũ quá tàn nhẫn âm ầm ầm thanh âm chấn động vang vọng thiên địa thân ảnh tắc thiên mang theo niềm tiếc nuối hoàn toàn tiêu tán chút ánh sáng trong ý chí cũng biến mất trong căn nguyên chảy xuôi theo lực lượng trường hà rồi biến mất tô vũ nhìn thoáng qua không hề quan tâm có lẽ ra hỏa này thực sự có hy vọng tồn tại trong thiên địa không bị ma diệt hoàn toàn, ở thời khắc cuối cùng, hắn ta dùng cảm ngộ nhân sinh vạn minh trạch, hoặc có thể nói là quang huy thánh đạo để bảo trì chút linh tính tồn tại, ngay sau đó, Tô Vũ Quát, khung, còn đánh cái gì nữa, nhanh đi giết vệ hoàng đi ngươi vẫn còn đánh à, ngươi muốn giết ai, hắn nhanh chóng hấp thu đại lượng lực lượng căn nguyên, vạn thiên thánh cũng hấp thu lực lượng thất tỉnh lục dục, nơi xa, sau một tiếng vang lớn, phệ hoàng 39 đạo bị tử linh chi chủ cùng với khung và mấy người nhân hoàng hoàn toàn đánh tan, phệ hoàng khổng lồ rơi xuống, đột nhiên một tiếng giống to vang vọng giữa thiên địa thiên địa nhị môn hợp nhất toàn bộ trường hà bị áp xúc một nữa thiên địa nhị môn hợp nhất cũng có nghĩa là địa môn sẽ khôi phục chiến lược đỉnh cấp tắc thiên đã chết kẻ vẫn luôn muốn làm người này tính tới tính đi để rồi cuối cùng vẫn chết đến lúc này những kê lá mưu mô đều đã chết cả tô vũ cảm thấy việc mưu đồ vô số năm tháng này chỉ chứng tỏ một điều đó là kẻ đó quá yếu nếu cường đại giống như thời gian chi chủ thì cần gì phải tính kế một kế hoạch tiến hành trong thời gian quá dài sẽ có rất nhiều biến số thế cục đang không ngừng biến hóa Kế sách kéo dài trăm vạn năm thì biến số lại càng nhiều, vậy nên Tô Vũ không thích tính kế quá nhiều, dù có kế hoạch thì cũng chỉ là ngắn hạn, hắn hiếm khi lên kế hoạch trường kỳ vì kế hoạch như vậy đều không đáng tin cậy, thế cục thường thay đổi chỉ trong nháy mắt, kế hoạch cũng cần điều chỉnh liên tục, đám người Tác Thiên tiến hành một kế hoạch đến cùng, dù giữa chừng xuất hiện biến cố thì cũng không muốn thay đổi, bởi vì một khi thay đổi thì những chuẩn bị giai đoạn trước đều sẽ bị lãng phí, giờ khắc này, Tô Vũ dung hợp căn nguyên, đồng thời, Thiên Địa Nhị Môn cũng đã hợp nhất, mấy người nhân hoàng đánh chết phệ hoàng xong, sau đó bọn họ đều biến sắc địa môn tỏa ra khí tức vô cùng cường đại trường hà rung động kịch liệt thậm chí thiên môn và địa môn dung hợp đã lôi kéo phong ấn chỉ môn dung hợp mơ hồ có một quyển sách hiện lên trong trường hà nó chưa hoàn toàn xuất hiện nhưng đã có thể nhìn ra là một quyển sách trên bìa sách có hai thân ảnh một đen một trắng ngồi xếp bằng bốn con mắt đều không có chút tình cảm nào một kẻ là trường hà chỉ linh cũng chính là thương một kê là lão thất nhân môn cũng chính là một linh khác theo phán đoán của tác thiên không biết đó là một linh khác trong thiên địa của thời gian chi chủ hay là linh của một kiện trí bảo mà thời gian chi chủ lại cần linh này học được nhân tình nhưng đến giờ phút này kế hoạch của hắn vẫn chưa thành công ánh mắt hai người đều lộ phê lạnh nhạt dường như hai người này đang ở trong một không gian khác có vẻ chỉ khi tam môn hoàn toàn dung hợp thì trường hà chi thư mới có thể hiện lên khí tức địa môn dung chuyển chấn động trường hà hắn ta lộ về thống khoái khí tức trở nên cường đại như đi từ một không gian khác tiến vào không gian này hắn ta vốn bị ngăn cách ở bên ngoài không vào được vạn giới nhưng lúc này song môn đã hợp nhất hắn ta mang theo tất cả lực lượng tiến vào vạn giới ta đã vào rồi địa môn thiêu đốt thiên địa hư không bộ dáng càn rỡ đắc ý sung sướng cuối cùng hắn ta cũng tiến vào vạn giới chẳng những vậy hiện giờ hắn ta còn muốn dùng hờ phong ấn chi môn nếu thành công thì hắn ta có thể cắn nứt toàn bộ trường hà còn trường hà chỉ linh và lão thất nhân môn thì khi đó tự dựa vào bản lĩnh mà đối phó đi mục tiêu của lão thất nhân môn là thoát khỏi phong ấn vậy nên có thể sẽ giúp hắn ta giải quyết trường hà chỉ linh hắn ta cắn nút trường hà chỉ linh cũng là đang giúp lão thất nhân môn thoát khỏi phong ấn vạn giới vậy nên địa môn rất tự tin rằng mình sẽ thành công giờ khác này sắc mặt mấy người tử linh chi chủ vô cùng khó coi trường hà bị áp xúc thành công chỉ thiếu một chút nữa thôi là trường hà chỉ thư sẽ hiện lên bọn họ không rõ lão thất nhân môn và trường hà chỉ linh có thực lực ra sao nhưng chắc chắn là không yếu hiện tại hai tên kia không rõ là địch hay bạn ai biết bọn họ nghĩ thế nào sắc mặt tử linh chi chủ không tốt chút nào thiên môn và địa môn hợp nhất khiến giấc mộng cá nuốt trường hà của hắn bị phá hủy hoàn toàn vừa rồi gã phải giết vệ hoàng nên hắn không thể không từ bỏ việc ngăn cản bọn họ giờ thì bọn họ đã hợp nhất không ngăn cản được nữa thêm cả sự lộ diện của hai kẻ chưa bao giờ hiện thân kia khiến tử linh chi chủ biết rằng mình không có chút hy vọng nào bộng tưởng siêu việt thời gian chi chủ trong cuộc đời này của hắn đã hóa thành bọt nước giờ khác này tử linh chi chủ cảm thấy mất mát không nói nên lời ban nãy hắn ta có thể lựa chọn ngăn cản thiên môn và địa môn nhưng như vậy thì không thể giết phệ hoàng phệ hoàng không chết nếu hắn không cản được thiên môn và địa môn hợp nhất thì sau đó phệ hoàng sẽ hợp tác cùng địa môn tình cảnh sẽ còn nguy hiểm hơn nữa hiện tại ít nhất là phệ hoàng đã chết bọn họ bớt đi một địch thủ 39 đạo tuy địa môn mạnh nhưng còn chưa đến mức không thể chống lại mấu chốt là tô vũ từ linh chi chủ nhìn về phía bên kia cách đó không xa nhân môn dao động kịch liệt một lát sau gương mặt vạn thiên thánh hiện lên khí tức cường đại hơn rất nhiều đã đạt tới 36 đạo nhưng như vậy còn chưa đủ phe nhân hoàng đang có bốn vị 36 đạo từ Linh chi chủ và khung đều đạt tới 39 đạo, hiện tại Vạn Thiên Thánh cũng 36 đạo, bọn họ đã có đến 7 cường gia đình cấp, chưa tính đến Tô Vũ và Lam Thiên, nhưng e rằng 7 người này thôi thì chưa đủ, bởi vì khí tức địa môn đã vượt qua 40 đạo, thực lực cụ thể thế nào thì Từ Linh chi chủ cũng không thể nhìn thấu, nếu chỉ hơn khoảng 3 đạo thì hắn vẫn có thể cảm nhận được, nhưng bây giờ hắn ta không nhìn thấu chứng tỏ đối phương đã đạt tới trên 42 đạo, tới cảnh giới của bọn họ, kém một đạo lực lượng cũng tạo ra chênh lệch thực lực tương đối lớn dù không tới nỗi bị hạ gục trong nháy mắt thì khả năng lật ngược thế trận cũng cực thấp. Ngục vương 38 đạo và chu 36 đạo đối phó với tô vũ 39 đạo mà tô vũ vẫn áp chế bọn họ, khi đó hắn còn chưa dùng đến đại đạo chiến kỹ của mình. Lúc này, không nhanh chóng hội hợp cùng bọn họ, sắc mặt trầm trọng hô, thương, gia hỏa này muốn nuốt trường hà, người mặc kệ sao, thương có thể ngăn cản, giọng nói già nua bất lực vang lên, khung, không phải ta mặc kệ mà là ta không có sức để quản. Linh này là diệt thế chỉ linh, dây dưa cùng ta nhiều năm, nếu có thể giết hắn thì ta đã giết từ lâu rồi, đáng tiếc là ta không làm được, hiện giờ ta và hắn chỉ có thể ngăn cần lẫn nhau, ta sẽ không cho hắn nhúng tay vào trận chiến của các người, ma diễm chỉ có thể giao cho các người giải quyết, các người đánh chết ma diễm rồi giúp ta giải quyết hắc lân, khôi phục vạn giới, thiên hạ tự nhiên sẽ thái bình, lão lại nói, lúc trước ta còn dư chút lực nhưng đã tặng cho tô vũ, giúp hắn đột phá 39 đạo, giờ ta không còn sức tương trợ các ngươi nữa giọng tô vũ vang lên, tương lai thân thật sự là lực lượng của ngươi ư, đúng thương thở dài ta biết các người lo lắng điều gì, nhưng ta không có ác ý. Lực lượng tương lai thần kỳ thật là trường hà cho các người mượn lực lượng căn nguyên, việc này cũng có không ít nhược điểm. Năm xưa tinh vũ mượn không ít lực lượng căn nguyên, bởi vì thiên địa nhị môn dao động, hắc lân tập kích ta khiến ta không thể không rút lực lượng về để tự bảo vệ mình. Cho bọn họ cơ hội thừa cơ lão đang giải thích nguyên nhân vì sao năm đó lực lượng của nhân hoàng tiêu tán. Lão không cố ý làm vậy mà là không thể không rút lực lượng về. Tô Vũ bình thần hỏi, vậy tức là ngươi cũng có thể rút lực lượng của ta bất cứ lúc nào. Đúng nhưng hiện tại ta không cần làm vậy hắc lân vừa tạo ra một đầu phệ hoàng 39 đạo hắn cũng tiêu hao không ít lực lượng thực lực chỉ tương đương ta lúc này vậy nên chỉ cần giải quyết ma diễm thì thiên hạ sẽ thái bình tô vũ cười nhạt nghe rất có lý nhưng lại có cảm giác như người xấu vậy trong tình huống bình thường người xấu đều sẽ xuất hiện cuối cùng đầu tiên là giả vờ làm người tốt không phải là người đang nghĩ sẵn ngồi làm ngư ông đắc lợi chứ thương cười khổ sao ta phải làm vậy ma diễm muốn cắn nuốt trường hà hắc lân muốn thoát khỏi trường hà vậy thì trường sẽ bị hủy diệt chỉ có ta không hy vọng trường hà bị hủy bởi vì như vậy thì ta sẽ chết tô vũ ta biết ngươi cảnh giác thậm chí đã hấp thu một chút lực lượng vệ hoàng của hắc lân để phòng bị ta thật ra ngươi không cần làm vậy ngươi giết tắc thiên và ta còn không nhúng tay bởi vì ta biết chỉ có ngươi mới có thể đánh bại ma diễm lão ký thác hy vọng vào tô vũ tô vũ ta cần củng cố trường hà củng cố vạn giới là chủ nhân của thiên địa này ta không thể để thiên địa bị phá hủy cũng không thể để hắc lân thoát khỏi nơi đây hắc lân lão thất nên môn vị cường giả hắc ám kia không nói một lời ánh mắt lạnh băng như không để ý bất cứ điều gì đây là vị ma đầu diệt thế bị đồn đãi vô cùng ôn ảo huyên náo nhưng từ đầu đến cuối hình như mục đích của y chỉ có thoát khỏi vạn giới này còn những chuyện khác thì y không quan tâm kể cả việc trường hà bị ai cắn nuốt thì y cũng không để bụng y chỉ muốn thoát khỏi đây mà dường như diệt trường hà là biện pháp duy nhất nhân môn vô cùng khủng bố trong lời đồn nhân môn am hiểu nhân tâm thậm chí bị hoài nghi là không tồn tại kỳ thật đều không phải là hắc lân tồn tại đáng sợ trong lời đồn của mọi người thực tế là do đám người thiên môn địa môn tác thiên tuyên dương vui nhỏ y trên thực tế câu nói nhân môn ở trong nhân tâm tô vũ từng nói không phải là sai mọi lời đồn về nhân môn đều do bọn họ lan truyền ra nhân môn ở trong lòng bọn họ chính bọn họ đã tạo ra một nhân môn để lừa gạt toàn bộ vạn giới tất cả những gì bọn họ làm đều là để thỏa mãn tư dục tư tâm của bọn họ mà thôi giờ phút này tô vũ bước ra khỏi phong ấn chỉ môn một lát sau hắn thoát khôi trường hà trở về thân thể khí tức lập tức tăng lên tới 40 đạo. Sau khi cắn nuốt đại lượng lực lượng căn nguyên, hắn đã đột phá 40 đạo, sau đó nhanh chóng bước vào 41 đạo, không lâu sau thì đã đạt đến 42 đạo. Mà đây đã là cực hạn, hắn cường đại hơn trước rất nhiều, đánh chết tắc thiên và cắn nuốt một phần lực lượng căn nguyên trong phong ấn chỉ môn giúp Tô Vũ tăng lên ba đạo lực lượng. Lúc này, địa môn cũng ngừng lại, Tô Vũ mơ hỏ cảm nhận được thực lực hắn ta, hắn cười một tiếng, 44 đạo, hình như chưa bước vào 45 đạo, ma diễm, có vẻ ngươi cũng chẳng mạnh lắm đâu trước khai thiên người đã hơn 40 đạo mà nay chỉ mới là 44 đạo người tăng lên quá chậm địa môn nhìn về phía tô vũ hắn ta có chút thổn thức có chút hâm mộ vậy nên có lúc ta rất hâm mộ nhân tộc các ngươi thời kỳ khai thiên ta đã đến 42 đạo hiện giờ sau vô số năm tháng tính kế ta có thể đột phá 44 đạo đã là thành tựu không rồi hắn ta mỉm cười vừa lòng như vậy cũng không tồi nhưng tô vũ người lại tăng lên quá nhanh thực lực hiện giờ đã bằng ta năm đó hắn ta lại nhìn mấy người khác có hai vị 39 đạo năm vị 36 đạo rồi hắn ta lại nhìn phong ấn chi môn gần trong gang tấc trên cánh cửa kia xuất hiện gương mặt vạn thiên thánh dưới cánh cửa còn có một khuôn mặt khác địa môn cũng chính là ma diễm cười một tiếng lam thiên ngươi cảm thấy mình ẩn núp trong trường hà thì có thể ngăn cản ta sao ngươi mạnh hơn rồi đã gần 30 đạo nhưng ngươi còn chưa phải là hợp nhất vượt lam thiên ẩn núp phía dưới vạn thiên thánh khiến ma diễm muốn bật cười các ngươi nghĩ ta mù ư nhưng quả thật là đối phương có không ít cường giả hắn ta đã 44 đạo chắc chắn là mạnh hơn tô vũ bên phe Tô Vũ còn hai vị 39 đạo nữa, lực uy hiếp cũng không nhỏ, còn đám người 36 đạo thì không quá quan trọng, trình lệch tới 8 đạo lực lượng, mấy người nhân hoàng không thể uy hiếp được ma diễm, tuy nhiên bọn họ đủ sức để chiến trận chiến, ánh mắt ma diễm lập lòe, hắn ta nhìn về phía vạn thiên thánh, giờ phút này, chỉ cần vạn thiên thánh tiến lại gần đây, tam môn hoàn toàn dung hợp thì có thể nghĩ cách cắn nút thời không trường hà, Tô Vũ định mở miệng nhưng ma diễm đã nói trước, Tô Vũ, ngươi đừng nói chuyện, ta không muốn nghe. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy tự mình lựa chọn chỉ cần vạn thiên thánh khống chế phong ấn chỉ môn dung hợp cùng ta thì ta có thể mặc kệ các ngươi đây là cơ hội cuối cùng nếu ngươi không quý trọng vậy thì quên đi kỳ thật ma diễm có chút kiêm kỵ tô vũ có lẽ gia hỏa này mới là nhân môn nhân môn am hiểu nhân tâm giỏi mê hoặc lòng người còn hắc lân thì lạnh như băng có chút ma tính nhưng rất ít nói cũng không am hiểu mê hoặc nhân tâm hắc lân cũng không làm vậy y chỉ muốn trực tiếp diệt thế so với tô vũ hắc lân an tĩnh hơn nhiều tô vũ thở dài không muốn nghe ta nói chuyện ư Ta cũng không muốn nói gì với ngươi, hắn củng cố khí tức, sau đó bay lên, đứng trên trường hà, mấy người từ linh chi chủ nhanh chóng hội tụ phía trước nhân môn, sắc mặt ngưng trọng, có lẽ chỉ cần chiến thắng ma diễm thì cuộc chiến lần này sẽ hoàn toàn kết thúc, thắng ma diễm, phong ấn hoặc đánh chết Hắc Lân, tạm thời bọn họ chưa biết nên ứng đối với thương thế nào, bọn họ nên mặc kệ, để đối phương tiếp tục làm linh của Chư Thiên Ư, mà đây là vấn đề cần giải quyết sau khi chiến thắng, nếu thua thì chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. Nhân Hoàng hít sâu một hơi, ngươi đoán đúng rồi trận chiến này đúng là trận chiến cuối cùng trước khi khai chiến tô vũ đã nói rằng có lẽ trận chiến này là trận chiến cuối cùng giờ xem ra đúng là thế thật tô vũ không vội hắn nói thương cái gọi là tương lai thân tương lai chúng ta được thấy đều do người cố ý tạo ra ư thương đáp lời không phải ta không thể làm vậy đó là suy đoán của toàn bộ thời không trường hà căn cứ vào các loại khả năng dù sao thời không trường hà cũng bao trùm toàn bộ vạn giới liên hệ tất cả sinh linh vậy nên các tương lai đều là suy đoán của trường hà tô vũ mỉm cười nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng trong trường hà tất cả mọi người đều chết chỉ còn mình hắn sống sót thương chưa chắc đã là thứ tốt tô vũ cảm thấy khả năng lão cố ý tạo ra tương lai đó cao hơn hiện giờ lão chỉ muốn hắn và địa môn diệt trừ lẫn nhau mà thôi nhưng giờ khác này tô vũ không còn lựa chọn nào khác nếu nghe lời địa môn rời khỏi dưới đây thì bọn họ phải đi đâu vạn giới mới là nhà của hắn dù tô vũ lưu lạc khắp nơi thì quê hương nguồn cội vẫn là ở đây hắn có thể mang đi một vài người nhưng hắn có thể mang tất cả mọi người cùng đi không vạn giới vẫn chưa tan biến khi biên giới hợp nhất chắc chắn đã có không ít người chết, nhưng nhất định là chưa chết hết, chỉ là bọn họ không thể tham dự trận chiến này mà thôi. Nếu hắn rời đi thì kết cục của những người này sẽ ra sao? Còn rất nhiều người không ở trong thiên địa của Tô Vũ, ví dụ như lão phủ trưởng Nam Nguyên Học phủ, Nhất lão và Hoàng lão ở Đại Hạ Văn Minh Học phủ, phụ thân của lão huynh đệ Trần Long, hạ Hồ view tọa trấn Nhân Cảnh. Tô Vũ nhìn địa môn, không lên tiếng. Kết quả khai chiến với địa môn sẽ giống như tương lai mà hắn được nhìn thấy, tất cả mọi người đều chết, chỉ còn mình hắn sống thậm chí hắn có thể cũng sẽ chết ư ừ. dù đó là tương lai giả tạo do thương tạo ra thì đó cũng là khả năng rất lớn có thể xảy ra mà lão đoán được phe tô vũ toàn diệt địa môn ngã xuống còn kết cục của thương và hắc lân ra sao thì tô vũ không biết bởi vì hắn không thấy kết cục của bọn họ tô vũ nhường đường đi ma diễm bước về phía tô vũ mỗi bước đi đều khiến trường hà bị áp xúc thêm một đoạn ma diễm không cười nghiêm túc nói tô vũ vì mục tiêu này ta đã trả giá vô số năm tháng bỏ ra rất nhiều công sức nếu ngươi ngăn cản ta thì chính là muốn chặt đứt tiền đồ của ta ta không muốn đối địch với ngươi nhưng nếu ngươi cản trở thì chúng ta chắc chắn sẽ phải đối đầu vạn thiên thánh có thể rời đi chỉ cần hắn từ bỏ khống chế phong ấn chỉ môn thì hắn có thể sống tô vũ ngươi có thể mang đi bao nhiêu người thì cứ mang đây là giới hạn cuối cùng mà ta có thể cho ngươi hắn ta nguyện ý thả đám người tô vũ thậm chí để mặc tô vũ mang bao nhiêu người cũng được tùy hắn những người còn lại sẽ bị hắn ta cắn nuốt hắn ta sẽ nuốt toàn bộ vạn giới hắn ta đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác hắn ta sẽ không từ bỏ mục tiêu mình theo đuổi nhiều năm khi thành công đã ở ngay trước mắt tô vũ rời khỏi đây đi nơi hỗn độn này không phải vũ trụ duy nhất có lẽ ở một nơi nào đó bao là hơn đang có một thiên địa rộng lớn hơn đang chờ ngươi tô vũ nhẹ giọng nói ma diễm vậy vì sao ngươi không từ bỏ đây là nhà của chúng ta ngươi biết không chúng ta sinh ra và lớn lên tại đây ngươi là người từ ngoài đến vì sao lại nhắm đến vạn giới một cường giả 44 đạo như ngươi rời khỏi nơi đây thì cũng sẽ có cơ hội ma diễm không nói gì tô vũ nói vậy tức là quyết tâm không nhường đường mà diễm ngập trời càn quét tứ phương lan tràn về phía đám người tô vũ bên nước trường hà sôi trào mà diễm bước tới ánh mắt trở nên lạnh nhạt nếu bọn họ đã không nhường đường vậy thì chính là đạo tranh tô vũ muốn ngăn cản phá đại đạo của hắn ta thì hắn ta sẽ không suy xét đến việc chung sống hòa bình nữa oanh thực lực võ vương yếu nhất bị ngọn lửa quét tới khiến hắn lui về phía sau một bước chân dẫm lên trường hà khiến nước sông trách nát võ vương lộ sắc mặt ngưng trọng hắn kém hơn đối phương quá nhiều tô vũ nhìn về phía bọn họ hít sâu một hơi rồi nói những người 36 đạo hãy rời đi đi, lão vạn không đi được, còn Tử Linh chi chủ và khung, nếu các ngươi muốn đi thì cũng có thể rời đi nhân hoàng cười hỏi lại, ngươi đang nói gì thế? Thiên địa của y mở rộng, Tô Vũ, ngươi nghĩ mình là chúa cứu thế thời đại này sao? Ta đã nói, ta không có quá nhiều cảm tình với nhân tộc thời đại này, nhưng chẳng lẽ chỉ có sinh linh của thời đại này mới đáng giá lưu luyến sao? Nói đây là thiên địa ta từng chiếm lĩnh, đây là nơi ta sinh ra và lớn lên, công huân, chiến tích của đời ta, tất cả đều xảy ra trong thiên địa này, y mỉm cười, Tô Vũ ngươi vẫn không hiểu cái gì gọi là cố thổ cái gì gọi là cố hương nhân hoàng thờ dài lưu lạc trong hắc ám mảnh bằng hỗn độn tô vũ ngươi đã từng gặp tu giả của các biên giới tan biến lưu lạc khắp nơi trên chiến trường chư thiên chưa tô vũ gật đầu hắn đã gặp rồi nhân hoàng cười nói bọn họ rất thê thảm sau khi biên giới hủy diệt bọn họ lưu lạc bên ngoài phải cúi đầu kẹp đuôi để sống người quen đồng tộc bạn tốt đều không còn dù bọn họ chết trên chiến trường thì cũng không có ai khóc thương cho bọn họ nếu bây giờ ta chết có lẽ hàng tỷ nhân tộc sẽ khóc vì ta dù thế nào ta cũng đã để lại ấn ký thuộc về mình trên mảnh đất này mười vạn năm trôi qua trong vạn giới vẫn lưu truyền truyền thuyết về ta nhưng nếu không có vạn giới tất cả quá khứ tất cả dấu vết của ta đều sẽ biến mất nhân hoàng sảng khoái tuyên bố dù chạy thì có thể chạy đến đâu hôm nay chúng ta có thể bị đuổi khỏi vạn giới ngày mai thì sao nếu chỗ nào trong vũ trụ hỗn độn này cũng có cường giả thì chẳng lẽ tinh vũ ta phải lưu lạc cả đời ta phải trở thành một kẻ không có chủng tộc không có quá khứ không có tương lai tư hãy chiến đi khí tức nhân hoàng bừng bừng phấn chấn vô cùng cường hãn y luôn tỏa ra khí chất nhân hậu nhưng lúc này ánh mắt y trở nên sắc bén sát khí sôi trào nhìn về phía địa môn dần dần tới gần tô vũ bảo y rời đi y cảm thấy tô vũ đang khinh thường mình ta đi làm gì đi làm kê lưu lạc sao chiến võ vương cũng gầm lên khí tức bừng bừng phấn chấn văn vương khẽ cười chắc gì đã thua chưa chiến mà đã sợ hãi chạy trốn ư tô vũ đừng khinh thường đám giả thời kỳ thượng cổ chúng ta chúng ta chưa bao giờ sợ chiến tranh không biết văn ngọc lại lấy đỏ ăn ra từ lúc nào nàng vừa ăn vừa cười nói, ăn no thì được. Đi thì ta không muốn đâu tay nàng nắm lấy một con chó mới tỉnh ngủ chưa lâu, vẫn còn đang mê mang, cười hì hì nói, ngươi xem, phi cầu trong nhà mười vạn năm, vừa mới tỉnh ngủ mà nhà đã mất thì đáng thương biết bao. Phi cầu, ngươi nói xem có đúng không? Phi cầu mờ mịt gật đầu, tiểu chủ tử nói rất đúng không hiểu cũng không sao, cứ hùa theo nàng là được. Tô Vũ thấy bọn họ đều nói vậy, hắn lại nhìn tử linh chi chủ. Bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube Di Các Phim, sắc mặt tử linh chi chủ rất khó coi ta muốn nút trường hà đừng ai tranh với ta đây là chấp niệm của hắn hắn quyết không bỏ qua không buồn bực lên tiếng đừng nhìn ta ta là khai thiên kiếm thiên địa này do ta lập nên đây là địa bàn hang ổ của ta giờ có kê muốn tu hú chiếm tổ bảo ta cút đi lão tử có thể đồng ý chắc sa hỏa tô vũ này cứ nhìn ta mãi làm gì làm như lão tử muốn chạy trốn không bằng tô vũ cười hắn chỉ nói tương lai mà ta thấy các ngươi đều chết nhưng chúng ta đã thắng mà diễm bị chúng ta xử lý không kinh ngạc thật ư đương nhiên đối diện ma diễm khẽ biến sắc trầm giọng nói tương lai mà ngươi thấy chỉ là thứ thương muốn cho ngươi xem mà thôi tô vũ ngươi không hiểu sao hắn ta không tin dù tương lai đó là thật hay giả thì hắn ta cũng sẽ không tin bởi vì hắn ta cũng có tín niệm hắn ta là sinh linh đầu tiên muốn cắn nứt trường hà hắn ta bước đến càng ngày càng gần khí thế càng ngày càng cường đại giờ phút này nhân môn đột nhiên hóa thành vạn thiên thánh vạn thiên thánh lảo đào một cái nỗ nụ cười nói gia hỏa này rất có sức hút suýt nữa hắn đã hút ta bay về phía hắn rồi trường hà dưới chân mọi người vang lên giọng nói của lam thiên hắn dẫm ta đau lắm đấy đánh chính diện thì ta đánh không lại đâu các ngươi đánh hắn gần chết đi rồi ta lên tô vũ hít sâu một hơi hắn bỗng bắt lấy vạn thiên thánh vạn thiên thánh ngây người ông không phản kháng chỉ nhìn tô vũ những người khác cũng nhìn về phía hắn mà diễm dừng lại sắc mặt biến ảo lúc này tô vũ bỗng nhiên bắt lấy vạn thiên thánh không biết là muốn làm gì diệt vạn thiên thánh để chặt đứt hy vọng ta môn hợp nhất ư không có khả năng dù vạn thiên thánh đã chết thì nhân môn cũng sẽ không bị hủy bởi vì cánh cửa này thật sự rất cường đại tô vũ cười cười đoạn nói lão vạn tránh ra ngài ra ngoài đi sắc mặt vạn thiên thánh biến ảo không ngừng ngay sau đó ông ra khỏi nhân môn còn tô vũ thì lập tức dung nhập vào nhân môn trong ánh mắt chấn động của ma diễm tô vũ bỗng hóa thành một cánh cửa thiên địa đại đạo vườn quanh hình thành một cánh cửa cánh cửa này nhanh chóng dung hợp với nhân môn giọng tô vũ vang lên ẩn chứa ý cười thế gian này vốn không có nhân môn hắc lân cũng không phải Hắn chỉ là linh muốn được giải thoát, không phải các ngươi luôn nói rằng nhân môn ta ác sao? Hôm nay Tô Vũ ta sẽ dùng nhân môn, không có cánh cửa thứ bốn ta chính là nhân môn. Oanh, nhân môn và cánh cửa của Tô Vũ hoàn mỹ dung hợp với nhau, không có cánh cửa thứ tư, không có cái gọi là văn minh chỉ môn, giờ khắc này, đại đạo chi môn của Tô Vũ dung hợp cùng phong ấn chi môn, Tô Vũ hóa thành nhân môn. Hắn nhìn ma diễm, cười nói, ngươi ở đầu kia, ta ở đầu này, ngươi là môn, ta cũng là môn, chúng ta nhất định phải phân ra sinh tử. Tô Vũ ta sẽ thể hiện quyết tâm một chút chúng ta sẽ chiến không phải người chết thì chính là ta chết nhân môn sắc mặt ba diễm vô cùng khó coi hắn ta nhìn tô vũ lẩm bẩm nói tuyên dương nhân môn vô số năm cuối cùng thật sự bị chính chúng ta chế tạo ra nhưng đúng là tô vũ người có thể gánh được cái đanh nhân môn này giờ khắc này tô vũ đuổi vạn thiên thánh tự hắn dùng phong ấn chi môn và khống chế cánh cửa này hắc lân vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nhạt giọng nói vang khắp trường hà một đám gia hỏa buồn cười nhân môn sửa thế ư giờ thì có nhân môn rồi cũng tốt tô vũ đừng gọi ta là lão thất nhân môn, ta có tên, ta là Hắc Lân, nhân môn Tô Vũ, cái danh hiệu này để lại cho chính ngươi đi giọng nói mang chút hưu quạnh của thương cũng vang lên, nhân quả, quá khứ, hiện tại, tương lai, ai nói qua đi là quá khứ, sắp tới là tương lai. Thực ra lão chỉ muốn nói rằng nhân quả quá kỳ diệu, nhân môn vang danh khắp trốn kỳ thật không tồn tại, nhưng khi tất cả mọi người nhận định nhân môn tồn tại, thì ở thời khắc cuối cùng, Tô Vũ lựa chọn dung nhập nhân môn, biến thành nhân môn. Tương lai phản chiếu lại quá khất giờ khác này Tô Vũ là nhân môn nhưng nhân môn trong miệng mọi người lại không phải hắn. Tô Vũ tươi cười vô cùng sán lạn, đây không phải là kết quả mà các ngươi muốn sao? Hiện tại ta thỏa mãn các ngươi, Ma Diễm, ngươi nuốt ta hoặc là ta nuốt ngươi, Trường Hà này sẽ bị nén lại hoàn toàn. Còn Thương và Hắc Lân thì để bọn họ đấu một trận là được giờ phút này, thân ảnh Thương và Hắc Lân như ẩn như hiện, Hắc Lân lạnh nhạt lên tiếng, khi ta môn hoàn toàn hội hợp, ta và Thương tự nhiên sẽ xuất hiện, hiện tại thì e là khó, Tô Vũ, giữa ngươi và Ma Diễm, ta hy vọng mình sẽ chờ được ngươi, như vậy mới thú vị ánh mắt ma diễm lạnh lẽo nhìn về phía hắc lân tên đồng bọn này thật ma tính y chờ mong người thắng là tô vũ ma diễm ngươi không đủ quả quyết tô vũ cười to ngay sau đó hắn quát lớn giết còn chờ gì nữa giết ma diễm dùng hắn ta thì mới có cơ hội trận chiến này cần đối đầu trực diện các thủ đoạn khác đều không hiện thực trong tay tô vũ xuất hiện một cánh cửa cánh cửa hóa thành đại đạo chiến kỹ biến thành một thanh đao đúng lúc này khung bỗng hóa thành một thanh kiếm ông ta hơi ngượng ngùng rơi vào trong tay tô vũ ngươi dùng đao hay dùng kiếm thì cũng như nhau ta sẽ không thuận theo ngươi tô vũ cười ha ha nắm lấy trường kiếm trường kiếm và đao trong tay dung hợp cuối cùng biến thành kiếm tô vũ cầm khai thiên kiếm chém ra tới nước này rồi thì có thể làm gì chỉ có liều mạng phân thắng bại dù sao cũng không phải là không có chút hy vọng chiếm thắng nào 44 đạo rất mạnh ư không phải huyết tổ 45 đạo vẫn bị thời gian chi chủ nhẹ nhàng đánh chết ư hỏa lửa thiêu đốt hư không ầm một tiếng trường hà rung động ngọn lửa càn quét về phía đám người tô vũ oanh tiếng kiếm minh vang vọng ngọn lửa thiêu đốt theo trường kiếm mấy người tử linh chi chủ đều ra tay toàn lực tới lúc này bọn họ không cần giữ sức nữa giết ma diễm là mục tiêu quan trọng nhất đại chiến bùng nổ đây là địch nhân mạnh nhất của tô vũ từ trước đến nay cũng là địch nhân duy nhất cần hắn đối đầu trực diện mọi thủ đoạn kế sách đều đã dùng hết giờ khắc này thứ duy nhất hắn có thể vận dụng là thực lực đây là cuộc chiến của tam môn cũng là trận chiến giữa thiên điện nơi đây và cổ thú ngoại giới trên trường hà dư uy trận chiến khiến tứ phương rung động dưới đáy trường hà trường hà chỉ thư dần ngưng thực có dấu hiệu sắp hiện thế trên thế gian hắc lân hờ hứng nhìn thương vẫn không nói gì thương hóa thành lão nhân tóc trắng xóa nhìn chăm chú vào trận chiến trên mặt sông ai thắng trận chiến này có lẽ sẽ giành được tất cả quyền lực trong toàn bộ vạn giới tiếng gầm rú vang lên không ngừng hai người một đen một trắng đều đứng ở đáy sông yên lặng quan sát trường hà chỉ thư lơ lửng giữa hai người tô vũ hóa thành nhân môn có chiến lực 42 đạo giờ khác này hắn cầm khai thiên kiếm trong tay bùng nổ đại đạo chiến kỹ khiếu huyệt đại đạo đã dùng hợp tới 240 khiếu kỳ thật tô vũ còn chưa tăng tới cực hạn kém mục tiêu dùng hợp 720 khiếu huyệt rất xa nhưng không ai cho hắn thời gian không phải lúc nào thế cục cũng diễn ra như mong muốn của tô vũ vạn giới đã tới thời khắc cuối cùng không ai chờ hắn hoàn thành dung hợp 720 khiếu huyệt giờ khắc này tô vũ bùng nổ đại đạo chiến kỹ lấy nhân môn làm cơ sở để toàn bộ thiên địa lan tràn bao trùng trường hà tô vũ trốn không thoát mà diễm cũng trốn không thoát hai người ở hai đầu trường hà giờ phút này kẻ nào trốn kẻ đó sẽ bị trường hà phản phê hỏa diễm ngút trời dường như lửa của ma diễm có thể đốt cháy tất cả vô cùng cường đại không chỉ như vậy ma diễm còn am hiểu phong ấn sau khi hợp nhất song môn năng lực phong ấn của hắn ta cường đại vô biên từng hư ảnh cánh cửa hiện ra hóa thành một đám phong ấn hướng về phía mấy người nhân hoàng còn ngọn lửa thì chủ yếu nhằm vào tô vũ và tử linh chi chủ một tiếng kêu rên vang lên từ khí thiên địa của tử linh chi chủ bị thiêu đốt hắn muốn dập lửa nhưng lại không làm được ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ còn có khả năng khắc chế tử khí tử linh chi chủ giết gào một tiếng tử khí ngập trời giữa tử khí ẩn chứa sức sống tràn trề, sinh tử luân hồi, hắn ta chỉ mới 39 đạo, kém ma diễm quá nhiều, giờ phút này, hắn ta chỉ có thể cố hết sức kiềm chế ma diễm giúp Tô Vũ, ngọn lửa đốt cháy thiên địa, tử linh thiên địa có dấu hiệu sắp sụp xuống nhưng nhanh chóng trở nên củng cố dưới tác dụng của sinh cơ, tử linh chi chủ liên tiếp ra quyền, từng quyền ma diệt ngọn lửa ngập trời, mấy người nhân hoàng cũng ra tay, các hư ảnh cánh cửa kia muốn phong ấn bọn họ, mấy người liên thủ đánh nát hư ảnh, trừ việc này ra, bọn họ không thể giúp được Tô Vũ cái gì, vào giờ phút này 36 đạo có vẻ quá yếu ớt, nhân hoàng hơi uể oải, sau đó y nhanh chóng khôi phục bình thường, y than nhẹ một tiếng, nhìn Văn Vương rồi lại nhìn mấy người Văn Ngọc, cuối cùng nhìn về phía Tô Vũ, vì sao Tô Vũ không muốn dung hợp thiên địa của Văn Ngọc, y cảm thấy mình đã hiểu được điều gì đó, không phải là Tô Vũ không biết rằng mình sẽ mạnh hơn nếu dung hợp Văn Ngọc, nhưng Tô Vũ đã cắn nước tương lai thân, thương, đúng vậy, nhất định là Tô Vũ đang đề phòng thương, nếu Tô Vũ dung hợp thiên địa của bọn họ rồi xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều sẽ bị kéo theo lực lượng tương lai thường cung cấp có lẽ có vấn đề vậy nên tô vũ không muốn dung hợp mọi người bởi vì sau khi dung hợp có khả năng phe bọn họ sẽ bị tận diệt trách nhiệm là một loại bao dung nhân hoàng cười lớn nhìn về phía văn ngọc và võ vương sau đó lại nhìn văn vương y đề nghị các vị lão huynh đệ nếu tô vũ đã không muốn thu nhận các ngươi thì tới thiên địa của ta thưởng thức phong cảnh một chút nhé văn vương cười khổ ta tình nguyện chết nhân hoàng đánh một quyền nát một cánh cửa không vui nói người nói sai rồi văn lão nhị ngươi nói ra được những lời này chứng tỏ ngươi không phải là kẻ thiếu trách nhiệm trách nhiệm văn vương lộ về bất đắc dĩ ngươi không biết đại đạo của mình ghê tởm đến mức nào sao đương nhiên nhân hoàng đạo cũng có thể bao dung vạn vật trách nhiệm cũng là một loại độ lượng khí độ bao dung rộng lớn giờ phút này nhân hoàng muốn dung hợp thiên địa đại đạo của các vị huynh đại tỷ muội nếu tô vũ đã không cần thì để ta đây tận dụng vậy văn vương bất đắc dĩ gật đầu mở ra đi cho lão đại nhà ngươi cơ hội thể hiện nếu ngay cả tư cách tham chiến cũng không có thì mất mặt lắm nhân hoàng tươi cười vô cùng sáng lạn đúng vậy ta phải thể hiện một chút mới được. Y làm vai chính mười mấy vạn năm, tô vũ chỉ mới quật khởi mấy năm mà thôi, không thể để người mới lấn át hết hào quang của người xưa. tô vũ thượng cổ cũng có năng lực chiến một trận, ngay sau đó thiên địa của y triển khai, văn vương nhanh chóng tiến vào, một cuốn sách hiện lên, đó là vạn đạo kinh. ngay sau đó văn ngọc cũng bước vào, thời gian sách hiện lên, tiếp đó là võ vương, vạn võ chỉ đạo triển khai, vạn thiên thánh và lam thiên không tiến vào, nhân hoàng không thèm để ý. y hít sâu một hơi, trong hư không hiện ra một quyển sách đó là trung tâm thiên địa của y nhân hoàng kinh quyển sách này tỏa ra kim quang lấp lánh từng luồng quang huy kim sắc chiếu rọi thiên địa ba quyển sách xoay tròn trong thiên địa nhân hoàng nở nụ cười đừng kháng cự để ta chủ đạo các người phụ trợ là được mấy người không nói gì ngay sau đó ba quyển sách hình thành một vòng tròn lấy nhân hoàng kinh làm trung tâm ba quyển sách nhanh chóng mổ ra vô số lực lượng thiên địa bị rút ra ngoài những lực lượng này đều bị thiên địa của nhân hoàng hấp thu trách nhiệm chỉ đạo bao hàm toàn diện cũng có thể cất chứa vạn đạo nơi xa Ma Diễm đã khôi phục bản tôn, đó là một cổ thú giống như hỏa kỳ lân, cả người tỏa ra lực lượng hỏa diễm. Giờ phút này, hắn ta phun ra một ngọn lửa khiến Tô Vũ lùi lại, sau đó nhìn về phía mấy người nhân hoàng. Trong đôi mắt Ma Diễm tràn ra hỏa diễm màu đen, lạnh lùng lên tiếng, tinh vũ, các người không chịu ăn phận, kiên quyết muốn chết như vậy sao, hắn ta vốn chỉ muốn phong ấn bọn họ, kết quả bọn họ lại dung hợp với nhau khí tức nhân hoàng nhanh chóng tăng lên bốn vị cường giả 36 đạo ba vị khai thiên giả dung hợp thiên địa có nhân hoàng đại đạo bao dung lực lượng thiên địa nhân hoàng nhanh chóng tăng lên, 37 đạo, 38 đạo, tới 39 đạo mới ngừng hẳn, không hoàn toàn dung hợp nhưng vẫn tăng tới 3 đạo lực lượng, bước vào 39 đạo, trở thành cường giả mạnh ngang từ linh chi chủ, nhân hoàng khẽ cười, ma diễm, còn chưa biết ai sẽ chết đâu, đừng quá cuồng vọng, kẻ cuồng vọng thường không có kết cục tốt nói xong, y đánh ra một quyền tràn ngập thần thánh, hư ảnh cánh cửa của ma diễm không bị một quyền này phá hủy mà là bị độ hóa, từng đạo hư ảnh thần phục nhân hoàng, đến giờ khắc này Liên Hoàng mới hoàn toàn triển lộ năng lực đại đạo của mình, dù Tô Vũ đang nghênh chiến cường địch thì cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi. Má nó, thật đáng sợ, nhân hoàng càng mạnh, đại đạo càng đáng sợ, dường như không có gì y không độ hóa được. Nếu nhân hoàng cường đại hơn nữa thì có phải sẽ độ hóa được cả Hắc Lân hay không? Thời gian chi chủ khai thiên, tạo ra nhân môn để độ hóa Hắc Lân, kết quả hắn không thành công, nhưng Tô Vũ cảm thấy nếu nhân hoàng đạt đến 45 đạo thì độ hóa Hắc Lân sẽ không khó chút nào. Nhân hoàng không biết Tô Vũ nghĩ gì, y liên tiếp ra quyền, lực lượng thiên địa lan tràn vô số hư ảnh cánh cửa đều đình trệ sau đó chúng đứng lặng bao quanh nhân hoàng như đang bảo vệ y mà diễm lắp bắp kinh hãi ngay sau đó hắn ta gầm lên một tiếng hư ảnh cánh cửa rung động như muốn thoát khỏi khống chế tô vũ nhân cơ hội xuất kiếm tử linh chi chủ quát lớn trường thương tử khí lao đi hai bên cách nhau càng ngày càng gần trường hà nén lại càng lúc càng ngắn trường hà chỉ thư trong hư không càng ngày càng rõ ràng khi tô vũ và ma diễm dung hợp quyển sách này sẽ hoàn toàn hiện lên thương và hắc lân cũng sẽ thực sự xuất hết bên này nhân hoàng khống chế cánh cửa vẫn chưa tham chiến nhân hoàng nhìn tô vũ rồi lại nhìn lam thiên và vạn thiên thánh đứng ở hậu phương y cười nói nếu hai người các ngươi là hậu chiêu tô vũ muốn dùng để đối phó bọn họ thì các ngươi quá yếu khả năng thành công quá nhỏ nhân hoàng nở nụ cười lam thiên ngươi quá yếu ớt ta có thể đoán được ý định của ngươi và tô vũ các ngươi rút ra lực lượng trường hà suy yếu thực lực thương nhưng ta có thể nhìn ra thì thương cũng có thể chỉ là lúc này không muốn nhiều lời mà thôi thân ảnh lam thiên hiện lên nhân hoàng bệ hạ ngài biết là được rồi Thương sẽ không nhúng tay vào lúc này nếu không chẳng phải sẽ chứng thực việc lão là người xấu sao nhân hoàng bật cười các người thật là y nhìn về phía tô vũ tô vũ dù ta tới 39 đạo thì cũng không thể tham chiến không thể trợ giúp người hôm nay bổn hoàng sẽ cho người biết cái gì mới là nhân hoàng chân chính cái gì mới là đạo chân chính ngay sau đó thiên địa của y hoàn toàn triển khai một đại đạo kim sắc tràn ra nhân hoàng lạnh lùng nhìn thương như ẩn như hiện trong trường hà dù ngươi là người tốt hay người xấu thì đều không quan trọng sắc mặt thương trở nên ngưng trọng khi ngươi nuốt đạo của ta thì ngươi sẽ hoàn toàn đứng về phe tô vũ và nhân tộc thương khẽ biến sắc trầm giọng nói tinh vũ ngươi muốn làm gì ngươi cảm thấy đạo của ngươi không gì không làm được ư ừ, dù có mạnh thế nào thì cũng là đạo ra đời trong thời không trường hà không có đạo lý đảo khách thành chủ ngươi lo lắng à nhân hoàng cười một tiếng từng luồng lực lượng thiên địa lan tràn toàn bộ trường hà nhân hoàng cảm khái tất cả lực lượng đại đạo đều bắt nguồn từ thời không trường hà cả tô vũ ngươi và ma diễm kể cả thương đều là như thế khi toàn bộ lực lượng trường hà đều biến thành trách nhiệm đại đạo của ta vậy cuối cùng các ngươi đều sẽ chiến vì ta đúng không y tươi cười vô cùng sán lạn từng luồng lực lượng nhân hoàng đại đạo bắt đầu xâm nhiễm toàn bộ trường hà lam thiên vạn thiên thánh nếu hai vị nguyện ý đặc biệt là lam thiên thương sinh đạo của người lan tràn khắp trường hà có thể trợ giúp ta một chút không lam thiên hoàn toàn hiện lên ánh mắt nhìn nhân hoàng có chút ngoài ý muốn và chấn động y nhanh chóng gật đầu đương nhiên ngay sau đó vô số lam thiên xuất hiện những lam thiên này đều hấp thu lực lượng thiên địa của nhân hoàng ngay sau đó bọn họ như nhân viên quân vác tiêu tán ở khắp nơi trong trường hà trong mỗi nhánh sông đều xuất hiện một phân thân của lam thiên từng luồng lực lượng thiên địa của nhân hoàng bắt đầu lan tràn vây quanh mạch sông chính bấy giờ nhân hoàng cấp hết hào quang của mọi người tô vũ không thể che giấu ma diễm không thể bao trùm sắc mặt thương lộ về khó coi và ngưng trọng hắc lân thì liên tục cười lạnh đại lượng lực lượng thiên địa tần ra vô số nhánh sông hóa thành khí tức nhân hoàng đại đạo y muốn chiếm toàn bộ trường hà biến trường hà thành trách nhiệm đại đạo khi đó dù là tô vũ Ma diễm hay là thương, chỉ cần cắn nuốt Trường Hà, hấp thu lực lượng Trường Hà thì đều sẽ hấp thu lực lượng trách nhiệm, đây là Nhân Hoàng đạo, nó tựa như một loại độc dược, lúc này, Hắc Lân mở miệng trào phúng, biện pháp thì hay đấy, nhưng thực lực quá yếu, không đến 45 đạo lực lượng thì không có khả năng dùng đạo bao trùm Trường Hà đâu, nếu Nhân Hoàng có 45 đạo lực lượng thì y sẽ có thể xâm nhiễm toàn bộ Trường Hà, dù là ai thắng thì cũng không sao cả, nhưng nếu y có 45 đạo thì đã chẳng cần dùng dùng biện pháp này, Nhân Hoàng mỉm cười phản bác: ngươi cảm thấy không có khả năng bởi vì ngươi không hiểu mà thôi hắc lân đừng cảm thấy mình sống lâu thì cái gì cũng biết toàn bộ trường hà vô cùng cường đại y không thể sánh bằng nhưng hắc lân ngươi thì biết cái gì ta không muốn chiếm lấy trường hà một mũi lửa nhỏ có thể cháy lan ra cả đồng cỏ lực lượng nhân hoàng đạo giống như mỗi lửa nó lan tràn từng chút một trong trường hà đồng hóa từng nhánh sông nhỏ nhân hoàng bỗng phất tay một cái nhân hoàng kinh hiện lên trong tay ta đã nói rồi muốn giỏi thì phải đọc sách đại đạo nào cũng đều có trách nhiệm kể cả trường hà thì cũng có trách nhiệm trách nhiệm của nó chính là độ hóa phong ấn ngươi vậy nên tất cả đại đạo đều là trách nhiệm chỉ đạo y mở nhân hoàng kinh lúc này y như hóa thành thánh nhân giáo hóa thiên địa quyển sách mở ra kim quang chiếu rọi thiên địa có chính khí tạp nhiên phú lưu hình hạ tắc vi hà nhạc thượng tắc vi nhật tinh nhân hoàng thốt ra những ngôn từ tràn đầy chính nghĩa thiên địa này có chính nghĩa có trách nhiệm ta là hoàng giả của nhân tộc thiên địa này là thiên địa của nhân tộc tất cả sinh vật ngoại lai đều không được hoan nghênh trong thiên địa này toàn bộ suy nghĩ không có trách nhiệm đều là sai lầm mà diễm là sinh vật ngoại lai hắn ta nên bị thiên địa này bài xích áp chế lực lượng nhân hoàng nhanh chóng lan tràn nước trong trường hà cũng thay đổi văn vương am hiểu thay đổi lực lượng đại đạo ý chí của y theo lực lượng nhân hoàng đạo lan tràn biến đổi đại đạo lực lượng hỗn tạp thành lực lượng trách nhiệm của nhân hoàng đạo từng chút thay đổi toàn bộ thời không trường hà sau nhiều năm xa cách hai người lại hợp tác muốn dùng sức lực nhỏ bé của mình thay đổi kết cục trận chiến này dù các ngươi cường đại dã tâm bừng bừng chỉ cần ta cải tạo toàn bộ trường hà thành trách nhiệm đại đạo các người hấp thu lực lượng trường hà hay cắn nuốt trường hà thì đều sẽ thành thánh nhân giống ta oanh hỏa diễm của ma diễm đốt cháy thiên địa đánh lui tô vũ và tử linh chi chủ ngay sau đó hắn ta giống to một tiếng ngọn lửa tiến vào đáy sông đốt cháy lực lượng nhân hoàng đại đạo hắn ta vô cùng phẫn nộ không thể để lực lượng của nhân hoàng thẩm thấu toàn bộ trường hà nếu không hắn ta sẽ thật sự trở thành bàn sao của nhân hoàng một cường giả như ma diễm sao có thể chấp nhận việc sống thành bộ dạng như vậy khi ấy dù ma diễm thành công cắn nuốt trường hà thì hắn ta cũng chỉ là tinh vũ thứ hai chứ không phải là ma diễm nhân hoàng ngồi xếp bằng trong hư không y mỉm cười tiếp tục đọc sách lực lượng của y vẫn điên cuồng lan tràn lúc này lam thiên vẫn chăm chỉ vận chuyển lực lượng phần thân bị đốt cháy thì sẽ lại nhanh chóng xuất hiện lần nữa tiếp tục mang lực lượng nhân hoàng đạo đi khắp trường hà lam thiên cười hì hì nói nhân hoàng bệ hạ thật lợi hại tô vũ không so được với ngài quả nhiên người đọc sách là lợi hại nhất tô vũ mạnh hơn nhân hoàng nhưng hắn không thể làm được điều này mà dù hắn làm được thì cũng vô dụng Đại đạo của hắn không phải độc dược, đối với rất nhiều người mà nói, Nhân hoàng đại đạo thật sự là độc dược, giờ phút này, Nhân hoàng tỏa ra quang mang vạn trượng, y nở nụ cười, có vẻ rất vừa lòng, ta làm vai chính mười mấy vạn năm, sao có thể bị Tô Vũ cướp hết hào quang được. Sắc mặt y hơi trắng nhưng y không thèm để ý, Nhân hoàng kinh tách rời từng trang, trang giấy hóa thành quang mang hoàn toàn dung nhập vào trường hà, Tô Vũ kêu lên, làm gì vậy? Nhân hoàng cười hôi, ngươi ghen tị à? Tô Vũ thầm mắng, có quỷ mới ghen tị với ngươi, gia hỏa này tiêu hao quá lớn y đang tự phân tán đại đạo và thiên địa của mình. Nhân hoàng cười nói: "Tô Vũ, ngươi phải nhớ rằng, đạo và thiên địa đều đến từ thời không trường hà, giống như chúng ta múc ra một gáo nước từ trong biển rộng, vậy nước này là của ta ư? Sai rồi, nước vẫn thuộc về biển, một gáo nước không ảnh hưởng đến biển rộng, nhưng chúng ta không chỉ là một gáo nước đối với thời không trường hà, mà là một xô nước lấy từ một hồ nước, một xô nước cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ hồ nước, nhưng nếu chúng ta đổ thuốc nhuộm vào xô nước này, vậy thì xô nước có thể thay đổi toàn bộ hồ nước, ta có ý tưởng này là nhờ ngươi." nếu đánh không lại thì dung nhập đi hoặc có thể nói là nếu ngươi làm ta khó chịu thì ta cũng sẽ không cho người sống tốt ngươi không cho ta uống nước thì ta sẽ đổ độc dược vào họ để tất cả mọi người đều không thể uống nhân hoàng tươi cười sán lạn nhân tộc có một câu tục ngữ thế này một màu cất chuột làm hỏng một nồi cháo một màu cất chuột nho nhỏ có thể khiến một nồi cháo không thể ăn được nữa hôm nay tinh vũ ta không ngại là màu cất chuột này y dùng nhân hoàng đại đạo xâm nhiễm toàn bộ trường hà đối với y đại đạo này là thứ tốt đối với những người khác thì lại là độc dược chí mạng giờ phút này y vẫn đang không ngừng xâm nhiễm cứ tiếp tục như vậy dù trường hà không bị xâm nhiễm toàn bộ thì cũng rất khó cắn nuốt ma diễm phẫn nộ rít gào lực lượng hỏa diễm sôi trào tới cực hạn tô vũ kêu rên ý chí bị thiêu đốt như sắp tan biến gia hỏa này thật sự cường đại hiện giờ tô vũ chỉ đóng vai trò phụ trợ hắn và tử linh chi chủ dùng toàn lực ngăn cản ngọn lửa của ma diễm lan đến chỗ nhân hoàng trong thời khắc này nhân hoàng mới là vai chính tô vũ giở khóc giữa cười hắn không thèm để ý chỉ hơi lo lắng sợ nhân hoàng sẽ không duy trì được lâu dù có mấy người khác dùng lực lượng củng cố thiên địa giúp y thì cũng không thể kiên trì quá lâu được giờ khác này nhân hoàng thật sự tỏa ra hào quang chiếu dọi khắp trốn quang huy kim sắc lan tràn y lật nhân hoàng kinh mỗi tờ mở ra sau đó đều rách nát quang huy hòa vào trong trường hà y nhẹ giọng nói tô vũ nước trong hồ có năng lực tự tỉnh lọc nếu ngươi chỉ nhỏ vào đó một giọt màu thì không thể khiến toàn bộ hồ nước thay đổi phải đổ vào đó một lượng màu thật lớn thì hồ nước mới đổi màu y muốn nhắn nhủ rằng hãy tranh thủ thêm thời gian cho mình y không biết cần bao nhiêu lực lượng mới có thể khiến trường hà biến chất Y cũng không thể đổ toàn bộ lực lượng vào đó, bởi vì làm vậy thì Y sẽ chết. Y cần sống sót, dùng lực lượng biến nước sông thành lực lượng nhân hoàng đạo, tiến hành tuần tự dần dần thì mới có thể nhuộm toàn bộ trường hà thành bộ dáng của Y trong thiên địa. Lực lượng thiên địa của văn vương và văn ngọc không ngừng bị rút ra. Thời gian sách mở ra từng trang, các trang sách lần lượt rách nát. Vạn đạo kinh cũng phiên động, từng trang rách nát, bánh nhân đậu và thư linh đều lộ vẻ thống khổ. Phi câu dầm gì, một lát sau trả thụ đại mục đầu đều hiện lên, phi câu nức nở. Thư Linh, bánh nhân đậu, cùng tới chơi với nhau đi. Thân thể Thư Linh và bánh nhân đậu đều rung động, không ngừng tan rã rồi lại nhanh chóng hội tụ. Giống như năm đó, phía dưới, Văn Ngọc mỉm cười vung tay lên, cảnh tượng xung quanh biến thành nhà cũ của Văn Vương. Văn Ngọc hít mắt tươi cười sán lạn, nháy mắt xuất hiện trên một bàn đu dây, đóa hoa nở rộ khắp núi đôi. Trong sân, đám người bánh nhân đậu hiển hiện, phi cầu vẫy đuôi, ngâm nồi chén gáo bồn nhanh chóng chui tới chui lui trong đại viện. Bánh nhân đậu lăn lộn bị Văn Ngọc đá bay, lăn tới đứa chân Văn Vương. Văn Vương bật cười, y vung tay lên, bánh nhân đậu lần nữa bị đánh bay. Ngay sau đó, phỉ cầu sông tới, ngậm bánh nhân đậu đi đến dưới chân Văn Ngọc. Bánh nhân đậu Đức nở, đây là ác mộng, ta không muốn như vậy. Lại nữa à? Ta không phải quả bóng, ta là bánh nhân đậu. Năm đó cũng thế này, tuy rằng quá khứ rất đẹp nhưng ta không muốn làm quả bóng đâu. Thật đáng ghét. Văn Ngọc cười lớn, thời gian sách trên đầu nhanh chóng lật mở, bàn đu dây đung đưa không ngừng. Ngươi là quả bóng, nàng lại đã bay bánh nhân đậu. Sau đó tóm lấy đuôi phì cầu xoay một vòng sau đó thả phì cầu ra giờ khắc này nàng rất vui vẻ trăm hoa đua nở tiếng nói cười hân hoan giống hệt như năm xưa nơi xa văn vương mỉm cười nhiều năm trước y từng có cuộc sống thế này khi đó cũng tốt đẹp hệt như vậy nơi xa đại đạo của võ vương bừng bừng phấn chấn hắn ta thâm nhập trường hà tất cả lực lượng đại đạo phản kháng đều bị võ vương ma diệt võ đạo hưng thịnh trong vạn đạo võ vi tôn thấy mấy người văn vương vui đùa ầm một võ vương biểu môi ấu trĩ bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim. Ngay sau đó, hắn ta hô hào, lão nhị, lão đại, các người cũng chỉ bình thường thôi, các người phải học ta dứt lời, quanh hắn được màu đỏ bao trùm. Trong thiên địa nhân hoàng, mấy người chấn võ vương xuất hiện, bọn họ có chút ngượng ngùng, võ vương cười lớn vùng tay, từng đạo khăn quan đỏ rơi xuống. Một đám nữ nhân mặc trang phục tân nương cực kỳ dạng dỡ, võ vương cười sảng khoái, hàng đêm làm tân lang, đây mới là nhân sinh, mấy người văn vương đều lắc đầu, đám đạo lữ của võ vương phối hợp với hắn nói cười vui vẻ. Giờ khác này, vẻ nhân hoàng mới là tâm điểm của chư thiên, đây là nhân sinh của bọn họ, thời đại của bọn họ, lực lượng đại đạo nhanh chóng xâm nhiễm. Trường Hà chỉ thư như ẩn như hiện cũng bị nhiễm một chút kim sắc, hào quang kim sắc vẫn đang lan tràn. Trường Hà chỉ thư cũng là một loại lực lượng trường Hà, là hình chiếu của trường Hà đại đạo, các điểm sáng kim sắc lấm tấm dần dần lan ra. Đến lúc này, sắc mặt thương hoàn toàn thay đổi, thân ảnh lão rõ ràng hơn, lão lộ vẻ từ bi mà phiền muộn lên tiếng, sao phải vậy? Nhân hoàng đang nhắm đến lão, nếu trường hà chỉ thư hoàn toàn hóa thành kim sắc vậy toàn bộ thời không trường hà đều sẽ thành trách nhiệm đại đạo của nhân hoàng loại đại đạo tựa như độc sực này đang điên cuồng lan tràn nhân hoàng tươi cười sán lạn vậy tại sao ngươi lại làm thế ngươi vốn là kiếm linh của thương không kiếm mà linh của thời không trường hà thì phải là hắc lân mới đúng người cướp đoạt trường hà của hắn vậy mã nhân lại cáo trạng trước không phải là ta đang học ngươi sao hắc lân đột nhiên nhìn về phía nhân hoàng nhân hoàng cười nhạt nếu ta đoán không sao trường hà và thiên điện này đều được chuẩn bị cho hắc lân độ hóa hắc lân hắc lân có thất tình lục dục sau đó hóa thành linh của trường hà sau đó y sẽ đi tìm thời gian chi chủ hoặc là thời gian chi chủ quay lại thu hoạch kết quả ngươi không cam lòng tan biến không muốn hy sinh vì hắc lân ngươi cướp đoạt vị trí của y tu hù chiếm tổ đây mới là nguyên nhân khiến vạn giới tranh phong nhiều năm qua thương đứng thẳng nhìn về phía nhân hoàng trong giọng nói ẩn chứa ý cười tình vũ vì sao ngươi lại nói như vậy còn cần giải thích nữa sao nhân hoàng nhìn trường hà chỉ thư quyển sách này vẫn luôn ở giữa các ngươi điều này chứng tỏ hắc lân cũng có thể khống chế mà cường giả như thời gian chi chủ mất kiếm thì chế tạo cái khác là được sao phải biến người thành linh còn là linh của trường hà mà chuyện này không quan trọng kẻ nào là trường hà chỉ linh cũng được hiện tại ta muốn biến trường hà này thành trường hà của ta kim sắc lan tràn trường hà chỉ thư rung động tiếng cười của nhân hoàng vong vẳng đừng quên ta cũng là người của thiên địa này đạo của ta cũng đến từ thiên địa này các ngươi muốn đuổi ta đi cũng không đơn giản đâu thương hừ một tiếng tay đưa về phía trường hà chỉ thư một mặt kiếm khí hiện lên muốn tiêu trừ các điểm kim sắc lấm tấm đúng lúc này một cỗ khí tức tan biến bùng nổ hắc lân đánh ra một kích phá hủy kiếm khí thương khẽ biến sắc lạnh lùng nói hắc lân sao ngươi phải làm vậy trường hà chỉ thư mà hoàn toàn bị xâm nhiễm thì chúng ta đều thua hắc lân bình tĩnh nói không nhanh vậy đâu cứ đợi đi thương ngươi và ta làm người xem vô số năm rồi tiếp tục bàng quan đi thương cao mày nhìn hắc lân sau đó lão nhìn tô vũ phải ngăn cản bọn họ có lẽ nhân hoàng không thể hoàn toàn xâm nhiễm giờ phút này nhân hoàng đã tiêu hao ba thành lực lượng đại đạo như mới khiến quyển sách lấm tấm vài điểm kim sắc mà thôi dù nhân hoàng tiêu hao toàn bộ lực lượng thì chắc chỉ xâm nhiễm không đến một thành trường hà không thể hoàn toàn biến chất nhưng nếu khả năng gần như bất khả thi đó xảy ra thì sao thương nhìn về phía tô vũ và ma diễm tô vũ phòng bị lão nhưng thương không thể tiếp tục để mặc nhân hoàng xâm nhiễm đại đạo trong vạn giới sinh ra đại đạo như của nhân hoàng là một điều tất nhiên nhưng đó cũng là một loại biến số và dị đoan thương mở miệng tinh vũ tốt nhất là ngươi không nên làm như vậy nếu không để bảo trì sự thuần tịnh của trường hà ta sẽ rút lực lượng tương lai của tô vũ ra Vậy tức là ngươi sẽ hại chết Tô Vũ và ngươi cũng sẽ chết thương không khách khí nữa." Lão lạnh nhạt nói, "Ta tồn tại là để giữ cho Trường Hà thuần tịnh, không bị bất cứ kẻ nào chiếm đoạt, Ma Diễm đừng hòng cắn nốt Trường Hà, Tình Vũ ngươi cũng không được. Tình Vũ, rút lực lượng của ngươi về đi, nếu không, ta chỉ có thể rút lực lượng đã cho Tô Vũ trở về Trường Hà chỉ thư để tiêu trừ lực lượng của ngươi nhân hoàng khẽ biến sắc. Tô Vũ hấp thu không ít lực lượng tương lai thân, từ 36 đạo tăng lên tới 39 đạo, nếu lực lượng cường đại như vậy bị rút ra, có khả năng Tô Vũ sẽ bị ma Diễm đánh chết." Tô Vũ cười khổ, thật nham hiểm, các ngươi đấu với nhau nhưng ta mới là người bị uy hiếp rõ ràng là cuộc chiến của ta, kết quả lại thành trận giao tranh giữa Nhân Hoàng và Thương, Tô Vũ và Ma Diễm chỉ là nhân vật phụ, hiển nhiên Nhân Hoàng đạo khiến Thương cảm thấy bị uy hiếp, Nhân Hoàng mở miệng nói, cần phải vậy không, dù ta dung nhập toàn bộ thì cũng không ăn mòn được bao nhiêu, Thương, ngươi không sợ Ma Diễm sẽ thắng ư? Ngươi cảm thấy Ma Diễm không đáng sợ sao? Thương im lặng, lão chỉ cần Nhân Hoàng rút lực lượng về, không tiếp tục ăn mòn Trường Hà nữa. Đúng lúc này, Ma Diễm giống to, ngọn lửa bao trùm toàn bộ trường hà từ linh chi chủ kêu lên một tiếng hắn ta bị đánh bay cơ thể bị lửa thiêu đốt không thể dập tắt từ linh chi chủ không ngừng gào giống qua một hỏi lâu mới dập tắt được ngọn lửa hắn ta thở hồng hộc cơ thể bị thiêu đến biến dạng tô vũ thì đang gian nan ngăn cản ma diễm thương lại lên tiếng tinh vũ rút lực lượng của ngươi về nếu không tô vũ mất đi lực lượng tương lai thân thì chắc chắn sẽ chết ngươi muốn hại chết hắn sao ta không muốn làm vậy ngươi cũng không muốn phải chứng kiến điều đó đúng không nhân hoàng thở dài quả nhiên ngươi là người xấu kê ngăn cản y ăn mòn trường hạc không phải ma diễm cũng không phải hắc lân mà là thương khung đang hóa thành kiếm không nhịn được chửi ầm lên thương tên khốn kiếp rốt cuộc ngươi thuộc phai nào bọn họ dốc sức ngăn cản ma diễm không cho hắn ta đối phó với nhân hoàng kết quả kẻ đầu tiên ra tay đối phó với nhân hoàng lại là thương tô vũ cười lạnh khung ngươi cảm thấy lão sẽ theo ai thực ra lão có thể cùng phe với bất cứ ai chỉ là không cùng phe với chúng ta thôi vậy mà còn phải hồi sao không nghĩ thương là chúa cứu thế là hy vọng cuối cùng ư Tô Vũ tò mò, khung, chẳng lẽ ngươi cho rằng thương thật sự là huynh đệ của ngươi à?" Khung không hé răng, trong lòng thầm mắng một tiếng, "Ngươi đoán xem, ta sẽ không cho ngươi biết." Ma Diễm cười lạnh, "Tô Vũ, đây là hiện thực, ai cũng có thể thắng, chỉ có các ngươi là không, các ngươi có không ít thủ đoạn, cuối cùng nhân hoàng chỉ 36 đạo mà còn làm ra động tính lớn như thế, nhưng bọn họ có thể thay đổi điều gì chứ? Trừ việc khiến thương bất mãn ra thì hoàn toàn không thể thay đổi điều gì." Tô Vũ thở dài, "Ma Diễm, sao ngươi lại nghĩ mình có thể giải quyết thương và Hắc Lân?" ngươi nghĩ hai người họ thoát ra thì ngươi vẫn sẽ thắng sao không phải chỉ có chúng ta cần đối đầu với hai cây này kẻ nào thắng thì cũng sẽ phải đối mặt với bọn họ thật ra hắn rất muốn biết ma diễm có biện pháp nào để ứng phó với hai kẻ này hay không ma diễm chuẩn bị nhiều năm như vậy tô vũ không tin hắn ta không chuẩn bị gì mà dám sảng vậy giờ khác này thương trở thành nguy cơ lớn nhất của đám người tô vũ thương muốn rút lực lượng tương lai thân dùng điều này để uy hiếp nhân hoàng thu hồi lực lượng tô vũ thành con tin trong trận so tranh giữa nhân hoàng và thương tô vũ bỗng nhiên rất muốn phá ra cười thành tiếng ta thành con tin của thương ư tô vũ tươi cười lui về phía sau một bước tránh khỏi ngọn lửa của ma diễm ma diễm từng bước ép sát một bước cũng không nhường trường hà áp xúc càng ngày càng ngắn trường hà chỉ thư càng ngày càng hiện rõ điểm sáng kim sắc cũng càng lúc càng tỏ ràng trong khoảng thời gian ấy nhân hoàng vẫn luôn xâm nhập thiên địa y cần một bước đột phá mang tính chất đột biến thì mới có thể khiến cả trường hà hóa thành trách nhiệm đại đạo của y nhưng điều này cũng cần thời gian và lực lượng cường đại thương lạnh nhạt uy hiếp tinh vũ tô vũ các ngươi đừng ép ta ta không muốn làm vậy nhưng các người đang khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, sắc mặt nhân hoàng rất khó coi, y nhìn Tô Vũ, nếu ngươi mất đi lực lượng tương lai thân thì có thể chống đỡ không? Tô Vũ nghiêm túc tính toán rồi đáp, hiện tại ta đang 42 đạo, nhưng lực lượng tương lai thân không yếu, nếu bị lấy đi thì e rằng sẽ chỉ còn 40 đạo, nhân môn rất kiên cố, bị Trường Hà cọ rửa vô số năm tháng mà vẫn không bị hủy, nhưng ngọn lửa của ma diễm chủ yếu nhằm vào ý chí và linh ma diễm muốn đốt chảy nhân môn, bản thể phong ấn chi môn mà Tô Vũ dung hợp thì rất khó nhưng dù tô vũ hợp thành một thể với nhân môn thì đây vẫn chỉ là một món binh khí là bảo vật không phải bản thân tô vũ như vậy chỉ cần diệt ý chí và tình thân của tô vũ là đủ rồi không cần phá hủy cánh cửa đối mặt với một tồn tại đỉnh cấp 44 đạo mà đột nhiên chỉ còn 40 đạo ở thời điểm này thì chắc chắn tô vũ sẽ xong đời ánh mắt nhân hoàng biến ảo y nhìn ma diễm rồi lại nhìn thương bỗng nhiên y cười lạnh một tiếng các người tính kế nhiều như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chết y nhận ra có vẻ ma diễm và thương đã có hiệp nghị gì đó nhưng hai kẻ này đều muốn khắc chế đối phương vậy nên nếu không phải không còn cách nào khác thì thương không muốn đối phó với tô vũ để ma diễm được lợi y vừa muốn tô vũ khắc chế ma diễm vừa không muốn đám người tô vũ thật sự thành công ma diễm cũng thế có lẽ hắn ta vừa hợp tác cùng thương vừa hợp tác với hắc lân dù thế nào thì bọn họ đều không muốn lực lượng nhân hoàng đại đạo tiếp tục xâm nhập thời không trường hà làm sao bây giờ rút về sao nếu rút về thì bọn họ sẽ đủ sức chiến một trận cùng ma diễm nếu không rút về tô vũ nhất định sẽ chết tô vũ mà chết thì toàn bộ chiến cục sẽ sụp đổ giờ phút này nhân hoàng cũng muốn văng tục đáng chết cục diện hiện tại cực kỳ bất lợi với bọn họ đặc biệt là tiểu tử, tử tô vũ này tùy tiện nuốt lực lượng tương lai thương tặng cho nên đang nằm trong sự khống chế của lão y thử hỏi tô vũ thương rút ra lực lượng tương lai thì ngươi có thể dùng lão như đã làm với tắc thiên không tô vũ vung kiếm chém tan ngọn lửa màu đen trước mặt cùng tử linh chi chủ ra tay mới miễn cưỡng chặn lại công kích của ma diễm tô vũ thở dốc một tiếng cười nói có thể thương đạm mạc lên tiếng tô vũ người lừa được người khác chứ không lừa được ta đâu thứ ta rút ra chỉ là lực lượng chứ không phải ý chí, mà trong cơ thể ngươi vốn có một cỗ lực lượng thuộc về ta tô vũ muốn hù dọa ai chứ. Muốn dung hợp thì phải là ý chí hoặc lực lượng của ngươi, mà lực lượng vốn là của ta, ta không dùng ý chí của ngươi thì ngươi làm được gì. Thật ra nhân hoàng cũng biết điều này, y chỉ muốn hù dọa đối phương, nhưng thương không hề sợ hãi. Giờ phút này, lão vẫn chưa chủ động đoạt xá tô vũ, cướp lấy thân thể hắn. Trước lực lượng kiếp nạn đại đạo trong cơ thể Tô Vũ cũng không đủ để thương tổn hay uy hiếp đến lão, bởi vì lão căn bản còn chưa đụng đến hắn đừng kéo dài thời gian nữa thương nhẹ nhàng nói ngay sau đó lực lượng tản ra từ trong cơ thể tô vũ rồi biến mất trong trường hà lực lượng mất đi không nhiều nhưng vẫn khiến tô vũ lộ ra sơ hở oanh ma diễm phun ra hắc diễm vô cùng cường đại ngọn lửa thiêu đốt khiến hư không nứt vỡ xuyên thấu nhân môn khiến ý chí tô vũ dung chuyển kịch liệt dù ý chí tô vũ có mạnh thế nào thì cũng sẽ bị phá hủy vấn đề là lực lượng phá hủy có đủ mạnh hay không may mà trong nhân môn còn không ít lực lượng căn nguyên tô vũ nhanh chóng rút lực lượng căn nguyên dập tắt ngọn lửa ý chí vốn lộng lẫy có vẻ hơi suy yếu thường cảnh báo đây mới chỉ là mất đi một chút lực lượng tinh vũ nếu ngươi còn không ngừng lại ta sẽ tiếp tục rút lực lượng vậy thì tô vũ có thể chống đỡ không võ vương tức giận mắng một tiếng đồ khốn chúng ta đánh chết ma diễm cũng là đang giúp ngươi vậy mà ngươi lại uy hiếp chúng ta thương bình tĩnh đáp vậy giết ma diễm đi nhưng các ngươi không được vấy bẩn trường hà ngươi muốn giết thì cứ việc nhưng nhân hoàng đạo quá tà dị thường không muốn nhân hoàng đạo ô nhiễm trường hà là nhân hoàng kiên trì thì lão thật sự sẽ rút lực lượng của tô vũ cho ma diễm thắng lợi. tuy lão không muốn ma diễm thắng nhưng tô vũ thắng lợi cũng không phải kết quả mà lão muốn. hiện tại cả lão và ma diễm đều không hy vọng lực lượng trường hà bị nhân hoàng đại đạo làm ô nhiễm. ma diễm tức giận quát, trực tiếp rút ra đi. đợi bổn tọa giết tô vũ xong sẽ giết tình vũ. vậy tự nhiên sẽ không còn gì xâm nhập nữa. lão muốn lợi dụng đám người tô vũ khắc chế hắn ta. dù hắn ta thắng thì cũng phải đại thương nguyên khí, không có thời gian và thực lực trùng hợp trường hà. ma diễm hiểu rõ ý đồ của lão, nhưng hắn ta không sợ thương cố ý cho tô vũ mượn lực lão có rất nhiều mục đích không chỉ có thể khống chế tô vũ ở thời khắc mấu chốt giúp hắn đủ sức đối phó với ma diễm mà còn có thể quấy nhiễu hắn ta nhưng ma diễm không sợ những điều này hắn ta ăn ý với thương cũng có hợp tác với hắc lân tô vũ nói đúng tính kế nhiều năm như vậy nếu không có bản lĩnh thật thì sao hắn ta dám động thủ chẳng lẽ là ngu ngốc bỏ công bỏ sức ra cho kẻ khác được lời ư nhân hoàng sốt ruột biện pháp không tôi nhưng lại bị thương ngăn cần y không thể không hỏi tô vũ tô vũ người không có biện pháp nào sao Ngươi không có biện pháp thì dung tương lai thân làm gì? Má nói ta chịu thiệt một lần rồi mà ngươi không học được gì ư? Năm đó vì dung tương lai thân nên y bị hại rất thảm, thương đã rút lực lượng tương lai thân khiến y bị đám người thiên môn tập kích trong lúc đang giao chiến, suýt nữa thì y đã chết. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ năm đó tên khốn thương này đã muốn hạn chế đại đạo của y, không cho nó tiếp tục mạnh thêm. Tiểu tử tô vũ này thật sự không có biện pháp nào ư? Trong cảm nhận của y, tô vũ luôn mưu tính kỹ càng rồi mới hành động chẳng lẽ tô vũ cảm thấy chỉ dựa vào chút kiếp nạn đại đạo kia là có thể ngăn cản thương ư hay tô vũ không còn đường lui nào nên chỉ có thể lựa chọn dung hợp tương lai thân dù sao hắn đã xử lý được chu ngục vương tắc thiên nhờ dung tương lai thân nếu không thì chiến cuộc đã chẳng đi đến bước này nhân hoàng thở dài một tiếng không có chút hy vọng nào không dung tương lai thân thì có lẽ còn không địch nổi đám người kia dung tương lai thân thì giờ lại bị uy hiếp tình thế quá gian nan đám khốn kiếp kia đều sống rất lâu thực lực đều cực kỳ cường đại bọn họ đều có ác ý đối với chúng ta nhân hoàng không còn khí phách hăng hái như trước y có chút uể oải suy sụp ở thời khắc mấu chốt y bị thương đâm một đao y thở dài bắt đầu rút lực lượng thiên địa về giờ phút này bọn họ không chọc đến thương thì vẫn có thể chiến với ma diễm nếu thương rút lực lượng về thì tô vũ sẽ xong đời cơ hội chống lại ma diễm cũng không còn trong thiên địa văn vương văn ngọc võ vương đều lộ vẻ mặt rất khó coi trong trường hà lam thiên dừng bước trong lòng tràn ngập uể oải bất đắc dĩ bọn họ không có lựa chọn nào khác thương thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra có thể nhân hoàng sẽ không thành công nhưng lão không muốn mạo hiểm trực tiếp phá tan nguy cơ chưa thành hình thì vẫn hơn giờ phút này từ linh chi chủ lại bị ngọn lửa thiêu đốt hắn ta kêu lên một tiếng không nhận được muốn mắng người tô vũ hiện lên giúp hắn ta ngăn cản ma diễm tử linh chi chủ trầm giọng hôi ngươi không có biện pháp nào thật ư tô vũ thở dài ta có thể làm gì chứ ta là người không phải thần nếu không muốn bị rút lực lượng thì chỉ có thể như thế tử linh chi chủ không biết nói gì hơn bắt đầu từ khi nào mọi người lại tin tưởng tô vũ như vậy bọn họ phải đối mặt với đám lão gia hòa đã mưu đồ từ khi mới khai thiên, hơn nữa thực lực còn vô cùng cường đại, hắn ta không hiểu vì sao mình lại cảm thấy Tô Vũ sẽ có biện pháp, Tô Vũ không còn cách nào nên mới dùng tương lai thân, hắn có thể có biện pháp nào chứ? Giờ phút này, hắn vẫn là 42 đạo, tiếp tục giao chiến với ma diễm có lẽ là đường ra duy nhất. Từ Linh chi chủ có cảm giác anh hùng khí đoàn, mưu hoa chờ đợi cả đời, mang mộng tưởng cắn nuốt thời không trường hà, chiến một trận với thời gian chi chủ, kết quả chính chủ còn chưa xuất hiện, mới đối phó với thương và ma diễm mà mộng tưởng của hắn ta đã nát bét không còn một mảnh 39 đạo đã là cực hạn của hắn ta sau khai thiên trừ ma diễm người có thể đột phá 39 đạo chỉ có tắc thiên và khung bọn họ đều là những kẻ có thân thế sâu xa từ linh chi chủ có thể là nhân tộc bản thổ duy nhất tự mình tăng lên tới 39 đạo tô vũ thì không tính hắn đã mượn lực và cắn nuốt tắc thiên nhân hoàng cũng không tính vài người liên thủ cung ứng lực lượng thiên địa mới khiến y miễn cưỡng tiến vào 39 đạo từ khai thiên tích địa tới nay hắn ta là nhân tộc đầu tiên làm được điều này nhưng vậy thì có ích gì trong lúc chiến đấu cùng ma diễm mỗi lần bị ngọn lửa của ma diễm thiêu đốt đều là một lần tra tấn đối với hắn sau vài lần bị suy yếu thiên địa của hắn đã xuất hiện khe hở nếu bị thiêu thêm vài lần có lẽ thiên địa của hắn sẽ hỏng mất lực lượng tương lai tô vũ thở dài kỳ thật hắn có biện pháp ứng đối nhưng biện pháp ấy quá khó khăn và nguy hiểm đặc biệt là với tình cảnh của hắn hiện tại hơn nữa hắn còn vài ý tưởng khác nhưng hành động của nhân hoàng khiến hắn chân chờ tiếp tục tiến thành theo kế hoạch của mình sao kế hoạch luôn thay đổi tùy hoàn cảnh đánh chết được ma diễm có lẽ cũng không tôi tử lão ta có thể dựa vào ngài không ta muốn có một bờ vai để dựa dẫm bả vai nhân hoàng không đủ cường tráng tử linh chi chủ muốn chửi thành tiếng dựa cái pip nhưng tô vũ bỗng nhiên truyền âm vào lúc này có lẽ là vì có ý tưởng nào đó hắn lập tức truyền âm hỏi nói đi cần làm gì ngài là song trọng thiên địa đúng không hỏi thừa ngài còn một tầng thiên địa chưa từng mất đi đúng không ánh mắt tử linh chi chủ dao động đúng Tô Vũ nết bàn hai lần mà Tử Linh chi chủ chỉ mới mất đi có một lần, mà trong thiên địa của hắn có sinh tử đạo, hiện giờ hai tầng thiên địa đều có, vậy nên hắn có thể mất đi một lần nữa, nhưng hắn đã 39 đạo, niết bàn rất khó khăn. Tô Vũ tiếp tục truyền âm, ngài dám cược một lần không? Nhưng nguy cơ hơi lớn, không ai biết ngài có thể sống lại lần thứ hai hay không. Hơn nữa ta còn muốn rút lực lượng tương lai ra cho ngài dùng làm năng lượng sống lại, nói cách khác, ngươi phải bảo đầm rằng mình sẽ cấp được lực lượng tương lai, tử lão, ngài phải tranh đoạt thắng thương mới được tới nông nỗi này có lẽ rút lực lượng tương lai ra làm lực lượng hỏi sinh là hợp lý nhất không cần giết người để cướp lấy sinh cơ mất đi cũng là một cơ hội làm lại từ đầu trong lúc này lực lượng tương lai cũng mất đi thì thường sẽ không thể khống chế được nữa khi đó ta sẽ chỉ còn 40 đạo nếu ngài không thể cướp được lực lượng để sống lại thì sẽ chết thật tô vũ vừa ngăn cản ma diễm vừa truyền âm nói tử lão hiện tại ngài 39 đạo biết bàn hỏi sinh cắn nuốt lực lượng tương lai thì có thể sẽ tiến vào 40 đạo mà ngài tự bạo chiến lực 39 đạo thì có thể sẽ suy yếu ma diễm một chút tranh thủ chút thời gian cho ta và cho ngài tiện thể thoát khỏi sự khống chế của thương ta muốn lực lượng của thương biến thành của chúng ta nếu có thể cướp thêm lực lượng của lão về thì lại càng tốt hơn ánh mắt tử linh chi chủ lóe lên tô vũ lại nói tử lão thậm chí ngài có thể nghĩ cách lừa dối thương để lão cũng cho ngài mượn lực sau đó ngài trực tiếp chết đi khiến lão mất cả chỉ lẫn trải phải giúp tử linh chi chủ niết bàn hiện tại người nắm giữ sinh tử luân hỏi đại đạo chỉ có tô vũ và tử linh chi chủ mấy người nhân hoàng đều không có mà tô vũ đã mất đi hai lần Tô Vũ không biết có thể mất đi lần thứ ba hay không, rất có thể là không được, hoặc là hắn phải khai thiên địa thêm một lần nữa. Tô Vũ vốn muốn tự mình mất đi, nhưng hắn có lựa chọn tốt hơn, Tử Linh chi chủ có khả năng thành công lớn hơn, còn kết cục cuối cùng ra sao là một ván cực sinh tử đầy tính may rủi. Tử Linh chi chủ dao động. Lúc này, Tô Vũ hét lớn, Nhân Hoàng, đừng thu hồi lực lượng Nhân Hoàng ngay người. Ánh mắt thương trở nên âm lãnh. Tô Vũ, người muốn chết sao? Tô Vũ lạnh lùng nói, muốn Nhân Hoàng rút lực lượng thì cũng được thôi, mà diễm quá mạnh. Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng chết, vậy chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau?" Tô Vũ cười âm lãnh, "Thương, nếu đã không chế ta rồi thì cho mượn thêm chút lực lượng, tăng ta tới 44 đạo đi, nếu ta thắng, ngươi có thể rút lực lượng về bất cứ lúc nào, nếu ta thua, vậy chẳng cần ý phải nói, kết cục chỉ có chết." "Cho Tô Vũ mượn thêm lực lượng ư? Ừ, không có khả năng." Thương không tin Tô Vũ, hoàn toàn không có khả năng đáp ứng yêu cầu này. Tô Vũ mới 42 đạo mà hiện tại Thương đã phải cảnh giác để phòng hắn, sao có thể giúp hắn mạnh thêm nữa? Tô Vũ thấy thế thì lạnh lùng nói, "Vậy cho khung mượn lực đi, ngươi và ông ta vốn là một thể, tăng khung lên tới 42 đạo đi, ta biết ngươi có thể làm được khung ư?" Thương dao động nhưng sau đó lập tức phủ quyết, "Không được, khung rất đặc thù, bản chất là một thể với lão, nếu khung cường đại thì có khả năng sẽ cắn ngược lại lão, không cho Tô Vũ mượn lực, khung cũng không được, vậy Nhân Hoàng." Vớ vẩn, Thương Suýt nữa mắng ra tiếng, "Cho ai mượn cũng được nhưng Nhân Hoàng thì chắc chắn là không, thứ nhất, Nhân Hoàng sẽ dùng lực lượng đại đạo xâm chiếm Trường Hà, năm xưa nhân hoàng suýt nữa đã làm được may mà năm đó y không quá mạnh thứ hai nhân hoàng cường đại thì có thể dùng lực lượng của mình cường hóa nhân hoàng đại đạo xâm nhập trường hà dù thương phát điên thì cũng sẽ không cho nhân hoàng mượn lực tô vũ vung kiếm đánh lui ma diễm nhưng ý chí của hắn vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt vô cùng thống khổ hắn thấp giọng rít gào ý chí hơi rung chuyển tô vũ cắn răng giận dữ hét nhân hoàng tiếp tục xâm nhập ta không địch nổi ma diễm nếu ta chiến bại thì chúng ta sẽ chết không có đường sống vậy trước khi chết hãy khiến đám khốn kiếp này ghê tầm một phen nhân hoàng khẽ biến sắc y không nói gì cũng không rút lực lượng ra lực lượng thiên địa tiếp tục xâm nhập tô vũ nói thế nào thì y sẽ làm thế ấy sau khi làm vai chính một hồi y cảm thấy mình nên từ bỏ thì hơn dù y đã 39 đạo thì vẫn vô dụng không gánh được cả đội nên để tô vũ tiếp tục gánh đi giờ khác này tô vũ vô cùng điên cuồng trước đó hắn chỉ bị động phòng thủ hiện giờ lại chủ động xuất kích ầm một tiếng ma diễm đánh một quyền đánh bay tô vũ cũng đánh cho thân thể từ linh chi chủ suýt nữa hỏng mất từ linh chi chủ không ngừng lùi lại miệng phun máu tươi máu tươi mới vừa phun ra đã biến thành ngọn lửa trong nháy mắt đã trái sạch nhân hoàng quát to lực lượng nhanh chóng xâm nhập điểm kim sắc lấm tấm trên trường hà chi thư càng lúc càng lớn đúng lúc này hắc lân bỗng nhiên cười lạnh trầm giọng nói tô vũ tiếp tục đi đừng sợ lão cứ tử chiến đến cùng thương muốn dùng các người để kéo dài thời gian sẽ không tùy tiện rút lực lượng của người ra kéo thời gian tô vũ nghi ngờ vì sao phải kéo thời gian thương đã chủ bị nhiều năm bây giờ còn cần thời gian làm gì sắc mặt thương có chút khó coi hắc lân thì cười lạnh giải thích nếu không kéo thời gian thì sao có thể nghĩ ra cách đối phó ma diễm ma diễm lập tức lui về phía sau một bước hắn ta nhìn hắc lân rồi lại nhìn thương sắc mặt thay đổi thương hắc lân các ngươi có ý gì hắc lân bình thản đáp ma diễm ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế tất cả ư ngươi nghĩ chúng ta không biết con át chủ bài của ngươi là gì sao thương biết ta cũng biết không thì tại sao phải để tô vũ ác chiến cùng ngươi đến giờ sắc mặt ma diễm trở nên âm trầm tô vũ hứng thú vội nói nói ra đi ma diễm có thủ đoạn để đối phó với các ngươi sao chẳng trách ma diễm lại mặc kệ hai kẻ này một lòng muốn giết tô vũ và cán nút hắn như thể không lo sẽ bị bọn họ giải quyết hắc lân nở nụ cười thâm thúy vì sao ta phải cho ngươi biết lời này thật vũ tô vũ bật cười vậy thì ta không hồi nữa bỗng nhiên hắc lân đổi ý y nói thật ra cũng chẳng có gì chỉ là căn cơ của ma diễm không đơn giản là ngọn lửa hóa đạo cổ thú chi ma mà thôi ngọn lửa hóa đạo cổ thú chi ma tô vũ suy tư nơi xa văn vương bỗng nhiên lên tiếng cổ thú ngọn lửa chẳng lẽ là thuật dục hòa trùng sinh trong truyền thuyết năm đó phượng hoàng nhất tộc từ hỗn độn tiến vào vạn giới nghe nói có thể chết rồi sống lại một lần sau khi chết sẽ lập tức trọng sinh và cường đại hơn trước nhưng ta từng giết không ít phượng hoàng mà chưa bao giờ thấy bọn họ dục hòa trùng sinh lời đồn cũng thành trò cười cổ thú chỉ ma ngọn lửa hóa đạo chẳng lẽ ma diễm có thể trọng sinh ư giờ khắc này sắc mặt ma diễm trông rất dữ tợn tô vũ hít sâu một hơi má nó hắn ta là cường giả đỉnh cấp 44 đạo nếu bọn họ hao hết tâm cơ giết hắn ta sau đó kẻ này bỗng nhiên sống lại còn cường đại hơn thì chẳng khác gì nết bàn trọng sinh hóa ra ma diễm cũng có năng lực cùng loại với niết bàn vậy nên hắn ta mới không hề sợ hãi nếu hắn ta thắng chết đi ở thời khắc mấu chốt sau đó càng cường đại hơn nhân cơ hội cắn nước trường hà vậy thì thương sẽ ứng phó thế nào thương và hắc lân cùng lắm là 45 đạo lực lượng mạnh hơn hắn ta nhưng không nhiều hắn ta nuốt trường hà thì sẽ mạnh hơn thương thậm chí có thể giết chết lão giờ khác này ma diễm nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn chằm chằm về phía thương và hắc lân hắc lân cười lạnh nhìn ta làm gì ma diễm nhìn thương lạnh lùng nói ngươi để đám người tô vũ giao thủ cùng ta là muốn sờ la xem căn cơ của ma diễm ta ở đâu ư ma diễm là căn bản để hắn ta dục hòa trùng sinh thương không ngừng cường hóa đám người tô vũ hiển nhiên là muốn mượn tay tô vũ tìm ra vị trí căn cơ giúp hắn ta dục hòa trùng sinh từ đó rời sát hắn ta đám người kia đã biết hậu chiêu của hắn ta nhưng vẫn luôn chờ đợi không lộ ra ma diễm xanh mặt nhưng hắn ta nhanh chóng chấn an bản thân bọn họ biết thì có thể làm được gì tô vũ thì cảm thấy rất đau đầu bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim hóa ra điều này là thật ư má nó vậy tình hình này khó giải quyết rồi đây một kẻ chết rồi sẽ trọng sinh còn phiền toái hơn việc đám người tô vũ có thể nếp bàn chủ yếu là ma diễm quá mạnh tô vũ suy đoán ngươi trực tiếp tự bạo là có thể nổ chết tất cả chúng ta vậy mà ngươi còn dây dưa với chúng ta đến bây giờ là bởi vì ngươi muốn dành cơ hội này để đối phó với thương sao chỉ có thể trọng sinh một lần thôi hư tô vũ vội nói vậy ngươi tiếp tục để dành cho thương đi đừng tự bạo ngươi mà tự bạo thì ta chẳng có chút cơ hội nào sắc mặt ma dưỡng đen gì sắc mặt thương cũng rất khó coi lão âm lãnh nhìn về phía hắc lân hắc lân ma diễm mới là kẻ ngoại lai dù ngươi và ta tranh đấu với nhau thì cũng vẫn có quan hệ với thời gian chi chủ còn hắn ta thì không rốt cuộc hắc lân muốn làm gì sa hỏa này đã phát hiện ra từ lúc nào ma diễm vẫn luôn che giấu chưa bao giờ lộ ra thương cũng chỉ phỏng đoán ra vấn đề này bởi vì ma diễm lộ rõ sự thiếu cảnh giác đối với bọn họ vậy rất có khả năng ma diễm đang nắm chắc một thủ đoạn cứu văn thế cục cực kỳ quan trọng hắc lân đột nhiên tiết lộ bí mật này khiến kế hoạch của lão bị quấy nhiễu cũng khiến ma diễm cảnh giác hơn hắc lân cười làm vậy thì mới có kịch vui đẻ xem nếu mọi chuyện đều nằm trong khống chế của ngươi thì còn gì là thú vị nữa thương ngươi nghĩ mình khống chế tất cả thật ư ngươi nghĩ mình là ai thương muốn khống chế tất cả cục diện lão có thể làm được không chắc chắn là không lão tính kế cái gì thì hắc lân sẽ vạch trần cái đó nếu không ma diễm có khả năng sẽ bị thương giết chết trong tình huống bất trì bất giác thương giúp tô vũ trở nên cường đại có rất nhiều mục đích trong đó có cả việc khiến hắn và ma diễm chiến đấu kịch liệt để tra xét ra vị trí bản chất hỏa diễm giờ khác này sắc mặt ma diễm thay đổi không ngừng dục hỏa trùng sinh là chuyện tuyệt mật hắn ta chưa bao giờ nói với bất cứ kẻ nào dù có nhiều người tu luyện hỏa đạo nhưng không phải hỏa đạo nào cũng có thể trọng sinh hắn ta không biết vì sao những người này lại đoán được dường như hắc lân biết hắn ta nghĩ cái gì Lạnh Lùng cười giải thích, không hiểu vì sao chúng ta lại đoán được đúng không? Ma Diễm, ngươi quá ngốc, quá tự tin, quá cuồng ngạo, không coi thường chúng ta. Ngươi chỉ là tu giả bốn mươi đạo, dựa vào cái gì mà làm nơ bọn họ? Ngươi cảm thấy mình thắng chắc rồi ư? Vậy thì chỉ có thể là ngươi đang vào việc có át chủ bài cường đại mà thôi. Vạn giới truyền lưu Phượng Hoàng nhất tộc dục hòa trùng sinh không thể nào là tin đồn vô căn cứ. Trừ khi trước khi Phượng Hoàng nhất tộc tiến vào vạn giới thì đã nhìn thấy ở đâu đó hoặc là từng nghe nói đến. Ma Diễm không có hứng thú nghe những lời này hắn ta biết rằng lần này mình phiền phức rồi thương và hắc lân đều có tính toán vậy nên thủ đoạn che giấu lộ ra thì hiệu quả sẽ giảm bớt tuy rằng không chí mạng nhưng sẽ tạo thành rắc rối có kế hoạch của hắn thương bình tĩnh lên tiếng tô vũ bảo tình vũ thu hồi lực lượng đại đạo đi làm vậy không có tác dụng gì đâu chỉ khiến các người chết nhanh hơn thôi tô vũ cười lành ta sẽ không làm vậy cứ để ma diễm cường đại đi ma diễm hay để ta thành toàn ngươi ngươi nuốt ta rồi trực tiếp cán nuốt trường hà ngươi lưu lại chút linh cho ta là được để ta xem ngươi đấu với thương thì ai sẽ thắng hắn lựa chọn không chống cự tô vũ cười nói dù sao cũng không thắng được giết ma diễm một lần xong thì chúng ta vẫn sẽ thua ta chịu đủ rồi cuối cùng thương cũng mềm giọng tô vũ đừng cố ý kích tướng ta ngươi không muốn chết phải liều thì mới có cơ hội đúng là ta định lợi dụng các ngươi để tìm ra hậu chiêu của ma diễm ngươi phải biết rằng ma diễm mới là kẻ ngoại lai chân chính còn chúng ta đều là sinh linh của thiên địa này ma diễm thắng lợi vạn giới sẽ tiêu vong nếu ta thắng có lẽ ta sẽ không buông tha các người nhưng vạn giới sẽ còn tồn tại. kể cả hắc lân, hắn muốn thoát khỏi đây thì chỉ có thể hủy diệt vạn giới. tô vũ, ta mới là người mà ngươi có thể hợp tác vào lúc này. lão chân chờ một lát, sau đó vẫn nói, ta không muốn cường hóa ngươi hay tinh vũ. tô vũ lập tức yêu cầu, vậy tăng lam thiên và vạn thiên thánh tới bốn mươi đạo là được. ta giúp người đánh ra hậu chiêu của ma dưỡng cút mẹ nhà ngươi đi. thường căn bản không có khả năng làm như vậy. tô vũ, khung và nhân hoàng đều không được, lam thiên và vạn thiên thánh cũng không được, còn lại chỉ có tử linh chi chủ còn mấy người văn vương bọn họ vẫn đang ở trong thiên địa của nhân hoàng tăng cường bọn họ thì khác gì trợ giúp nhân hoàng tính đến tính đi hình như chỉ còn tử linh chi chủ cường hóa hắn thì phe tô vũ mới có hy vọng chiến thắng ma diễm để đám người tô vũ tiếp tục ác chiến cùng hắn ta dù đám người tô vũ có đánh chết ma diễm hay không thì lão cũng có thể lợi dụng cơ hội này để đi tìm hòa diễm bản chất của ma diễm nếu không ma diễm có thể dục hòa chúng sinh thật sự là một tồn tại đáng sợ ma diễm vẫn luôn không dùng đến thủ đoạn này mà để dành cho thương thương biết điều đó tử linh chi chủ lão bỗng mở miệng ta có thể cung cấp một ít lực lượng tương lai cho âm còn lại thì ta không làm được nếu ngươi vẫn còn cứng đầu cứng cổ thì tùy ngươi tô vũ lộ vẻ không vui oanh ma diễm không nói gì hắn ta nhanh chóng tấn công tốc độ cực nhanh cương độ còn mạnh hơn trước hắn ta lạnh lùng quát tô vũ người cút ngay hãy nhường nhân môn ra để ta cắn nuốt thiên địa thương chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi tên ngu xuẩn nhà ngươi muốn bị hắn lợi dụng sao ngươi đã bị hắn khống chế nếu âm cũng bị khống chế thì sau khi thắng được ta các ngươi có thể làm được gì tô vũ nhìn thoáng qua ma diễm hắn suy nghĩ một vấn đề ma diễm thật sự không biết tử linh chi chủ có thể niết bàn lần nữa hay là hắn ta biết nhưng không nói có lẽ hắn ta cũng muốn suy yếu thương tử linh chi chủ đã từng niết bàn một lần trong thiên môn chắc chắn ma diễm đã biết đến cũng có thể hắn ta cảm thấy tử linh chi chủ không thể làm vậy lần thứ hai tô vũ đã niết bàn hai lần một lần trong thiên môn một lần ngoài thiên môn lần ở ngoài thiên môn chỉ có người một nhà biết chuyện những người này sẽ không tiết lộ ra ngoài vậy nên có lẽ ma diễm không biết tô vũ đã niết bàn hai lần đúng không tạm thời tô vũ không thể phán đoán chính xác hắn cũng lời đoán dù thế nào ma diễm không cảnh báo chuyện này thì có thể là cảm thấy nó không thể xảy ra hoặc là hắn ta muốn suy yếu thương tô vũ lạnh lùng hỏi tăng tử lão thì được gì ta khung hoặc nhân hoàng chọn một trong ba đi vậy ngươi đi chết đi thương hờ hững đáp ta sẽ không giúp bất cứ kẻ nào trong ba người các ngươi các ngươi đều là mối uy hiếp lớn đối với ta tử linh chi chủ không nhịn được mắng tô vũ thế nào ngươi khinh thường lão tử đấy à bây giờ thả liều một lần còn hơn là chết còn sống thì vẫn còn cơ hội trong lòng hắn ta thì đang vô cùng bội phục tô vũ lại đoán đúng rồi quả nhiên thương sẽ lựa chọn mình nhưng chuyện này chẳng có gì đáng để hưng phấn ở trong mắt thương tử linh chỉ chủ không phải mối uy hiếp dù hắn ta là chư thiên đệ nhất nhân thì cũng vậy hơn nữa cung cấp lực lượng cho tử linh chi chủ thì cũng có thể khống chế hắn ta một công đôi việc tô vũ sắc mặt âm trầm bị ma diễm đánh bay lần nữa ngay sau đó hắn quát được nhưng phải giúp ông ấy lên đến 44 đạo thương cũng sầm mặt người nghĩ quá đơn giản ta chỉ có thể cung cấp một phần lực lượng nhiều hơn thì thả ta tự ra tay còn hơn. 40 đạo hay 41 đạo thì phải xem khả năng của chính hắn. Tô Vũ, bổn tọa chỉ có thể làm đến vậy, nếu ngươi không muốn thì để bổn tọa rút lực lượng của ngươi ra từ linh chi chủ cường đại hơn thì chiến lực hai phe sẽ cân bằng, tình thế không còn nguy hiểm như trước. Thật ra lão cũng không thể giúp hắn ta cường đại hơn quá nhiều bởi làm vậy thì sẽ tiêu hao quá lớn. Khi đó, lão không thể áp chế được Hắc Lân. Lúc này, khung chửi ầm lên, chúng ta vốn là một thanh kiếm, vậy mà tên khốn kiếp nhà ngươi thả giúp người ngoài chứ không chịu giúp lão tử ư? ông ta tức giận muốn chém chết tên khốn kia tô vũ cũng muốn mắng người khung ngươi đừng quấy rối cho ta thương thì không thèm để ý tăng cường khung quá nguy hiểm có khả năng khung sẽ cắn nuốt cỗ lực lượng đó cũng có khả năng ông ta không làm được nhưng dù sao cũng là thần văn đồng nguyên không nên mạo hiểm để tránh xảy ra sai lầm thì hơn đúng lúc này trường hà rung động trường hà chi thư cũng chấn động ngay sau đó trong trường hà hội tụ một tử linh chi chủ toàn bộ tử khí trong trường hà đều hội hợp sau đó lao đến chỗ tử linh chi chủ trường hà chỉ thư tản ra tử khí thương lấy tử khí căn nguyên trong trường hà để tăng cường tử linh chi chủ cuối cùng đối phương có thể tăng lên tới tình trạng nào thì thương cũng không thể xác định việc này tùy vào cơ duyên và tạo hóa lão đã cung cấp lực lượng đủ cho hắn đột phá 41 đạo tử linh chi chủ có tăng được đến cảnh giới đó hay không còn tùy thuộc vào chính hắn thương âm lãnh lên tiếng nên thu hồi lực lượng đại đạo rồi nhân hoàng nhìn tô vũ chúng ta có nên nút lời không tô vũ cắn răng liều một lần đi vậy tốt hơn là hiện tại liền chết nhân hoàng ngẫm nghĩ sau đó tức nối rút lực lượng thiên địa về Tử Linh chi chủ bắt đầu dung hợp với tử linh chi chủ mới ra đời, để lại một mình Tô Vũ ngăn cản Ma Diễm, hắn lập tức bị đánh tan tác, may mà nhân hoàng nhanh chóng tới cứu viện, liên thủ cùng Tô Vũ cản lại Ma Diễm, Ma Diễm lạnh lùng nói: "Các ngươi đang tự tìm đường chết đấy, Tô Vũ, ngươi biết ngươi không có khả năng thắng, hiện tại, cả ngươi và âm đều bị hắn khống chế, dù thắng được ta một lần thì các ngươi có thể thắng được thứ hai sao? Khi đó người thắng sẽ không phải ngươi nữa, đâu chẳng lẽ hắn ta không đoán được việc tử linh chi chủ có thể nếp bàn ư?" Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi mặc kệ hắn ta không biết là tốt nhất. Oanh, đại chiến lại bùng nổ, phía sau, khí tức tử linh chi chủ nhanh chóng tăng lên, trong chớp mắt đã tiến vào 40 đạo, từ khí điên cuồng dâng trào, nhưng sau một trận giằng co thì vẫn còn thiếu một chút mới tới được 41 đạo. Tử linh chi chủ giết gào, lại hấp thu lực lượng lần nữa, một tiếng vang lớn vang lên, thiên địa khuếch trương, tử khí cường đại tới cực hạn, ở thời khắc mấu chốt, vị đệ nhất nhân chư thiên này cũng đột phá 41 đạo, hắn ta vui mừng đánh một quyền, khí thế vô cùng cường đại, sau đó hắn ta lập tức lao đến tấn công ma diễm thương nhíu mày quan sát cho tử linh chi chủ mượn lực là lựa chọn tốt nhất sẽ không xảy ra vấn đề gì đúng không tử linh chi chủ không ngốc nhưng không có nhiều thủ đoạn nếu hắn ta thật sự lợi hại thì đã phải bình định nội loạn trong thiên môn từ lâu rồi tô vũ và nhân hoàng mới thật sự là nhân vật khó chơi so với những người khác tử linh chi chủ đáng tin cậy hơn một chút thực ra nếu khung và lão không phải nhất thể thì tăng khung sẽ tốt hơn không quá mức cương trực không có thủ đoạn gì trừ thực lực ra thì chẳng còn ưu điểm nào khác thương trầm tư tiếp tục quan sát lão muốn tìm được vị trí ngọn lửa bản thể của ma diễm phá thuật dục hòa trùng sinh của hắn ta đây chính là nguyên nhân khiến lão hy vọng đám người tô vũ có thể kiên trì lâu hơn nếu không ma diễm 44 đạo trọng sinh có thể trở thành phiền toái cực lớn đối với lão có âm thì chắc là có thể kiên trì thêm một hồi tốt nhất là ma diễm không nhịn được phải lựa chọn tự bạo đả thương địch thủ thương mặc niệm trong lòng lão ước gì ma diễm tự bạo đánh chết toàn bộ phe tô vũ sau đó hắn ta không còn cơ hội dục hòa trùng sinh nữa như vậy thì sẽ dễ đối phó hơn nhiều Mọi chuyện vẫn đang nằm trong kế hoạch, dù kế hoạch này liên tiếp gặp trắc trở nhưng đến bây giờ vẫn nằm trong sự khống chế của lão. Còn Hắc Lân, lão im lặng liếc về phía Hắc Lân, Hắc Lân gần như không có hy vọng thành công thoát khỏi đây, nếu năm đó y không trốn, lựa chọn tiếp tục bị nhân môn độ hóa thì may ra mới làm được, nhưng y từ bỏ cơ hội bị độ hóa đồng thời cũng mất đi cơ hội cường đại. Phải biết rằng, Tắc Thiên là cảm xúc chỉ đạo ra đời sau khi y thoát khỏi, cuối cùng Tắc Thiên đã tu tới hơn 40 đạo, nếu Hắc Lân luôn sinh tồn sau nhân môn để căn nguyên độ hóa thì hiện giờ có lẽ đã là 49 đạo, nhưng chính bản thân y đã từ bỏ cơ hội, thương không biết nên nói Hắc Lân là kẻ ngu xuẩn hay nên nói y là kẻ cứng đầu vì cái gọi là tự do. Giờ khắc này, thương suy nghĩ rất nhiều, nhiều năm qua, lão chưa từng nghĩ tới những điều này, trong lúc lão đang tự hỏi, từ linh chi chủ dũng mãnh vỏ tới phía trước, chết đi thì có thể sống lại không, ai biết được, nhưng Tô Vũ đã niết bàn hai lần, vì sao ta đây không thể nết bàn hai lần, so về thành tựu thì Tô Vũ cũng chưa chắc đã bằng ta, sau khi nết bàn, Nốt luôn lực lượng của Thương, mượn xong không trả có vẻ không tệ chút nào, đấu tới tình trạng này, Phe Tô Vũ đã không còn biện pháp nào, Từ Linh chi chủ niết bàn có lẽ là cơ hội cuối cùng, chỉ cần giết chết Ma Diễm một lần, cướp lấy lực lượng của Thương, không còn bị thương hạn chế nữa thì bọn họ sẽ lại có hy vọng, hơn nữa Ma Diễm chết một lần thì Tô Vũ có thể nhân cơ hội cắn nuốt hắn ta, làm chính mình trở nên cường đại hơn. Lúc này, Từ Linh chi chủ đang chuẩn bị tự bạo giết địch, hắn ta ra tay cực kỳ hung mãnh, hắn ta là 41 đạo mà đánh còn hung tàn hơn Tô Vũ hoàn toàn không để tâm đến chuyện bị thương bởi dù sao hắn ta cũng chuẩn bị đi chết. Tô Vũ yên lặng chờ đợi cơ hội. khi thấy sắp có cơ hội, đột nhiên bên tai Tô Vũ vang lên giọng nói của Ma Diễm. đừng cho âm tự bạo Tô Vũ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng thì chấn động kịch liệt. quả nhiên, Ma Diễm biết Tô Vũ, người muốn lưỡng bại câu thương với ta cho bọn họ được lợi sao? Ma Diễm lại nói, Tô Vũ, dù hai chúng ta ai sống ai chết thì kết cục cuối cùng chỉ sợ đều là tử vong. Tô Vũ, không phải người thích giết người đứng xem nhất sao? vì sao lần này lại kiên quyết nhắm vào ta? tô vũ không kịp nghĩ nhiều hắn quát tử lão người lui lại để ta oanh hắn chặn tử linh chi chủ lại tử linh chi chủ suýt nữa đã giận đến phăng tục má nó ta sắp tự bạo rồi ngươi lại muốn làm gì đối diện ma diễm âm thầm thở ra rồi lại truyền âm cho tô vũ tô vũ ta đã bại lộ hết mọi thủ đoạn rồi thương đang lợi dụng ngươi để tiêu hao ta thậm chí là giết ta khiến ta mất đi hậu chiêu tô vũ không nói lời nào tiếp tục tấn công trường kiếm tung hoành thiên địa đấu với ma diễm vô cùng kịch liệt Tử Linh chi chủ nghẹn lại, thời cơ vẫn chưa tới sao, vậy thì hắn ta chỉ có thể nhịn, tiếp tục cùng nhân hoàng phụ trợ Tô Vũ đánh ma diễm. Ma diễm truyền âm, ta biết ngươi muốn giúp âm nết bàn, cũng biết Tô Vũ người từng niết bàn hai lần, đương nhiên thương không biết chuyện này, bởi vì hắn không cảm thụ được hay nhìn được động tĩnh trong thiên môn. Hiện giờ, tu giả thiên môn chết sạch, chỉ có ta còn sống, ta không nói thì không ai biết chuyện này. Tô Vũ, ngươi cam tâm tương tàn với ta để thương và hắc lân được lợi sao? Đương nhiên là Tô Vũ không cam lòng nhưng hắn không có biện pháp nào để giải quyết vấn đề này hiện tại hắn không thể giao chiến với thương và hắc lân bọn họ không tồn tại trong không gian này mà là ở sâu trong trung tâm thiên địa thời không trường hà chưa bị áp xúc hoàn toàn tam môn chưa hoàn toàn hợp nhất hai người bọn họ không ra được như người khác cũng không thể đánh vào đây là sự huyền diệu của thời không trường hà tô vũ truyền âm đáp biết thì sao người sẽ vứt bỏ cơ hội này ư người chấp nhận không cắn nuốt ta ư chắc chắn là không đâu vậy thì ngươi có thể làm như thế nào ngươi quên việc ta có thể dục hỏa trùng sinh rồi ta có thể chết một lần nếu người giết ta đứt thi thể của ta hoàn toàn áp xúc trường hà thì bọn họ sẽ xuất hiện tô vũ chấn động lời hắn ta nói nằm ngoài dự đoán của hắn tô vũ không ngờ rằng ma diễm sẽ nói vậy ma diễm biết tô vũ sẽ không cam tâm bị hắn ta cắn nuốt nhưng hắn ta có thể chết một lần vậy nên mới nói rằng mình có thể để tô vũ cắn nuốt không thể nào đây là một cái bẫy đây là suy nghĩ đầu tiên của tô vũ chẳng lẽ ma diễm muốn nhân cơ hội này để cắn nuốt ta sao tô vũ suy đoán như vậy không có gì sai bởi vì chuyện này thật sự quá khó tin Ma Diễm chủ động nói rằng sẽ cho Tô Vũ cắn nuốt hắn ta một lần. Đùa cái gì vậy? Ma Diễm không biết hắn nghĩ gì, truyền âm nói tiếp, người nuốt ta, Trường Hà hoàn toàn bị áp xúc, thương và hắc lân đều sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thực, không là tương lai hay quá khứ nữa. Hiện giờ bọn họ đang ở trong trạng thái đặc thù, đó là bản lĩnh của thời gian chi chủ, chúng ta không thể công kích bọn họ. Sau khi ngươi nuốt ta thì có lẽ sẽ tăng lên tới 44 đạo, thậm chí là 45 đạo, tuy nhiên khả năng này không lớn, 44 đạo có lẽ là cực hạn của chúng ta mà ta dục hòa trùng sinh xong thì có thể sẽ đột phá 45 đạo tô vũ yên lặng lắng nghe, hắn vẫn không dám tin tưởng, người sẽ chịu chết thật ư, nếu người tự bạo thì có lẽ có thể đánh chết chúng ta, vậy có lợi hơn, sao phải chết vô ích chỉ để ta nuốt, mà diễm người thiện lương như vậy ư, tô vũ, người chỉ có thể cắn nuốt ta thôi chứ không phải cắn nuốt trường hà, bởi nếu không giải quyết thương thì chúng ta không có cơ hội đó đâu, nếu không giết thương, cuối cùng có khả năng cả hai chúng ta đều sẽ chết, đương nhiên không phải ta cao thượng hy sinh vì người nếu ta thật sự vô dục vô cầu thì sao phải ở lại vạn giới nhiều năm như vậy ngươi muốn gì tô vũ hỏi lại tại sao hắn ta tình nguyện chết một lần cho mình cắn nuốt hắn ta muốn gì đương nhiên có khả năng đây là một cái bẫy nhưng tạm thời không cần suy xét vấn đề này tô vũ chắc chắn sẽ đề phòng cẩn thận ta bị ngươi đánh chết ngươi cắn nuốt ta ta môn hợp nhất trường hà chỉ thư hiện ra toàn bộ thời không trường hà sẽ bị áp xúc kết quả này là do ta trả giá mà ta chỉ có một yêu cầu nói ta muốn ngươi dùng sinh tử đạo để đổi tô vũ ngẩn ra sinh tử đạo đổi có thể đổi được sao đổi thế nào có ý gì tinh nguyệt ngươi giao tinh nguyệt cho ta chóc sinh tử đạo của ngươi cho ta tô vũ ta nói được thì làm được chỉ cần ngươi dùng tinh nguyệt tới đổi thì ta bảo đảm ngươi sẽ được diệt ta rất dễ dàng mà chính ngươi cũng có thể trở thành cường giả địch nổi chúng ta tô vũ lập tức cho hắn ta một chữ cút mà diễm tức muốn nổ phổi mắng lại tô vũ ngươi là đồ ngốc sao ngươi sẽ trở thành cường giả 44 đạo thậm chí là 45 đạo ngươi không thể niết bàn thêm nữa niết bàn cũng có hạn chế không phải vô hạn chỉ cần ngươi giao sinh tử đạo cho ta thì ngươi sẽ thu được lợi ích rất lớn còn chẳng ảnh hưởng nhiều đến ngươi vậy ngươi thì sao tô vũ chất vấn ngươi lấy được sinh tử đạo thì có thể nếp bàn ư ngươi có thể tự dùng sao nếu hắn ta có thể thì thật đáng sợ thiên môn đã khai thiên địa bản tôn ma diễm hình như cũng khai thiên địa nếu có được sinh tử đạo gia hỏa này sẽ thật sự có thể nếp bàn ư má nó hắn ta chết một lần rồi lại sống lại chết lần thứ hai cũng có thể sống lại vậy sẽ rất khó để giết được ma diễm có vẻ suy đoán này không sai nếu không ma diễm bị điên hay sao mà tự dâng mạng mình cho tô vũ giết không tổn thất cơ hội trọng sinh còn có thể lôi hai kẻ kia ra không cho bọn họ xem diễn hơn nữa còn tạo ra một đối thủ mạnh như tô vũ cho hai kẻ kia có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất đối với ma diễm âm uhm, tô vũ bay ngược ngay sau đó hắn lại xông lên không được đổi điều kiện khác tô vũ cự tuyệt dù thế nào thì cũng không thể giao tinh nguyệt ra có rất nhiều nguyên nhân hơn nữa nhân hoàng có thể sẽ liều mạng với hắn nếu hắn đồng ý vậy thì tô vũ hắn chiến đấu đến giờ phút này còn ý nghĩa gì ma diễm tức giận đây là biện pháp tốt nhất hắn ta nghĩ ra được chỉ cần giao tinh nguyệt ra là tô vũ sẽ có được thân thể của hắn ta để cắn nuốt có đôi khi không thể nói lý với gia hỏa tô vũ này tô vũ ta chỉ có điều kiện này những điều khác thì ngươi không thể thực hiện được nếu không giao sinh tử đạo ra thì ngươi hãy giao âm cho ta nhưng chưa chắc âm đã nguyện ý hơn nữa hắn không niết bàn thì lực lượng của thương trên người ngươi và hắn sẽ không thể tiêu trừ các ngươi vẫn sẽ bị thương không chế thời không trường hà và trường hà chỉ thư đều là thứ tô vũ không thể dùng để hứa hẹn hắn cũng không thể làm được ma diễm không ngốc hắn ta biết dù mình có nói ra thì cũng vô dụng hắn ta chỉ cần sinh tử đạo của tô vũ tô vũ đây là cơ hội tốt nhất người kiên quyết muốn quyết chiến đến cùng với ta trở thành màn kịch cho trong mắt người ta sao tô vũ ma diễm phẫn nộ ngọn lửa càng thêm hung mãnh hay người cảm thấy người có thể đánh bại được ta giờ phút này hắn ta cực kỳ hung lệ cổ thú trung quy vẫn là cổ thú sự chân chờ của tô vũ khiến hắn ta mất hết kiên nhẫn nếu tô vũ muốn chiến đến cùng thì hắn ta cũng không sợ không ai biết kết cục cuối cùng rồi sẽ ra sao huống chỉ hắn ta biết tử linh chi chủ có thể nếp bàn vậy nên việc lợi dụng tử linh chi chủ tự bạo để đả thương hắn ta chắc chắn không thể thành công cuối cùng dường như ma diễm nghĩ ra điều gì đó hắn ta truyền âm không cần tinh nguyệt ta chỉ muốn sinh tử đạo hả tô vũ dao động ma diễm thầm mắng một tiếng má nó hóa ra vấn đề nằm ở đây hắn ta lập tức nhắc lại ta không cần tinh nguyệt tinh nguyệt chấp trưởng sinh tử đạo của ngươi nhưng ngươi cũng có thể chóc ra ngươi cho nàng đạo khác thay thế hoặc dứt khoát cho trầm miên cũng được ta không muốn người bổn tọa chỉ cần lực lượng đại đạo tô vũ nổi hứng thú người nghĩ kỵ chưa không có tinh nguyệt chấp trường sinh tử đạo thì chúng không thể dung hợp đâu sở dĩ hắn chưa nói cái này là bởi vì sinh tử đạo đơn độc thì không dung hợp sinh tử luân hồi không hoàn thiện hư ma diễm cười lạnh ngươi cho rằng trong thiên địa này chỉ có các ngươi có thể dung hợp sinh tử sao bổn tọa quan sát vạn giới nhiều năm kể cả khi âm niết bàn ta cũng quan sát không bỏ sót ta chỉ cần đạo mà ngươi mà thôi vậy thì được có thể thương lượng tô vũ hỏi giao dịch như thế nào người đáp ứng ư ma diễm hơi kinh ngạc sau đó lại cảm thấy bình thường hắn ta nhanh chóng đáp đơn giản thôi giờ ngươi bắt đầu chốc đạo khi giao dịch ngươi có thể lợi dụng việc âm nết bàn để khiến ta trọng thương ta ngụy trang là mình không biết bị ngươi thành công đả thương khi ngươi cắn nuốt ta thì giao sinh tử đại đạo cho ta sau đó ta sẽ di đời như vậy chúng ta đều đạt được mục đích ngươi không sợ ta đổi ý hư nếu tử linh chi chủ đánh ngươi trọng thương xong mà ta không cho ngươi thì ngươi làm được gì mà diễm trảo phúng trên đời này không phải chỉ có mình tô vũ ngươi dám liều mạng ngươi không cho ta thì ta sẽ tự bạo khi ngươi cắn nuốt ta đến lúc đó ngươi sẽ chẳng chiếm được gì nếu ngươi cảm thấy một vị cường giả 44 đạo tự bạo không làm gì được ngươi thì ngươi có thể thử xem đương nhiên khi đó ta cũng có thể đổi ý nhưng chúng ta có thể cùng cắt đứt liên hệ với đại đạo ở thời khắc cuối cùng như vậy thì sẽ an toàn hơn hai phe muốn hợp tác nhưng lại lo lắng bị tính kế thậm chí tô vũ lo rằng ma diễm sẽ để lại cạm bẫy trên người hắn ta ma diễm cũng lo tô vũ để lại ám chiêu trong sinh tử đại đạo vậy nên hợp tác với người thông minh thường cực kỳ phiền toái nếu giao dịch với những người như khung thì chỉ cần trực tiếp tiến hành là xong việc giờ phút này mà diễm lại truyền âm lần nữa nhanh lên nếu không bọn họ sẽ nhìn ra manh mối vậy thì không có lợi cho chúng ta tô vũ có lẽ giữa chúng ta có thủ hận không thể hóa giải ta sẽ không từ bỏ mục tiêu cắn nuốt vạn giới và trường hà nhưng hiện tại chúng ta đều không muốn làm quân cờ làm con khỉ cho kẻ khác xem vậy nên đưa bọn họ nhập cuộc là điều cần thiết hắn ta nói không sai tô vũ không lập tức đồng ý được ta sẽ lập tức chóc đại đạo ta không quan tâm ngươi có thể dung hợp hay không ngươi có thể lợi dụng đại đạo này niết bàn ta cũng sẽ không quan tâm nhưng vẫn còn một vấn đề sau khi ta cắn nuốt ngươi và ngươi sống lại, chúng ta làm cách nào để đối phó với Hắc Lân và Thương? Khi đó sẽ loạn chiến hay liên thủ đối phó một người, mục tiêu của Hắc Lân cũng là Thương, Thương cần phải chết, hắn không chết thì gần như không có hy vọng cắn nuốt Trường Hà, hãy liên thủ giết Thương, Thương chết, Trường Hà chỉ thư dung nhập Trường Hà, khi đó mới có thể cắn nuốt thời không Trường Hà và vạn giới, tới lúc đó, là ngươi hay là ta nuốt Trường Hà, hay Hắc Lân sẽ trực tiếp diệt Trường Hà thì tùy vào bản lĩnh của mỗi người đến lúc đó mới là thời điểm tam phương hỗn chiến, Thương lão gia hỏa lắm mưu mô kia nên chết sớm thì hơn tô vũ là ai ma diễm là người thế nào không ai muốn trở thành quân cờ cho kẻ khác cả thưa lợi dụng bọn họ chém giết lẫn nhau hai người đều sẽ không đáp ứng tô vũ và ma diễm nhanh chóng đạt thành thỏa thuận thương một kiếm linh mà muốn khống chế toàn bộ thế cục vạn giới chuyện này chẳng khác gì người xỉ nói mộng tô vũ bắt đầu chóc sinh tử đại đạo mỗi lần va chạm cùng ma diễm đều chỉ chóc ra một chút hai người chiến đến long trời lở đất trường hạ không ngừng rung động Từ linh chi chủ nghẹn mãi bắt đầu mất kiên nhẫn vẫn chưa tới lúc sao chưa tô vũ phải chóc xong đại đạo thì mới có thể giao dịch mà diễm cũng đang đợi tô vũ giờ phút này việc thiếu sinh tử đạo không ảnh hưởng nhiều đến tô vũ chỉ là thiên địa không hoàn thiện như trước mà thôi chờ một chút oanh tô vũ lại bị đánh bay lực lượng đại đạo giật tán ý chí dung chuyển sinh tử chi khí quấn quanh thân như là bị thương không nhẹ đang trong quá trình chữa thương ánh mắt ma diễm lóe lên tô vũ đã chóc đại đạo thành công tiếp theo bọn họ nên giao dịch đây cũng là cơ hội của tử linh chi chủ bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube di các phim tô vũ không báo cho những người khác bọn họ không cần phải biết hơn nữa nhiều người biết dễ có sơ hở nếu thương cảm giác được rồi tước đoạt lực lượng của tô vũ và tử linh chi chủ thì sẽ rất phiền toái đúng thời khắc này tô vũ đột nhiên truyền âm bạo đúng thời khắc này tô vũ đột nhiên truyền âm bạo tử linh chi chủ thầm mắng một tiếng thời cơ này mà là tốt ư ta không cảm thấy vậy còn không bằng lúc trước đâu hắn ta cảm thấy cơ hội trước đó khi tô vũ bị thương không nặng tốt hơn nhưng nếu đã tin tưởng tô vũ thì chỉ có thể nghe lời tô vũ liều mạng một lần có thành công nắm lấy cơ hội đạt được thắng lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hắn ta dù cường giả 41 đạo tự bạo chưa chắc đã giết chết được ma diễm nhưng vẫn tốt hơn là chờ chết tử linh chi chủ bất chấp tất cả trong lòng tràn đầy quyết tuyệt không ai biết hắn ta có thể sống lại lần thứ hai hay không nhưng hắn ta mặc kệ bão oanh một tiếng nổ kinh thiên truyền ra cả trường hà đều rung động kịch liệt ma diễm có vẻ rất bất ngờ dường như không dự đoán trước ma diễm cũng diễn kịch không tệ nếu không thì phân thân của hắn ta đã chẳng thể ngụy trang thiên môn nhiều năm giờ khác này hắn ta không kịp tránh né một tiếng hét thảm thiết vang lên oanh Ma diễm gầm lên giận dữ tô vũ ngay lúc này tô vũ nắm lấy thời cơ cảm kiếm chém tới giết nhân hoàng chấn động tử linh chi chủ tự bạo ư y không kịp nghĩ nhiều giờ phút này bọn họ có cơ hội ma diễm đã bị trọng thương cùng lúc đó thường vô cùng chấn động vội vàng nhìn phương hướng tử linh chi chủ tự bạo rồi lại nhìn tô vũ đang điên cuồng công kích ma diễm ánh mắt lão không ngừng thay đổi tự bạo ư âm lựa chọn tự bạo vào lúc này sao hắn ta có thể sống lại hay không hiện giờ lực lượng truyền cho tử linh chi chủ dường như đã tiêu tán không thể thu hồi lão có nên rút lực lượng ra khỏi tô vũ không nhưng cơ hội lúc này rất khó có được ma diễm bị trọng thương hiện tại rút lực lượng về thì phe tô vũ sẽ tan tác ma diễm sẽ giành được thắng lợi thương do dự đúng lúc đó khi tô vũ tiếp xúc với ma diễm một quyền một kiếm chạm vào nhau âm tô vũ hóa thành nhân môn hắn giống to nhân môn phong tỏa thiên địa và ma diễm ngươi dục hòa trùng sinh thì hôm nay cũng phải chết ma diễm lảo đảo hắn ta cũng hóa thành cánh cửa và va chạm kịch liệt trong nhân môn trong lúc va chạm sinh tử đại đạo của tô vũ rơi vào trong cánh cửa của ma diễm giọng ma diễm vang lên trong đầu tô vũ cùng cắt đứt liên hệ ngươi cắt đứt khống chế sinh tử đại đạo ta cắt đứt khống chế với hai cánh cửa tô vũ ngươi đừng rổ trò ngươi cũng đừng dùng ám chiêu tô vũ vẫn chưa hoàn hoàn yên tâm mà ra hòa này còn không biết xấu hổ để phòng hắn chúng ta cùng cắt đứt ta đếm ba tiếng tô vũ còn chưa nói xong ma diễm đã ngắt lời đếm cái gì, đừng đếm, cùng bùng nổ toàn lực, dùng hết sức đến mức không còn tâm tư nghĩ điều gì khác, đây là cơ hội để ngươi giết ta, không thì ngươi giết ta bằng cách nào, cũng đúng. Ngay sau đó, khí thế hai người đột nhiên tăng lên tới cực hạn, một đạo kiếm quang soi sáng tứ phương, Tô Vũ cầm kiếm chém xuống, mà diễm xít gào, một ngọn lửa cường hãn vô biên bốc lên, dù bị thương thì hắn ta vẫn còn chiến lực 40 đạo trở lên. Oanh, một tiếng vang lớn chuyển khắp thiên địa, nhân hoàng 39 đạo mà cũng không chịu nổi, y học máu bay ngược, thất khiếu đổ máu khung kiếm trong tay tô vũ cũng truyền ra một tiếng than khóc kiếm thể đã hơi võ ra khai thiên kiếm rất cường đại nhưng khai thiên kiếm lúc này không còn là thương khung kiếm năm xưa khung kiếm 39 đạo chém lên cánh cửa cánh cửa sụp đổ nhưng cũng truyền lại một lực phản chấn vô cùng cường đại giờ khác này ma diễm sụp đổ tô vũ cảm nhận được ý chí gia hỏa này đột nhiên biến mất cùng với là sinh tử đại đạo của hắn tô vũ lập tức chốc mà một cỗ lực lượng ném về hướng tử linh chi chủ mới tự bạo đến lúc này thường mới biến sắc ma diễm chết rồi ư nhanh như vậy sao Lão không ngờ được rằng Ma Diễm sẽ chết nhanh như vậy, dựa theo tính toán của lão, Ma Diễm có thể kiên trì lâu hơn nữa, dù Ma Diễm chết thì vẫn có thể sống lại, hắn ta sẽ không trông mong vào cái gọi là cơ hội sống sót, cuối cùng, 99% là hắn sẽ tự bạo để hủy diệt Tô Vũ, nhưng kết quả là Ma Diễm không tự bạo, hắn ta bị Tô Vũ trực tiếp chém chết, khung cũng ngây ngẩn cả người, trên thân kiếm xuất hiện một khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt, ta mạnh như vậy à? Trời ạ, à, ta quá lợi hại, chỉ chém một nhát đã giết chết Ma Diễm, đối phương còn không có cơ hội tự bạo nhân hoàng cũng kinh ngạc sau đó y cảm thấy nghỉ hoặc mà diễm bị giết dễ dàng như vậy sao dù hắn ta có thể sống lại thì bị giết như vậy cũng quá khó tin lúc này tô vũ giống một tiếng chóc ra tất cả lực lượng tương lai thường biến sắc lão muốn rút lực lượng về nhưng trong cơ thể tô vũ đột nhiên có một cỗ lực lượng lôi đình màu đen bùng nổ oanh lực hút của lão trực tiếp bị lôi đình màu đen đánh nát tô vũ thương quát khẽ trong lòng tràn đầy bất an tô vũ muốn làm gì hắn đang chóc lực lượng của lão lão muốn thu hỏi mà bị hắn dùng lực lượng kiếp nạn ngăn cần nhưng hắn có thể chống đỡ nhất thời chứ không ngăn được mãi đâu. lão lại rút ra lần nữa. đúng giây phút này, nơi tử linh chi chủ tự bạo xuất hiện một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. trên trường hà xuất hiện hai màu đen trắng, nó như một lốc xoáy nhanh chóng hấp thu lực lượng tô vũ truyền tới. âm, uhm, trường hà nổi sóng gió. thương muốn cướp lại lực lượng nhưng lão phát hiện mình không làm được. lôi đình của tô vũ không ngừng công kích khiến lão nhất thời không thể cướp đi cỗ lực lượng này chờ đến lúc tô vũ tiêu hao hơn phân nửa lực lượng kiếp nạn thương lại cảm ứng thì đã không còn gì đúng vậy lực lượng kia đã hoàn toàn biến mất nó đã bị hấp thu tô vũ thương vô cùng phẫn nộ trong lòng lão có chút bất an lúc này tô vũ không có thời gian đáp lại lão hai cánh cửa tàn tạ hiện lên rồi bị hắn nhanh chóng cắn nuốt tam môn hoàn toàn hợp nhất ầm toàn bộ chư thiên vạn giới toàn bộ thời không trường hà như bị tô vũ bao vây trong cơ thể trường hà hoàn toàn bị áp xúc chư thiên vạn giới nén lại thành một quả cầu quanh quả cầu này có một trường hà màu bạc mỹ lệ bao quanh tô vũ cắn nuốt lực lượng hai cánh cửa thực lực giảm xuống do mất đi lực lượng tương lai lập tức khôi phục tới 42 đạo và vẫn còn tiếp tục tăng lên vạn dưới càng ngày càng nhỏ cùng lúc đó gần tô vũ đột nhiên hiện lên một ngọn lửa đó là một ngọn lửa màu đen trên đó hiện ra hư ảnh kỳ lân cổ thú đó là ma diễm đang dục hòa trùng sinh không chỉ như vậy trong ngọn lửa vốn chỉ có màu đỏ đen này đang nhuốm thêm màu đen trắng khí tức ma diễm nhanh chóng mạnh hơn trường hà chỉ thư rung động kịch liệt bắt đầu chính thức ngưng hiện lúc này sắc mặt thương xanh mét ma diễm đã sống lại tô vũ cán nuốt nhị môn tử linh chi chủ hình như cũng đang sống lại mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhanh đến mức lão không kịp lấy lại lực lượng mình đã cho mượn giờ khác này trong tay thương hiện ra một thanh kiếm thân ảnh lão càng ngày càng rõ ràng sắc mặt thương vô cùng lạnh lẽo lão nhìn về phía ma diễm vừa rồi ma diễm chết quá nhanh chuyện này nằm ngoài dự đoán của lão ma diễm chỉ có một cơ hội dục hòa trùng sinh hắn ta lãng phí nó như vậy ư ừ. kỳ thật ma diễm đã chết một lần là chuyện tốt nhưng thương có cảm giác chuyện này không bình thường đặc biệt là tô vũ thoát khỏi sự khống chế của lão quá nhanh còn nữa ma diễm lưu lại quá nhiều lực lượng vì sao hắn ta không tự bạo vì sao bọn họ có hiệp nghị nào đó ư ừ, thường đột nhiên có suy đoán như vậy chẳng lẽ tô vũ và ma diễm đã đạt thành thỏa thuận nào đó tô vũ đã làm gì để khiến ma diễm từ bỏ một mạng để thành toàn hắn hiện giờ lực lượng của tô vũ đang tăng lên kịch liệt trong hư không một quả cầu hiện lên đó là vạn giới trường hà bao quanh vạn giới lúc này khí tức tô vũ đã đạt tới 43 đạo nhưng vẫn chưa dừng lại một lát sau tô vũ hoàn toàn dung hợp nhị môn âm một tiếng tô vũ hóa thành người xuất hiện trong hư không 44 đạo tô vũ đột phá 44 đạo lực lượng lực lượng nhị môn đã bị tiêu hao hết cùng lúc đó thân ảnh ma diễm cũng hiện lên thân thể hắn ta chấn động kịch kỳ kỳ liệt lực lượng hỏa dưỡng càn quét tứ phương cường hãn vô biên lúc này hắn ta không dùng hình người nữa mà khôi phục nguyên hình là một đầu kỳ lân cổ thú màu đen khí tức đã mạnh hơn trước tô vũ không đoán được ma diễm đã đạt đến 45 đạo hay chưa nhưng chắc chắn là hắn ta cường ngại hơn hắn Tô Vũ vừa mới dung hợp hoàn tất, Trường Hà chỉ thư đã chấn động, oanh, cả vạn giới và Trường Hà đều rung động, cuốn sách hiện lên, Thương và Hắc Lân cũng hiện ra, hai cỗ khí tức cường đại cắn quét tứ phương, ra được rồi. Hắc Lân lầm bầm, Y và Thương vẫn luôn ở trong một không gian đặc thù, khắc chế lẫn nhau, giờ khắc này, hai người đã ra khỏi vùng không gian đó, bên cạnh bọn họ là Trường Hà chỉ thư đang huyền phù, phía sau Tô Vũ hiện lên khí tức hắc ám, ngay sau đó, một thân ảnh hắc ám hiện lên, tử linh chi chủ đã sống lại, hắn ta nở nụ cười, nhưng sau đó lập tức không cười nổi nữa sau khoảnh khắc niết bàn hình như thế cục đã lại thay đổi hai kẻ kia xuất hiện rồi sao hắn ta lấy mất một phần lực lượng của thương nên tiến bộ một chút hiện giờ đã tiến vào 42 đạo lực lượng nhưng sao hai tên kia lại ra ngoài rồi còn nữa ma diễm thật sự sống lại rồi giờ khác này sắc mặt thương xanh mét tô vũ nhìn thoáng qua ma diễm ngay sau đó hắn lập tức bắt lấy tử linh chi chủ và nhân hoàng nhét hai người này vào cánh cửa trên trán mình hai người còn chưa phản ứng tô vũ đã thúc giục cung cấp lực lượng thiên địa cho ta không phải là người không cần sao nhân hoàng mắng một câu tô vũ lời đáp lời hừ lúc trước thì có cũng vô dụng giờ thì đương nhiên phải lấy mặt dùng mà nói ba kẻ này hình như đều là 45 đạo chỉ có ta là 44 đạo ta yếu nhất phải nhờ các người tăng cường lực lượng thiên địa cho ta thì ta mới không rơi vào hạ phong giết hắn giống to cầm kiếm tấn công thương cùng lúc đó ma diễm bốn võ đạp không chân dẫm ngọn lửa giãm đạp về phía thương hắc lân luôn lạnh nhạt cũng nở nụ cười lạnh lùng trong tay hiện ra một thanh trường kiếm y cũng nhắm đến thương thương giết gào một tay bắt lấy trường hà chỉ thư một tay cầm kiếm đánh trả khí tức cường đại khiến toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy các người liên thủ thì sao chứ thương gầm lên những người này cuối cùng đều lựa chọn đối phó với lão lão biết mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chính là bởi vì trường hà chi thư lão là linh của trường hà nhưng sao lão có thể từ bỏ được giờ phút này lão phải khống chế trường hà kiếm một tiếng giống to vang vọng khắp vạn giới giờ khắc này trường hà bị áp xúc tới cực hạn nó như một thanh kiếm bị lão nắm trong tay tô vũ cũng không thể cướp được trưởng hà chỉ thư cũng dung nhập vào trong cực kiếm có lẽ đây mới là thương khung kiếm chân chính đây có thể là đại bộ phận linh tính và lực lượng của thương khung kiếm còn không chỉ là cái vỏ bên ngoài khai thiên thương quát khẽ một kiếm cường hãn vô song tấn công ba người tô vũ chưa thỏa thuận gì với hắc lân nhưng lúc này ba người đều ăn ý tấn công thương trước giết thương thì bọn họ mới có cơ hội đạt được mục đích của mình tô vũ vung kiếm hắc lân cầm kiếm chém tới ma diễm trực tiếp hóa thành hỗn độn cổ thú khổng lỏ dùng bốn vó giáng xuống oanh kiếm quang lập lòe sau một tiếng vang lớn trường kiếm của tô vũ chấn động kịch liệt hùng hét thả một tiếng trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt cánh tay tô vũ lập tức đập nát kiếm quang cường đại chui vào trong cơ thể khiến thân thể tô vũ rung động kịch liệt trong thiên địa mấy người nhân hoàng đều hộc máu kiếm khí thật mạnh tuy thương tổn thất không ít lực lượng nhưng thời không trường hà bị áp xúc thành kiếm cũng đủ để bù đắp lại cho lão chờ đợi vô số năm tháng kỳ thật thương cũng đang đợi ngày tam môn hội hợp giờ khác này thương lạnh lùng chất vấn các người tính kế như vậy có ích gì không dù các người tính kế thế nào thì cuối cùng trường hà cũng hóa kiếm các người vẫn thành toàn ta lão là người mạnh nhất ở đây việc trường hà hóa kiếm là không thể tránh khỏi oanh sau ba tiếng vang liên tiếp ẩm một tiếng ma diễm bay ngược trồng vó vết máu loang lổ hắc lân bay ngược trường kiếm trong tay càng thêm đen tối lực lượng kiếp nạn bùng nổ trên thân kiếm thương khung kiếm trong tay thương quá mạnh nhưng lão một mình địch ba người thì vẫn hơi quá sức phụt một tiếng trên người lão có thêm hai vết kiếm trên mái tóc bạc có vết lửa đốt thương lảo đảo bị ba người bao vây trong hỗn độn sắc mặt lão vô cùng lạnh lùng ba người tô vũ đều không nói lời nào ngay sau đó ba người lại xuất kích giết tô vũ cũng có khai thiên kiếm hắn chém ra một kiếm trong đó ẩn chứa lực lượng kiếp nạn màu đen đây là lực lượng xung khắc với thương lực lượng kiếp nạn trên thanh kiếm trong tay hắc lân còn cường ngại hơn giờ khác này trong thiên địa của tô vũ nhân hoàng và tử linh chi chủ điên cuồng truyền lực lượng cho hắn bổ sung tiêu hao trong bốn vị cường giả tô vũ yếu nhất nếu không có bọn họ trợ sức thì hắn không thể địch nổi ba người khác cút ngay thương quát chói tai kiếm càn quét hư không hỗn độn bị xé rách chiêu kiếm này cường hãn vô biên tựa như năm xưa thời gian chi chủ khai thiên tích địa cong 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 sư uy mạnh mẽ thổi quét toàn bộ hỗn độn lan tràn rất xa các tầng hắc ám bị đánh vỡ lộ ra ánh sáng lóa mắt biến vùng tối tăm này thành nơi tràn ngập ánh sáng bốn vị cường giả lại giao thủ trên người tô vũ xuất hiện một kiện chiến giáp nó do tam môn biến thành lực phòng ngự cực mạnh chiêu kiếm của thương không thể thương tổn tô vũ ba người liên thủ để lại vài vết thương trên người thương ba người bao quanh lão trong mắt tràn đầy sát khí thương nhìn thoáng qua tô vũ trầm giọng nói tô vũ ngươi cũng muốn vây giết ta ư ừ. ta đang bảo hộ vạn giới hắc lân muốn nuốt ta diệt ta muốn chạy trốn khỏi vạn giới mà diễm thì càng không cần phải nói ngươi cũng muốn diệt thế ư ừ. lão nhìn tô vũ sau khi ta chết ngươi nghĩ mình có thể địch nổi bọn họ sao bọn họ sẽ liên thủ giết ngươi khi đó bọn họ sẽ có một mục tiêu chung ma diễm cắn nước vạn giới hắc lân rời khỏi vạn giới bọn họ đều là người thắng giữa ma diễm và hắc lân không có xung đột còn ngươi thì mâu thuẫn với cả hai kẻ này mục tiêu cuối cùng của bọn họ đều là diệt vạn giới diệt trường hà tô vũ ngươi không hiểu đạo lý này sao thương lộ vẻ phẫn nộ tô vũ ngươi lựa chọn sai lầm rồi hơn nữa có vẻ ma diễm đã hấp thu lực lượng sinh tử của ngươi vậy thì có khả năng hắn sẽ sống lại lần nữa tô vũ liên thủ giết ma diễm mới là lựa chọn chính xác giết trả lời lão là kiếm của tô vũ giết trả lời thương là một kiếm của tô vũ ma diễm và hắc lân không nói lời nào tới lúc này nói gì thì cũng vô dụng trên thực tế thương đã nói đúng nhưng tô vũ vẫn muốn giết lão người mạnh nhất nên ta muốn giết người do dự không quyết đoán là điều tối kỳ chuyện sau đó ra sao thì cứ giết thương đã rồi lại tính ngu xuẩn thương gầm lên kiếm càn quét hư không bốn người loạn chiến sát khí ngập trời tô vũ đâm kiếm vào cơ thể thương thương thì xua tan ngọn lửa của ma diễm chặt đứt một chân của hắn ta ma diễm kêu lên một tiếng vội vàng lùi lại hắc lân vung kiếm lực lượng kiếp nạn bùng nổ kiếm cũng đâm vào người thương cốt oanh một cỗ lực lượng ngập trời bùng nổ trong cơ thể thương tô vũ và hắc lân bay ngược hai người đều học máu thương cắn răng cầm trường kiếm trong tay giận không thể át lão đột nhiên tấn công tô vũ tô vũ thầm mắng chân nhanh chóng lùi lại trường kiếm tiếp xúc trong không trung hai thiên kiếm liên tiếp va chạm ẩm một tiếng tô vũ bay ngược hắc lân và ma diễm lại đánh tới tiếng động lớn liên tiếp vang lên vang vọng tứ phương quả thật thương rất mạnh lão có thương khung kiếm thì lại càng thêm mạnh mẽ nhưng bị ba người vây công thì lão cũng phải mệt mỏi ứng phó từ khi tô vũ chiến ma diễm đến lúc ba người liên thủ giết lão thế cục thay đổi quá nhanh cũng khiến mọi kế sách đều trở nên vô dụng thương cực kỳ không cam lòng lão nổi giận gầm lên đánh bay tô vũ vẫn nộ quát tô vũ ngươi là thằng ngốc ư ừ. người giết ta thì người chắc chắc sẽ thua tô vũ im lặng tiếp tục chém giết ma diễm cười thâm thúy hắn không ngốc giết ngươi xong biết đâu không có thể nuốt ngươi thì sao đúng không tô vũ tô vũ cười người đoán được rồi vậy thì đừng cướp thi thể với ta ma diễm mỉm cười im lặng ba người tiếp tục tấn công tô vũ biết thương nói đúng nhưng vậy thì sao giết thương thì không có thể cấp nứt lão đây cũng là một cơ hội thương bùng nổ kiếm khí lão giết gào lại chém ra một kiếm giết ta không dễ như vậy đâu bốn cường giả đánh cho hỗn độn rách nát bọn họ đều có chiến lược khoảng 45 đạo tô vũ có hai người trợ lực cũng đạt đến cảnh giới này còn thương được trường hà hóa thành thương khung kiếm phụ trợ có vẻ mạnh hơn một chút có lẽ đã đến 46 đạo, lão lấy một địch ba mà vẫn rất dũng mãnh, nhưng sự dũng mãnh này cũng chỉ là nhất thời, thương vẫn chưa hoàn toàn khống chế được thời không trường hà, bốn người đại chiến, sát khí ngập trời, kiếm khí tung hoành tứ phương, hỗn độn sụp đổ, vài nơi thậm chí xuất hiện hình thức sơ khai của thiên địa, dư uy trong cuộc chiến của vài vị cường giả này giống như đang sáng lập thiên địa, khi ba người Tô Vũ lại ra tay, khuôn mặt thương lộ vẻ lãnh lệ, các người sẽ hối hận, ngay sau đó lão để mặc kiếm của Tô Vũ và Hắc Lân đâm chúng mình, bản thân lão thì giơ trường kiếm lên, bộc phát ra quang mang xưa này chưa từng có cường hãn vô biên một chiêu này nhắm đến ma diễm thanh âm kiếm minh vang lên phủ đầu ma diễm bị chém bay thậm chí trong chiêu kiếm này còn ẩn chứa diệt thế chỉ lực đám người tô vũ đưa vào chỉ một chiêu mà đã hoàn toàn ma diệt ma diễm thương không ngừng hộc máu lão mỉm cười không phải bởi vì lão đã giết được ma diễm mà là bởi vì ma diễm sống lại nơi xa một ngọn lửa lay động ma diễm lại xuất hiện khí tức còn cường đại hơn trước hắn ta yếu hơn thương một chút nhưng lại mạnh hơn hắc lân và tô vũ thương cười to tô vũ ngươi đoán xem hắn có thể sống lại bao nhiêu lần mỗi lần hắn sống lại đều sẽ mạnh hơn trước các ngươi giết ta rồi có thể địch nổi hắn không ánh mắt ma diễm có chút âm trầm lạnh lẽo tô vũ hít sâu một hơi hắn nhìn ma diễm ma diễm xem ra ngươi có thể sống lại một lần nữa e rằng sau lần sống lại này thì ngươi đã có thể địch nổi thương có lẽ ma diễm có thể sống lại thêm một lần bởi vì hắn ta đã sáng lập hai tòa thiên địa thương cam nguyện trọng thương để giết chết ma diễm lão muốn hai người tô vũ biết rằng dù bọn họ giết được lão thì cũng không thể đối phó với ma diễm ma diễm có thể chết thêm một lần chết rồi sẽ sống lại hắn ta sẽ là thương tiếp theo nếu thương chết tô vũ và hắc lân có thể địch nổi hắn ta ư ừ. hơn nữa có lẽ hắc lân sẽ không đối phó với hắn ta đúng lúc này thương đang trọng thương bỗng nhiên cùng tô vũ tấn công ma diễm ma diễm hử lạnh một tiếng hắn ta đã đoán trước được tình huống này tiếng cười tô vũ văng vẳng ma diễm huynh chết thêm một lần nữa đi rồi chúng ta liên thủ giết thương ngươi hãy dùng nốt cơ hội trọng sinh cuối cùng đi nếu không thì ai dám yên tâm giờ khác này hắc lân cũng ra tay với ma diễm sắc mặt ma diễm vô cùng khó coi hắc lân hắc lân cười gần người ta chỉ có một mạng mà người có thể trọng sinh thì quá mức ghê tởm ma diễm dùng cơ hội sống lại cuối cùng đi rồi chúng ta sẽ không đối phó người nữa vừa rồi ba người liên thủ giết thương trong trước mắt đã thành ba người liên thủ giết ma diễm giờ khác này trường kiếm trong tay tô vũ không nhịn được cảm thán một câu đúng là làm kiếm vẫn tốt hơn không thì ta cũng không biết tiếp theo nên giết ai làm kiếm thì không cần suy xét vấn đề này Ba người liên thủ giết ma diễm, một kẻ có thể sống lại, phân hóa thành nhị môn nhiều năm, tích lũy hùng hậu, tồn tại như vậy còn nắm giữ trọng sinh chỉ hỏa, hiện tại lại nắm giữ hai đạo sinh tử của Tô Vũ, Gia hỏa này có thể sống lại bao nhiêu lần, lần này có phải lần cuối cùng hay không, mọi người đều không đoán chắc được, Tô Vũ và người khác niết bàn cần sinh mệnh lực nồng đậm thì mới có thể thành công, nhưng vốn liếng tích lũy của ma diễm quá hùng hậu, thậm chí còn từng nắm giữ hai thời đại, có lẽ trong lúc phong ấn thời đại, hắn ta đã hấp thu vô số sinh mệnh lực vậy nên tô vũ cũng không rõ hắn ta có thể sống lại mấy lần hiện giờ ma Diễm đã chết hai lần lực lượng tiếp cận 46 đạo nếu chết thêm lần nữa hắn ta có thể trực tiếp bước vào 46 đạo hay không không ai biết vậy nên mọi người lựa chọn liên thủ giết ma diễm không thể thiếu đi bất cứ ai trong bốn vị cường giả này nếu không có tô vũ và hắc lân thì không thể giết đối phương nguy hiểm sẽ cực lớn nhưng tam vương liên thủ thì có khả năng thắng cao hơn giờ khác này tô vũ thương hắc lân đều cầm trường kiếm trong tay ba thanh trường kiếm bay qua thiên địa kiếm quang chiếu rọi hỗn độn sụp đổ ánh mắt ma diễm lạnh như băng hắn ta cảm thấy việc đổi lấy sinh từ đạo của tô vũ là rất đáng giá điều duy nhất khiến hắn ta khó chịu chính là bọn người kia liên thủ đối phó với mình mà không giết thương không kẻ nào có cơ hội được lợi cả đám khốn kiếp tô vũ và hắc lân đều là loại người xào trá dù sao nếu bọn họ đánh một trọi một thì cũng không phải là đối thủ của thương hai ma diễm lúc này ma diễm vừa chiến vừa lùi ngọn lửa đốt cháy toàn bộ hư không hắn ta lạnh lùng lên tiếng thương ngươi không cần phải giết ta hãy giết tô vũ và hắc lân trước rồi chúng ta lại quyết thắng bại thương không nói lời nào yêu cầu này không tệ tiền đề là ngươi không thể sống lại nếu ngươi sống lại không ngừng vậy chiến đấu cùng ngươi chẳng phải là chờ chết sao mà diệm thấy lão không đáp ba người tiếp tục vây công mình thương thế trên người càng ngày càng nặng thì ánh mắt hắn ta hoàn toàn thay đổi các ngươi nghĩ ta dễ giết lắm mà lần trước thường bất chấp việc bị trọng thương để giết hắn ta để chứng minh rằng hắn ta có thể sống lại và càng ngày càng mạnh lão vì mạng sống nên mới làm như thế hiện tại thì thế nào đám người kia đều thật đáng ghét Ma Diễm nhanh chóng lùi lại, hắn ta không ngừng trốn chạy, ba người kia đuổi theo không bỏ, vây công hắn ta từ ba hướng. Trong lúc đuổi theo, Tô Vũ và Hắc Lân đồng thời cả kinh, bọn họ nhanh chóng lùi lại. Tô Vũ tu luyện kiếp nạn chỉ đạo, bản thân Hắc Lân chính là kiếp nạn hóa thành, giờ khắc này hai người đều cảm nhận được nguy cơ, bọn họ lập tức nhận ra Ma Diễm muốn tự bạo. Trong nháy mắt hai người Tô Vũ lùi lại, Ma Diễm đã hạ quyết tâm, cứ tiếp tục như vậy thì hắn ta sẽ bị ba người giết chết, nếu vậy thì hắn ta thả dùng một mạng để giết mấy kê kia còn hơn nếu không giết được thì cũng phải khiến bọn họ trọng thương vô tận trên người ma dưỡng xuất hiện ngọn lửa vô tận ngay sau đó hắn ta nổ tung toàn bộ hỗn độn vỡ tung hắc ám biến mất để lại ngọn lửa thiêu đốt giữa thiên địa hình thành một hỏa giới thanh âm nổ tung chấn động kèm theo lực lượng khổng lồ khiến cả hỗn độn biến thành biển lửa ba tiếng kêu rên đồng thời vang lên dù tô vũ và hắc lân đã lui lại nhưng uy lực tự bảo của một vị cường giả tiếp cận 46 đạo vẫn vô cùng đáng sợ bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube di các phim giờ khắc này tô vũ bị đốt cháy thân thể hắn lúc này do tam môn tạo thành không chịu ảnh hưởng quá lớn chỉ hơi dạn nứt nhưng ý chí của hắn lại bị thiêu cháy đến mức có chút tan biến không chỉ như vậy ngọn lửa lan tràn dọc theo thiên địa của hắn tiến vào mấy người nhân hoàng hét to ngọn lửa quá mạnh trong nháy mắt đã thiêu đốt mấy người nhân hoàng và tử linh chi chủ hét to lực lượng đại đạo điên cuồng trào ra ý chí tô vũ dung chuyển thân thể trở nên nặng nề ý chí thừa nhận thống khổ càng lớn thì tô vũ càng thanh tình nhưng nếu ngoại lực quá mạnh trực tiếp phá hủy thì tô vũ cũng không thể ngăn được trong cánh cửa chút lực lượng căn nguyên cuối cùng nhanh chóng tu bổ ý chí tô vũ nhân môn đã không còn chút lực lượng nào tô vũ miễn cưỡng khôi phục không trong tay hắn hơi nứt vỡ ông ta bị ngọn lửa thiêu đốt quá mãnh liệt tô vũ vội vàng giúp dập lửa một lát sau thanh âm suy yếu của khung mới truyền ra quá mạnh nếu không phải bản thể là khai thiên kiếm thì ông ta đã hoàn toàn vỡ nát lúc này cách đó không xa thân ảnh thương hiện lên trường hà chi thư bao trùm lão nhưng có vẻ lão vẫn không chịu nổi trường hà chi thư ảm đạm trường hà chi kiếm trong tay lão cũng không còn sáng chói như trước trường hà chỉ kiếm do thời không trường hà và vạn giới tạo thành vậy mà lúc này nó lại trở nên ảm đạm tô vũ hơi nhíu mày vạn giới và trường hà đều đang ở trong tay thương ngọn lửa của ma diễm đương nhiên không thể hủy diệt trường hà nhưng vạn giới thì sao bao nhiêu người đã chết tô vũ không biết nhưng dao động quá lớn có khả năng ngọn lửa đã xâm nhập vào có lẽ rất nhiều người đã chết một lát sau hắc lân lại xuất hiện hắn ta có vẻ đã bị thương khí tức diệt thế không ngừng tràn ra ba người đều bị thương không nhẹ đặc biệt là thương lão vốn đã bị thương vừa rồi lão còn cách mà diễm cần nhất lúc này sắc mặt lão rất khó coi khu vực giữa ba người xuất hiện một đóa hoa lửa lay động một lát sau ma diễm lại hiện lên ba người cẩn thận quan sát hắn ta đã sống lại vài lần bọn họ có thể nhìn ra hắn còn khả năng sống lại nữa hay không kỳ thật căn cơ của ma diễm không phải là sinh tử đại đạo của tô vũ nhân tố chủ yếu giúp hắn ta có thể khống chế sinh tử là ngọn lửa kia giờ khắc này ngọn lửa của hắn ta đã trở nên ảm đạm lực lượng trọng sinh của ngọn lửa đã hoàn toàn tiêu tán rồi sao không ai biết Đám người Tô Vũ không thể chắc chắn về vấn đề này, khí tức Ma Diễm lúc này đã mạnh hơn trước, hắn ta đã đạt tới 46 đạo, mạnh ngang với Thương, nhưng hiện giờ Thương đang trọng thương còn Ma Diễm lại ở trạng thái toàn thỉnh, Ma Diễm lạnh lùng nhìn ba người, ba người chỉ bị thương, vẫn chưa ngã xuống, tuy rằng hắn ta đã đoán trước được nhưng vẫn cảm thấy thất vọng, ba người này chạy quá nhanh, đặc biệt là Tô Vũ và Hắc Lân, bọn họ có khả năng cảm ứng nguy cơ quá mạnh, nếu không, Tô Vũ và Hắc Lân đều không phải tồn tại tuyệt đối áp chế, đặc biệt là Tô Vũ hai kẻ này vốn nên bị thương nặng hơn hiện tại nhiều mà diễn biến thành người mang bộ dáng một vị tráng hán có ngọn lửa ở giữa mày trông khá giống ma tộc có vẻ viêm hỏa ma tộc thật sự mang lực lượng huyết mạch của hắn ta nhưng hiện giờ đám người tô vũ không có hứng thú tìm hiểu vấn đề này không quan tâm là lửa của gia hỏa này ảnh hưởng tới viêm hỏa hay hắn ta có quan hệ nào đó với mẫu thân viêm hỏa cho ma hoàng đời thứ nhất đội nón xanh ai biết được cũng không ai để ý đến chuyện đó mọi người cảm thấy trầm trọng đặc biệt là tô vũ hắn nhìn quanh một vòng sắc mặt tối sầm Ma Diễm tiến vào 46 đạo đỉnh cấp, thương cũng là 46 đạo, bị thương nặng, Hắc Lân 45 đạo, chỉ bị thương nhẹ, hắn chỉ có 44 đạo, cũng đang bị thương. Đấu đến lúc này, Tô Vũ hắn vẫn là phe yếu nhất, cục diện này quá vô vọng, có cảm giác dù đánh thế nào thì cũng không thấy hy vọng thắng lợi. Bấy giờ, Ma Diễm lạnh lùng nhìn thương, mở miệng nói, thương, ngươi vừa lòng chưa, thương khẽ cười, vừa lòng cái gì, Ma Diễm, ngươi liên thủ với bọn họ đối phó với ta trước, kẻ nên hỏi câu này là ta mới đúng Ma Diễm liên tiếp sống lại càng lúc càng mạnh thương phán đoán hiện tại ma diễm mạnh ngang với mình nhưng hắn ta liên tiếp tử vong ba lần nội tình cũng nên hao hết mỗi lần tử vong đều khiến đại lượng năng lượng giật tán và tiêu hao sinh cơ cũng mất đi rất nhiều dù bây giờ ma diễm vẫn còn năng lực trọng sinh nhưng chắc đã không còn đủ sinh cơ và năng lượng để sống lại lần nữa hắc lân cười phán như vậy mới công bằng như vậy mới thú vị tô vũ bỗng nhiên mổ miệng hắc lân ngươi không thể thoát khỏi đây sao hiện tại trường hào bị áp xúc nếu ngươi có thể rời đi thì đã phải đi rồi vì sao ngươi không chạy đi đi đâu hắc lân buồn bã nói người nghĩ quá đơn giản nếu có thể đi thì sao ta phải ở lại trường hà không hủy diệt thì ta không đi được trường hà phải võ nát thì y mới có cơ hội rời đi tô vũ không biết thời gian chi chủ phong ấn cường giả như hắc lân bằng cách nào nhưng chắc chắn là không đơn giản hơn nữa đây không phải là trấn áp đơn thuần hắc lân có thể tự do hành động nhưng không thể cách trường hà quá xa ma diễm nhìn về phía hắc lân bình tĩnh nói người giết tô vũ ta giết thương chúng ta vẫn có lý do để hợp tác hắc lân chưa đủ rồi nên kết thúc trận chiến này đi hắc lân cười được mà diễm nhìn y khẽ gật đầu ngay sau đó hắn ta bước về phía thương hắn không biết hắc lân có thể giết tô vũ hay không nhưng hiện giờ tình trạng của hắn ta tốt hơn thương thương đang bị thương không nhẹ nếu hắn ta giết thương hắc lân giết tô vũ hắn ta nuốt thời không trường hà vậy công sức nhiều năm qua hắn ta bổ ra đều đáng giá lúc này hắn ta có 46 đạo lực lượng nếu cắn nuốt toàn bộ trường hà có khả năng hắn ta sẽ đạt tới 49 đạo trở thành cường giả mạnh nhất trong hỗn độn này hắn ta không biết thời gian chi chủ có thực lực thế nào dù sao cũng chắc chắn là rất mạnh nhưng ma diễm không quan tâm vì kia sẽ không trở về có lẽ hắn đã chết có lẽ là đang bế quan hoặc đang bị cầm chân ở nơi khác vô số năm tháng đã trôi qua mà đối phương chưa bao giờ trở về hắc lân đạp không tiến về phía tô vũ trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra ý cười nhàn nhạt ai cũng nói nhân môn hiểm ác nhân môn diệt thế tô vũ rốt của ngươi là nhân môn hay ta mới là nhân môn tô vũ trầm mặc hắn nắm chặt trường kiếm nhìn hắc lân hắc lân mạnh hơn hắn nhưng phải là không thể chiến một trận bọn họ chỉ chênh lệch một đạo lực lượng trong thiên địa của tô vũ có nhân hoàng và tử linh chi chủ duy trì tuy rằng hiện tại hai người cũng đã bị thương không nhẹ hắc lân mỉm cười tô vũ kỳ thật ta và thương đã chú ý đến người từ rất lâu rồi hắc lân cầm trường kiếm chém ra sau khi người quật khởi không lâu chúng ta đã chú ý người vậy thì thật vinh hạnh tô vũ trào phúng cũng vùng kiếm đánh trả kiếm của hắc lân cực kỳ quỷ dị đường kiếm mơ họ không thể bắt giữ kiếm đánh tới nhưng tô vũ hoàn toàn không cảm ứng được gì giờ khắc này hắn đã hiểu được cảm giác khi thương và ma diễm bị hắc lân công kích kiếm chiêu vô thanh vô tức bỗng nhiên xuất hiện tô vũ vội vàng ngăn cản hắn có vẻ hơi luống cuống cong xong kiếm va chạm khung đau đấn hô lên đệt kiếm chiêu của hắc lân mang đến thương tổn rất lớn cho ông ta trong đó ẩn chứa lực lượng diệt thế hắc lân liên tiếp xuất chiêu bình thản nói ngươi hội tụ quá nhiều khí vận vạn giới không chú ý đến ngươi cũng không được nhưng lúc ấy chúng ta không nghĩ rằng ngươi có thể đi đến ngày hôm nay công kích dồn dập tô vũ không địch lại nổi hắn không ngừng lui lại cắn răng cản đòn nơi xa ma diễm và thương cũng đang đánh nhau túi bụi lực lượng hỏa diễm và lực lượng trường hà không ngừng bùng nổ hắc lân lại lên tiếng người nắm giữ kiếp lực mới khiến ta chú ý đến người kiếp lực là lực lượng của dương ta người có biết vì sao mình có thể nắm giữ không tô vũ đáp không biết do người an bài ư không phải hắc lân nhẹ nhàng phủ nhận ta không cần an bài gì cả cũng không muốn làm gì vô số năm qua điều duy nhất ta muốn làm chính là rời khỏi nơi này đối với các ngươi vạn giới là nhà là quê hương là nơi sinh tồn còn đối với ta thì nơi đây chỉ là một cái lồng giam mà thôi sao phải tốn công sức an bài trong lòng giam làm gì y không an bài gì cả cũng không cần làm vậy y chỉ cần chờ đợi kê có đã tâm tới diệt thế là được còn sự tồn tại của phệ hoàng là để nhằm vào trường hà chỉ linh để suy yếu trường hà phá vỡ trường Hà và thoát đi đó là nguyên nhân mấu chốt khiến phệ hoàng diệt thế năm đó gia hỏa kia muốn dùng nhân môn độ hóa ta biến ta thành linh của trường hà này sau đó không chế trường hà đi tìm hắn hắc lân không nói về kiếp lực nữa mà nhắc đến thời gian chi chủ tô vũ nhanh chóng né tránh thanh hắc kiếm đang tấn công tại sao ngươi không muốn nếu Hắc Lân nguyện ý, hiện tại y bị độ hóa thành công, nắm giữ trường hà thì đã phải đạt tới 49 đạo, dù sao thiên địa này cũng được lập nên vì y. Hắc Lân lệnh nhà trò phúng, nực cười, ta rèn kiếm rồi nhét ngươi vào trong, để ngươi cường đại trong đó, cho ngươi nắm giữ kiếm của ta, sau đó ngươi khống chế trường kiếm tới gặp ta, công hiến sức lực vì ta. Vậy thì ngươi có nguyện ý không? Tô Vũ im lặng, vậy thì hắn có chấp nhận hay không? Chắc chắn là phải phản kháng, dù hắn có thể mạnh hơn thì vẫn sẽ phản kháng. Đây là suy nghĩ của Hắc Lân ư nhưng thời gian chi chủ sẽ không thể lường trước việc này, Tô Vũ bỗng hỏi, thời gian chi chủ dùng thất tình lục dục đạo độ hóa ngươi chứng tỏ ngươi vốn không có nhiều lý trí và tình cảm, thậm chí là máu lạnh, đúng không? Không sai, vậy nên hắn đã thành công một nửa, cũng thất bại một nửa, ta bị độ hóa nhiều năm, thất tình lục dục chỉ đạo vẫn ảnh hưởng đến ta, cho ta một chút ý nghĩ thuộc về chính mình, nhưng hắn đã quên rằng khi ta biết suy nghĩ thì ta vẫn sẽ chấp nhận thuận theo kế hoạch của hắn, tiếp tục chịu độ hóa nữa sao? Tô Vũ không biết vì sao Hắc Lân phải nói vậy với hắn hình như không cần thiết phải lộ ra những suy nghĩ này. Hiển nhiên Hắc Lân muốn hắn biết rằng y vốn không muốn rời đi, nhưng sau này đã xảy ra biến cố nào đó khiến y sinh ra ý nghĩ rời khỏi đây. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, Hắc Lân bỗng nhiên cười thâm thúy nói tiếp, chuyện này ta còn phải cảm tạ thương. Dựa theo tính toán của hắn năm đó, sau khi ta sinh ra tình cảm thì sẽ tự nhiên tiếp quản trường Hà Chỉ Thư, hóa thành trường Hà Chỉ Linh, do đó hoàn toàn hòa hợp với thời không trường Hà. Kết quả, người đoán xem chuyện gì đã xảy ra, vậy mà còn cần đoán nữa ư. Tô Vũ bật cười, khi ngươi tiếp quản, trong trường hà chỉ thư đã có linh đúng hắc lân cũng cười khi ta tự động dung nhập vào trường hà chỉ thư ta đã bị bài xích đẩy ra chỉ có một bộ phận nhỏ dung hợp còn lại phần lớn đã có người đang chấp trường đó chính là thương cũng chính vì thương bài xích hắc lân ra nên y mới có cơ hội và suy nghĩ thoát khỏi lòng giam này nếu không khi đó y đã trực tiếp dung nhập vào trường hà chỉ thư hóa thành trường hà chỉ linh sẽ không sinh ra tâm tư trốn thoát y sẽ tiếp tục chịu độ hóa càng ngày càng cường đại đến khi y hoàn toàn nắm giữ trường hà y sẽ khống chế trường hà hóa thành tân thương khung kiếm đi tìm thời gian chi chủ hắc lân cười nhạt ta phải đa tạ thương mới đúng nếu không có hắn thì ta chỉ là con rối chỉ biết nghe lệnh tên kia ta sẽ hoàn toàn hóa thành trường hà chỉ linh mà không có ý nghĩ của chính mình truy tìm tự do ong hắc kiếm đột nhiên xuất hiện bên tai tô vũ phụt một tiếng xuyên thấu lỗ tai hắn giờ khắc này tam môn hóa thành thân thể nhưng vẫn không ngăn cản được chúng bị lực lượng kiếp nạn cuốn vào lỗ tai tô vũ máu chảy ràn rụa hắn huy kiếm đón đỡ hắc lân nói những chuyện này thì có liên quan gì đến mình tô vũ không muốn nghe bởi vì không có ý nghĩa gì nhiều chuyện này có quan hệ với người dường như hắc lân biết tô vũ nghĩ gì y cảm kiếm đánh tới đồng thời bình thần nói không phải ta đã nói rằng ngươi nắm giữ lực lượng kiếp nạn của ta sao đây là nguyên nhân tô vũ vẫn không hiểu ngươi còn chưa hiểu sao hắc lân cười ngươi là tồn tại ứng kiếp mà sinh cũng là hậu chiêu vị kia lưu lại nói cách khác tuy rằng vị kia không cảm thấy ta có thể thoát đi nhưng vẫn có chuẩn bị nếu ta thật sự thoát khỏi khống chế hoặc lựa chọn rời đi thì trong vạn giới sẽ ra đời kiếp nạn chỉ đạo không biết ai sẽ kế thừa nhưng thứ có thể giết kiếp nạn thì chỉ có kiếp nạn tô vũ khẽ dao động hắc lân lại nói ta bất tử bất diệt thứ duy nhất có thể giết ta chỉ có bản thân ta và đạo của ta vậy nên hiện tại thứ duy nhất có thể giết ta chỉ có ngươi tô vũ hơi chấn động bị chiêu kiếm của hắc lân chém rách quần áo hắn không nhịn được hỏi vì sao ngươi muốn nói điều này với ta tô vũ không hiểu vì sao y lại làm thế hắc lân không giải thích tiếp tục nói ta sẽ không bị giết chết nhưng điều đó không có nghĩa là thương không có biện pháp đối phó với ta chỉ cần đánh chết ta ngay lúc này sau đó ta sẽ lại ra đời trong vạn giới và ta sẽ mất đi tình cảm trở lại là ta của năm đó tiếp tục tiếp thu độ hóa luôn hỏi vĩnh viễn cho đến ngày ta bị độ hóa hoàn toàn ta cho người biết điều này chỉ là muốn nói nếu ta chết thật thì đó là do người giết ta hắc lân lộ vẻ trào phúng không biết là đang trào phúng tô vũ hay là trào phúng thời gian chi chủ người giết ta thì ta mới hoàn toàn hủy diệt không sinh ra lần nữa nếu không thể thoát khỏi vạn giới thì ta sẽ để người giết ta ta không muốn trọng sinh hết lần này đến lần khác khôi phục bộ dáng năm xưa Vị kia cũng sẽ không suy xét đến việc diệt thế linh có tình cảm thì có còn nguyện ý tiếp thu sự độ hóa hay không chỉ khi chết trong tay tô vũ thì y mới có thể hoàn toàn tử vong nếu những người khác giết y thì y sẽ tiếp tục trọng sinh trong vạn giới khôi phục bộ dáng năm xưa tiếp thu sự độ hóa của trường hà vạn giới đến lúc độ hóa thành công mới thôi hắc lân không muốn kết cục của mình là sự luân hồi vô tận như vậy ầm giờ khác này cuối cùng kiếm của tô vũ cũng đâm chúng đối phương trong đó ẩn chứa lực lượng kiếp nạn quả nhiên đòn tấn công này đã để lại trên người hắc lân một vết thương rất sâu thậm chí có máu chảy ra hắc lân cảm nhận sau đó bật cười cảm giác đau đớn là thế này sao rất mới lạ trước đây dù ta bị thương thế nào thì chỉ có vết thương chứ không có đau đớn hiện giờ ta đã cảm nhận được đau đớn rồi tô vũ không nói lời nào chỉ là một lòng chiến đấu nơi xa đại chiến diễn ra càng ngày càng mãnh liệt nơi xa đại chiến diễn ra càng ngày càng mãnh liệt thương và ma diễm đấu đá túi bụi hỏa kiếm va chạm thương khung kiếm ẩm một tiếng có vẻ thương lại bị thương lão không thể địch nổi ma diễm hiện tại ma diễm mới là người mạnh nhất ở đây sắc mà tô vũ biến ảo hiện tại hắn bị hắc lân cuốn lấy căn bản không thể đến được bên đó điều này chứng tỏ dù ma diễm giết được thương thì tô vũ hắn cũng sẽ không có bất cứ cơ hội cướp đoạt vạn giới và trường hà nào tới lúc đó ma diễm cán nước vạn giới vạn giới hủy diệt hắn ta càng mạnh hơn việc giết hắn lại càng dễ dàng hơn dường như kẻ thắng trong trận chiến này đã được định chắc là ma diễm lúc này hắc lân đánh lui tô vũ bình thản nhắc nhở đấu với ta mà còn thất thần tô vũ có đôi khi người quá ấu trĩ ngươi còn trẻ cái người gọi là lão luyện thành thục cũng chỉ là lớp ngụy trang mà thôi sắc mặt tô vũ không tốt hắn không nói gì đột nhiên hắc lân không ra tay nữa y nhìn nơi xa nhẹ giọng nói ma diễm ma diễm đã sắp thắng nghe được tiếng gọi của hắc lân thì đáp lại hắc lân ngươi không muốn ra tay ư không sao chỉ cần ngươi ngăn cản tô vũ thì mọi chuyện đều tùy ngươi ma diễm chỉ cần hai cây này không nhúng tay hắn ta đơn đả độc đấu thì chắc chắn sẽ thắng ma diễm ta và thương chưa từng đồng thể nhưng cũng đồng nguyên thương khống chế bảy thành trường hà chỉ thư ta nắm giữ ba thành người giết thương thì chỉ có thể cắn nốt bảy thành lực lượng kia ta sẽ chóc ba thành còn lại cho người hãy để ta rời đi y rất khó chạy thoát khỏi đây hơn nữa ma diễm không thể hoàn toàn cắn nốt trường hà được ma diễm lập tức đáp ứng hắc lân thở dài nỉ non người hay thú thì đều tham lam ma diễm ta thật sự hy vọng người có thể đáp ứng nhưng vì sao người lại tham lam như thế nơi xa ma diễm đang áp chế thương nghe vậy thì tức giận mắng ta đã nói là ta đáp ứng người còn muốn gì nữa người đáp ứng quá nhanh ma diễm giận dữ hết nếu ta chân chờ thì ngươi cũng sẽ nói thế đúng không? Hắc lân, bổn tọa cắn nốt bảy thành lực lượng trường hà thì có khả năng sẽ bước vào 49 đạo, cắn nốt thêm chắc gì đã có tác dụng nữa. Ta không cần phải lừa gạt ngươi ra hỏa Hắc lân này sẽ không quấy rối chứ. Hắc lân, chỉ có ta mới có thể cho ngươi cơ hội tự do duy nhất, trường hà bất diệt thì ngươi sẽ không thể rời đi ma diễm quát lớn. Ngươi đã hiểu chưa? Đừng gây rắc rối cho ta vào lúc này. Thương dên gì lên tiếng, Hắc lân, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ba thành lực lượng trường hà kia sao? Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy thì sẽ cam lòng vứt bỏ ư? đến lúc đó hắn sẽ nuốt cả người tô vũ người cũng vậy hắn thắng thì ngươi cũng phải chết hắc lân lộ vẻ mặt phức tạp nhưng ngươi thắng thì sao không phải cũng như hiện giờ sao không ngươi thắng thì sẽ đuổi ta đi để ta hủy diệt rồi lại trọng sinh hóa thành linh vô tình vô dục trở thành con rối của các ngươi y mới là người không có bất kỳ lựa chọn nào cả thương mà thắng thì lão có đủ thời gian và cơ hội để chậm rãi giải, giải trừ sự khống chế của y với trường hà rồi hủy diệt y khiến y hóa thành linh vô tình vô dục mà diễm thắng thì có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cho ánh mắt tô vũ khẽ dao động vừa định mở miệng hắc lân đã chặn trước ngươi cầm miệng tô vũ ngươi cũng chẳng phải người tốt dù cuối cùng ngươi thắng thì ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta tiếc là có vẻ ta chẳng có chút hy vọng thắng lợi nào trong tình cảnh này tô vũ hơi xấu hổ ta sẽ nghĩ cách ngươi ư hắc lân mỉm cười trào phúng tự diễu nói ngươi thắng được kê kia, kia đi rồi lại nói ta có thể nỗ lực tô vũ tỏ vẻ muốn phấn đấu hắc lân tiếp tục cười khinh miệt y nhìn về phía bên kia rồi lại nhìn tô vũ bình tĩnh hỏi ta nói nhiều như vậy với ngươi chỉ vì một chuyện nếu cuối cùng người thắng không phải ta người giết ta có được không ánh mắt tô vũ khẽ biến giết ngươi ư lẽ nào hắc lân không muốn sống lại và trở thành linh vô tình vô dục gia hỏa này nói rằng mình không bị độ hóa trên thực tế y vẫn bị thất tình lục dục đạo ảnh hưởng hắc lân nhìn thẳng vào tô vũ người đừng tham chiến người quá yếu sẽ chẳng có kết cục tốt đâu giọng y có về nghiền ngẫm tô vũ thời gian thật sự có thể chảy ngược sao tô vũ im lặng có thể không không thể ở đoạn quá khứ tương lai trong thời không trường hà có tốc độ thời gian chảy bất đồng nhưng Tô Vũ cảm thấy đó chỉ là một loại cảm quan bất đồng do đại đạo tạo thành, có liên quan đến độ nồng đậm của năng lượng, còn thời gian là duy nhất. Hắc Lân nói tiếp, ngươi biết vì sao ngươi có thể hóa thành môn không? Ngươi biết giữa mình và ma diễm có gì khác nhau không sao? Ngươi có thể dễ dàng dung nhập nhân môn, vì sao ma diễm không thể? Nếu có thể thì hắn đã phân thân dung nhập từ lâu rồi Hắc Lân cười, bởi vì ngươi là kiếp, Tô Vũ khẽ biến sắc, ngươi có ý gì? Hắc Lân nở nụ cười, ngươi là kiếp, ứng kiếp mà sinh, sinh ra vì ta, ngươi có thể chấp trưởng nhân môn bởi vì đó là môn độ hóa ta dù ngươi không tu thất tình lục dục đạo thì ngươi vẫn có thể làm được đại đạo của ngươi hóa môn môn của người khác của ma diễm môn của ma diễm chỉ để ngăn cách một phần trường hà và ăn mòn nó còn bản chất ngươi thành môn là để đối phó với ta bởi vì toàn bộ trường hà ra đời vì ta ý nghĩa tồn tại của trường hà này chính là để đối phó y ngươi là kiếp của ta cũng là kiếp của vạn giới môn của ngươi không dùng để ngăn cách trường hà mà là để phong ấn toàn bộ vạn giới không cho ta rời đi tiếp tục độ hóa ta đây là nguyên nhân mấu chốt để người ứng kiếp mà sinh và trở thành môn hóa gia ta sinh ra là để giết người hoặc là độ hóa người ư? Tô Vũ bất đắc dĩ nói hỏi. Hắc Lân bình thản đáp, tuy có lẽ người không nghĩ vậy, nhưng vì điều này nên ngươi mới có thể cường đại nhanh chóng đến vậy, bởi vì vạn giới cần một người có thể đối phó với ta nói đến đây. Hắc Lân bình tĩnh cho Tô Vũ một câu hỏi, "Tô Vũ, ngươi biết biện pháp duy nhất giúp người thắng lợi là gì không?" Tô Vũ nhìn y, "Ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết sao? Ngươi, vạn giới, trường hà, ứng kiếp mà sinh, môn, phong ấn, thiên địa, Tự hỏi bản thân đi, chỉ cần ngươi nghĩ thật kỹ, hiểu thấu triệt thì ngươi sẽ có cơ hội thắng lợi. Ngươi phải cảm ngộ, chủ nhân vạn giới này không phải ma diễm, không phải thương, không phải ta, mà là các ngươi. Nếu kẻ sáng lập trường Hà là cha thì các ngươi, những người ra đời trong vạn giới này đều là hài tử của trường Hà, thời gian chi chủ trong miệng ngươi có thể xem như cha của các ngươi, cha của nhân tộc, thương chỉ là tôi tớ, ma diễm là ác khách, còn ta, ta là tù nhân. Giọng Hắc Lân càng ngày càng cổ quái, có vẻ rất trào phúng địa bàn nhà mình mà lại để nô bộc và ác khách chiếm tiên cơ sao còn tù nhân ta là tù nhân của thời gian chi chủ hắn có thể chấp nhận việc sinh linh vạn giới giết ta nhưng có cho phép ác khách và nô bộc giết ta không dứt lời hắc lân biến mất ngay sau đó y xuất hiện ở chỗ thương tô vũ yên lặng đứng nhìn lâm vào trầm tư hắc lân đã nói rất nhiều điều nhưng y không nói cụ thể dù tô vũ đang có rất nhiều suy đoán trong lòng nhưng vẫn không tạo thành logic hoàn chỉnh rốt cuộc gia hỏa hắc lân này đang nghĩ gì lúc này ma diễm cảnh giác quát hắc lân Hắc Lân bình tĩnh nói: Ta chỉ đứng nhìn. Ma Diễm, sau khi giết thương, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa đương nhiên. Ma Diễm ra quyền đánh chúng thương, khiến cả người lão bốc hỏa. Trong lòng hắn ta thầm mắng Hắc Lân đột nhiên đến đây thế này, tốt nhất là y đừng gây rắc rối gì cho ta. Lúc này tình cảnh của thương vô cùng thê thảm, thương thế càng ngày càng nặng, lão không cam lòng quát Hắc Lân, Tô Vũ, hắn giết ta thì các ngươi cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Liên thủ giết hắn mới là lối thoát duy nhất. Vì sao bọn họ lại ngu xuẩn như vậy? bọn họ thật sự cho rằng ma diễm sẽ thiện tâm thả bọn họ rời đi sao đáng chết thường vô cùng phẫn nộ chẳng lẽ không có kẻ nào đầu óc thanh tỉnh à đại chiến vẫn đang tiếp tục tô vũ không tham chiến hắn đứng ở nơi xa suy tư tự hỏi hắc lân sẽ vô duyên vô cớ nói những lời này sao y không cần làm vậy vậy những lời y nói là có ý gì đây có thể là cơ hội thắng lợi duy nhất của hắn chủ tử nô bộc ác khách tù nhân môn dùng để phong ấn tù nhân cũng dùng để ngăn cản ác khách tô vũ không ngừng tự hỏi trong thiên địa của tô vũ Mấy người nhân hoàng cũng đang tự hỏi, thời gian chỉ tử, thế hệ Tô Vũ ra đời trong vạn giới, vạn giới do thời gian chi chủ sáng lập, thủy tổ nhân tộc là Thiên Môn, nhưng Thiên Môn có truyền thừa huyết mạch ư? Thiên Môn là phân thân của Ma Diễm, năm đó có không ít nhân tộc tiến vào vạn giới cùng Thiên Môn, ví dụ như tiên, ma, thần, minh, đó là nhóm nhân tộc đầu tiên tiến vào, nhưng bọn họ đều không ra đời trong vạn giới, không ai biết thủy tổ chân chính của đám người Tô Vũ là ai, nhưng chắc chắn là rất cổ xưa. Nhân hoàng hồi tưởng lại lời nói của Hắc Lân, bỗng nhiên nhân hoàng mở miệng tô vũ có phải là trở về vạn giới thì chúng ta mới có cơ hội thắng lợi không vạn giới đang biến thành kiếm nằm trong tay thương trường hà nạp vạn giới vạn giới đã bị thương cướp đi dựa theo lời hắc lân nói vạn giới mới là địa bàn là nhà của chúng ta có lẽ phải đóng cửa đánh chó thì mới có hy vọng thắng lợi giam giữ cả nô bộc ác khách và tù nhân vào đó ánh mắt tử linh chi chủ sáng lên tô vũ ngươi đừng quên trường hà vạn giới cũng là thiên địa mà thiên địa thì có thể áp chế đối thủ nhưng thiên địa của chúng ta không thể áp chế bọn họ bởi vì những thiên địa này quá yêu ánh mắt tô vũ khẽ dao động ý ngài là khống chế vạn giới coi vạn giới như thiên địa ư nhưng tô vũ nhíu mày trường hà chỉ thư đang nằm trong tay thương giết thương thì chúng ta cũng khó có thể cướp lấy nếu chúng ta có thể cướp được thì không cần đến thiên địa vạn giới nữa mà có thể trực tiếp xử lý ma diễm rồi không đúng lúc này thanh âm hơi suy yếu của văn vương truyền đến tô vũ nếu nói ngươi là cánh cửa vạn giới ngươi có thể đưa bọn họ phong ấn vào vạn giới nhưng hiện tại có vấn đề không thể khống chế thiên địa vạn giới đúng không tô vũ gật đầu hắn hóa thành môn thì có khả năng phong ấn được bọn họ vào vạn giới vấn đề là hắn không địch nổi bọn họ cũng không phong ấn nổi mọi người đều đang tự hồi lúc này một ý chí tỉnh táo trong đầu tô vũ bỗng nhiên lên tiếng đó là đại chu vương đại chu vương nói thiên địa đại đạo của mọi người đều bắt nguồn từ vạn giới có nguồn gốc từ trường hà kỳ thật có thể xem là chi nhánh của trường hà ánh mắt tô vũ sáng lên đại chu vương nói tiếp bệ hạ nếu chi nhánh đại đạo trong thiên địa ngài liên thủ lại thì có thể khống chế thiên địa không y không khai thiên địa nên không biết nếu bọn họ những người nắm giữ khiếu huyệt tại đạo liên thủ lại thì có thể khống chế thiên địa của tô vũ hay không tô vũ chậm rãi nói rất khó ý chí của ta còn tồn tại các ngươi không làm được thương vốn không phải thiên địa chỉ linh cũng không phải thời gian chi chủ khai thiên ta cảm thấy địa vị của thương chỉ như giám thiên hầu mà thôi có lẽ giám thiên hầu có thể khống chế một chút lực lượng trong thiên địa của bệ hạ nhưng hắn có thể ngăn cản mọi người khống chế thiên địa sao không thể mà tiền đề là mọi người có thể khống chế thiên địa của chính mình có thể không thực ra là có nhưng bản thân tô vũ phải mặc kệ không quản nhưng tình cảnh hiện tại rất tương tự với suy đoán này thời gian chi chủ không ở đây thường tương đương với giám thiên hầu ma diễm là kẻ ngoại lai hắc lân là tù nhân bị phong ấn trong thiên địa của tô vũ nếu bây giờ tô vũ không ở đây tù nhân trong thiên địa của hắn quá mạnh ác khách đột kích nô bộc phần chủ vậy đám người dưới trướng hắn có thể phần kháng không có thể đại đạo dung hợp tổng lĩnh khiếu huyệt đại đạo tương dung với nhau dù địch nhân cường đại thì cũng có thể đối phó bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim, chẳng hạn như Đại Chu Vương và Võ Hoàng, hiện giờ một người chấp trưởng 360 thần khiếu, một người chấp trưởng 360 nguyên khiếu, hai người liên thủ với những người khác thì cũng có thể mở ra lực áp chế trong thiên địa của Tô Vũ để áp chế kẻ ngoại lai và địch nhân. Giờ khác này, mọi người đều động tâm, nhân hoàng mở lời, thiên địa của chúng ta vẫn thuộc về thời không trường hà, chỉ cần tăng cường lực khống chế, liên thủ, nghĩ cách dùng hợp đại đạo, chấp trưởng thiên địa thì có thể cướp lại địa bàn và đánh chết ác khách đây là suy đoán rút ra từ gợi ý của hắc lân nếu phương án này không hữu dụng thì chẳng khác gì bọn họ đang tự tìm đường chết trả thiên địa đại đạo về trường hà nếu không thể chấp trưởng tân thiên địa cũng chính là vạn giới thì tất cả chỉ có kết cục là cái chết mà thôi nhưng hiện giờ bọn họ có lựa chọn nào khác không tô vũ vạn thiên thánh và lam thiên đang ở trong trường hà đúng không tô vũ gật đầu hai người bọn họ dung nhập trường hà một phương diện là không kịp rời đi phương điện khác là không muốn đi bọn họ muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cho thương một đòn chí mạng hiện tại thương có quá nhiều đối thủ đại chiến không ngừng không có thời gian xử lý hai người này nhân hoàng lập tức đề nghị có muốn thử không trả thiên địa đại đạo lại cho trường hà thật ra cũng chẳng có nhiều người chỉ có ngươi ta văn lão nhị thái sơn văn ngọc tử linh chi chủ chỉ vậy mà thôi những người khác đang ở trong thiên địa của chúng ta hoặc đang chấp trưởng đại đạo đại đạo đã chấp trưởng cũng là của chúng ta nếu chúng ta trả thiên địa lại trường hà thì có thể cấp lấy quyền khống chế trường hà hay không ta thì sao không đột nhiên mở miệng ta phải làm gì ác phó là nói ta đấy hả hừ ta không phải người như vậy nhân hoàng nhanh chóng nói ngươi ngươi là ngươi là kiếm của chủ mới thời đại thay đổi chủ cũ đi rồi chủ mới thượng vị bản thể của ngươi đã võ tử lâu tình hoa cũng bị thương lấy đi hiện tại ngươi có thể làm kiếm của tân chủ sao lời ngươi nói có về chẳng tốt lành gì vậy nhân hoàng hỏi tô vũ ngươi cảm thấy có hy vọng không tô vũ trầm tư trả thiên địa đại đạo cho trường hà ư nếu thành công thì mọi người cùng vui nếu thất bại mọi người sẽ cùng nhau lên đường cánh cửa phong tỏa vạn giới biến bản thân thành cánh cửa phong tỏa toàn bộ vạn giới trả thiên địa đại đạo trở về mở ra lực áp chế của thiên địa trường hà chấn áp đám người kia chuyện này có thể thành công không e rằng sẽ không đơn giản như vậy hắn ngẫm lại thiên địa của chính mình đám người đại chu vương muốn khống chế thiên địa thì rất khó khăn không phải cứ muốn là có thể nắm giữ nhất định phải có người làm trung tâm đại chu vương hoặc võ hoàng đều được sau đó những người khác phải phối hợp dùng nhập đại đạo cùng nhau khống chế 720 khiếu huyệt, cánh cửa, thiên địa, Tô Vũ dùng hoàn cảnh của chính mình để tự hỏi liệu đám người đại chu vương có thể thuận lợi nắm giữ thiên địa của hắn hay không, suy nghĩ theo hướng này thì có lẽ thật sự có hy vọng, khi đó, dù có người khống chế văn minh trí của hắn thì bọn họ có thể áp chế văn minh trí không, văn minh trí là trung tâm thiên địa của hắn, nếu văn minh trí bị kẻ khác khống chế, ví dụ như giám thiên hầu, vậy thì đám người đại chu vương có thắng được không, Tô Vũ mở họp trong đầu, trong nháy mắt, ý chí mọi người đều xuất hiện, Tô Vũ mở họp trong đầu, trong nháy mắt ý chí mọi người đều xuất hiện tô vũ hỏi hiện tại giám thiên hầu chấp trưởng văn minh trí của ta đại chu vương võ hoàng thực lực các ngươi không bằng hắn quả thật là không bằng tình cảnh rất tương tự tình hình trước mắt vậy phải làm cách nào để cướp lấy quyền khống chế thiên địa của ta từ tay giám thiên hầu đồng thời áp chế y rồi đánh chết y giám thiên hầu cũng đang ở đây nghe vậy y cảm thấy rất bất đắc dĩ sao lại lấy ta ra làm ví dụ đại chu vương nói nếu suy tính dựa theo thiên địa của bệ hạ thì cần tất cả mọi người đều nắm giữ đại đạo dung hợp đại đạo, chống đỡ sự áp chế của văn minh trí. Văn minh trí là căn nguyên đại đạo, không liên thủ thì chúng ta không thể chống lại nó tô vũ gật đầu. Mối chốt ở chỗ lấy ai làm trung tâm, để ai nắm giữ đại đạo, định vị dung hợp như thế nào, tô vũ lại gật đầu. Đại Chu Vương tiếp tục nói, ngoài ra, dựa theo cách nói của thời gian sư, thời không trường hà là đại đạo sau khi hợp nhất, tương tự như khiếu huyệt hợp nhất, bệ hạ, điều này có đúng không? Tô Vũ gật đầu lần nữa, lúc này hắn cũng đang không ngừng tự hỏi. Đại Chu Vương nghe vậy thì lập tức đề nghị, nếu thế thì có một việc cần làm đó là phải làm cách nào để tách phần bản thân đã khống chế ra khỏi đại đạo khiếu huyệt đã hợp nhất tách ra tô vũ ngây người có cần làm vậy không đại chu vương đáp phải tách ra nếu không chẳng lẽ bệ hạ có thể trực tiếp khống chế trường hà ư không thể nếu có thể thì ta còn cần nghĩ cách gì nữa đại chu vương đề nghị nếu lam thiên còn sống thì có thể để hắn thử phân tách trường hà hợp nhất trường hà chỉ thư có khả năng khống chế đại đạo rất mạnh nếu phân tách trường hà trường hà chỉ thư cũng sẽ phân tán bệ hạ Chúng ta chia tách tất cả đại đạo trong thiên địa của ngài thì văn minh trí vẫn có lực khống chế tuyệt đối như bây giờ sao? Tô Vũ phán đoán, cảm thấy là không thể, nếu có ý chí của mình thì được, nếu chỉ trông cậy vào một quyển sách và giám thiên hầu thì chắc chắn sẽ mất khống chế, không thể hoàn hoàn nắm giữ thiên địa đại đạo. Giờ Lam Thiên phải chia tách thiên địa đã hợp nhất. Lúc trước Văn Ngọc từng nói rằng thời không trường hà là dạng trạng thái khiếu huyệt hợp nhất cuối cùng, Lam Thiên có thể làm được không? Rất khó, tuy rằng Lam Thiên chấp trưởng vạn đạo, tu thương sinh đạo, nhưng muốn dùng thực lực y để chia tách đại đạo thì vẫn cực kỳ khó khăn. Vạn Thiên Thánh cũng ở đó, nếu hai người bọn họ liên thủ thì có thể thử một phen, nhưng có lẽ bọn họ chỉ có thể phân cách một bộ phận, chưa chắc đã tách được toàn bộ. Chấp trưởng thiên địa vạn giới không phải quá trình bản thân mạnh hơn một mình. Tô Vũ vẫn luôn nghĩ rằng chỉ khi mình cường đại thì mới có thể xử lý đối thủ, nhưng thực tế không phải là như vậy. Địch nhân yếu đi cũng giống như người mạnh lên, hiện tại nếu có thể chấp trưởng vạn giới, mặc kệ trong đó có bao nhiêu lực lượng, nhưng nếu có thể áp chế đối thủ thì sẽ suy yếu được kẻ đói địch nhân yếu đi thì ta mạnh hơn đại chu vương lại lên tiếng sau khi phân tách đại đạo bệ hạ quen thuộc vạn đạo ngài có thể tập hợp chấp trưởng một bộ phận đại đạo những người bên phe nhân hoàng bệ hạ cũng có thể phụ trợ dung hợp cùng đám đại tần vương chấp trưởng đại đạo mình am hiểu cuối cùng tập hợp lại cho bệ hạ nếu ta vào võ hoàng đơn độc đối đầu với giám thiên hầu vậy chúng ta chắc chắn không bằng giám thiên hầu chấp trưởng văn minh trí tuy nhiên nếu mọi người phối hợp với chúng ta để khống chế thiên địa của bệ hạ thì chúng ta có thể giết được giám thiên hầu tô vũ nghiêm túc lắng nghe bạch phong bỗng nhiên xen vào đồ đệ không phải ngươi vẫn luôn nói rằng thiên địa tứ phương trên trời dưới đất đều là ngươi sao tô vũ ngẩn ra đúng là hắn từng nói như vậy bởi vì ta muốn tu vũ trụ văn minh chỉ đạo nếu ngươi hóa thành môn bao phủ vạn giới vậy thiên địa tứ phương chính là của ngươi không gian phong tỏa ánh mắt tô vũ khẽ dao động bạch phong cười ha hả thật ra sau khi khống chế trường hà sẽ có rất nhiều nan đề ví dụ như phải làm sao để nhốt địch nhân không cho bọn họ chạy thoát đây là một biện pháp tốt vũ đạo có lẽ cũng là môn đạo dùng môn làm vũ khống chế tứ phương tô vũ dao động môn làm vũ nắm giữ không gian tứ phương bên trong cánh cửa kỳ thật bản thân tô vũ đã từ bỏ vũ đạo bởi vì không có nhiều cảm ngộ không tiến bộ bao nhiêu xuyên qua không gian một chút thì được còn những chuyện khác thì gần như là bất khả thị nếu không thể nắm giữ tứ phương thiên địa chân chính vậy nắm giữ thiên địa nho nhỏ trong cánh cửa thì có thể không phải ngăn chặn mọi đường thoát của địch nhân bạch phong lại nói mà ban nãy ta có nghe hắc lân nói rằng thời gian có thể chảy ngược hay không đồ đệ ngoan ngươi cảm thấy thời gian sẽ chảy ngược được không không tô vũ lập tức phủ định chuyện này hoàn toàn không có khả năng nhưng nếu là thiên địa của ngươi thì sao ngươi có thể khiến thời gian chảy ngược trong thiên địa của mình không tô vũ nhíu mày không thể ta có thể áp dụng chậm chạp đình chỉ phong ấn gia tốc nhưng không thể làm thời gian quay ngược huống chỉ làm thời gian quay ngược thì có nghĩa lý gì tô vũ cảm thấy thời gian chảy ngược chẳng có ích lợi gì có thể khiến địch nhân quay về lúc là một đứa trẻ chắc bạch phong nhẹ giọng hỏi ta nghe nói tử linh chi chủ thu thập lực lượng căn nguyên ngươi có làm vậy không trước kia thì không hiện tại thì có hơn nữa ta đã hóa thành nhân môn nhân môn vốn có tác dụng thu thập căn nguyên bạch phong trầm mặc một hỏi rồi lại lên tiếng sinh linh vạn giới không chỉ có mình ngươi còn có rất nhiều người khác bọn họ đều gánh vác linh lực vạn giới nếu trong thời khắc toàn bộ sinh linh vạn giới chết đi kể cả mấy người nhân hoàng cũng chết ngươi đóng băng thời gian chờ ngươi giết địch nhân xong thì có thể khiến căn nguyên trở về vạn linh sống lại không tô vũ hít sâu một hơi hắn đã hiểu ý bạch phong bạch phong lại nói nhiều ý chí có khả năng quấy nhiễu đến ngươi ngươi có thể đóng băng ý chí và căn nguyên mọi người khiến thời khắc đó đình trệ được không nếu ngươi có thể làm được thậm chí có thể dùng việc hủy diệt vạn giới làm cái giá phải trả chấp trường lực lượng trường hà không bị mọi người quấy nhiễu bộc phát ra thực lực xưa này chưa từng có chỉ cần ngươi có thể chém giết địch nhân vậy ngươi có thể đưa căn nguyên mọi người trở về và sống lại tô vũ hít sâu một hơi thời gian đình trệ nói cách khác hắn phải đưa vạn giới tiến vào trạng thái đình trệ hắn có thể làm được không nếu là ở trong thiên địa của tô vũ thì hắn có thể thử mà rất có khả năng là hắn làm được bạch phong thử hỏi hay là ngươi thử xem thử thế nào đại chu vương gật đầu ngài có thể thử ở thiên địa của chính mình chúng ta đột nhiên tử vong ngài thử xem mình có thể ngưng lại thời khắc chúng ta tử vong hay không trong nháy mắt đình trệ đó ngài chém giết đối thủ rồi hỏi sinh chúng ta đừng đùa tô vũ suýt nữa muốn mắng người đùa à lúc này những người khác cũng sôi nổi mở miệng có thể thử xem ba nãy chúng ta đều nghe được lời hắc lân và nhân hoàng nói nếu có thể chấp trưởng vạn giới hóa vạn giới thành thiên địa của ngài vậy ngài phải làm vậy để vứt bỏ tất cả quấy nhiễu rút ra tất cả lực lượng vạn giới phong ấn vạn giới tô vũ trầm giọng có lẽ không cần rút ra lực lượng vạn giới ta vốn là tu giả 44 đạo nếu có thể chấp trưởng vạn giới thì không cần mạo hiểm thử loại thủ đoạn này nếu không thể thì sao bạch phong mở miệng nếu ngươi không thể cướp lấy quyền khống chế với thương thì sao khi vạn vật mất đi nếu lúc đó thương chưa chuẩn bị trường hạc cũng sẽ tiến vào trạng thái mất đi ấy khi đó nếu ngươi có chuẩn bị thì ngươi có thể cướp lấy quyền khống chế đây cũng là một vấn đề nếu tô vũ không cướp được thì phải làm thế nào Đại chu vương ủng hộ biện pháp này, không tôi, ngài có thể thử xem, chúng ta sẽ mất đi cùng lúc, để xem văn minh trí có mất khống chế hay không. Nếu mất khống chế thì phương pháp này có thể tiến hành, nếu không, khi kế hoạch bại lộ, thiên địa của các ngài đã trở về trường hà mà không thể cấp lấy quyền khống chế thì sẽ rất tiền toái. Chỉ cần ngài có thể đình trệ thời gian trong khoảng khắc đó, vậy thì mọi người sẽ không chết, có thể sống lại. Bệ hạ đã tới nông nỗi này rồi, hãy liều một lần đi. Có lẽ chúng ta sẽ thành công tâm trí tô vũ rối bởi với muôn vàn suy nghĩ, cướp lấy quyền khống chế dùng vũ đạo hoặc có thể nói là môn đạo phong tỏa tứ phương vừa giam cầm đối thủ vừa phòng ngừa căn nguyên vạn giới tết ra ngoài dùng trụ đạo ngưng động thời gian đóng băng căn nguyên làm vạn vật sống lại nhưng hắn không làm được đây là lần đầu tiên hắn không tin tưởng bản thân như vậy hắn lĩnh ngộ vũ trụ đạo ngộ quá mức nông cạn môn đạo thì còn được nhưng việc ngưng động thời gian dù chỉ là trong nháy mắt thì tô vũ vẫn cảm thấy bất khả thi giờ phút này đại chu vương lại mở miệng ban nãy hắc lân nói những lời kia có phải là muốn nhắc nhở bệ hạ hay không dùng thủ đoạn bình thường để tách đại đạo thì có lẽ cũng không thể khống chế trường hà nhưng cướp quyền khống chế của thương thì sao chỉ có thể cướp lấy quyền khống chế trường hà chỉ thư ư tô vũ đột nhiên nhìn về nơi xa hắn lên tiếng ta sẽ trở thương chết đại chu vương trầm giọng không được bệ hạ nếu chờ đợi mà diễm cướp lấy trường hà chỉ thư trước thì bệ hạ có còn cơ hội nào không hắn sẽ nuốt vạn giới vạn giới chắc chắn sẽ diệt phong tô vũ hít sâu một hơi rồi nói có lý vậy nên tử lão và nhân hoàng hãy làm việc này ta phụ trợ ta chấp trưởng nhân môn phong ấn vạn giới tô vũ không muốn làm hắn chỉ muốn phụ trợ người khác tô vũ nói tiếp nếu hai người không làm được thì có thể để văn ngọc hoặc văn vương thử xem ta phụ trợ các người ta nhất định sẽ phong ấn bọn họ không cho bọn họ chạy thoát cũng sẽ không để căn nguyên vạn giới trôi đi thực lực chênh lệch một chút cũng không sao đều là chấp trưởng trường hà ai không chế cũng như nhau hắn vừa dứt lời từ linh chi chủ đã lạnh lùng từ chối ta chủ tử tạo không làm được tô vũ nhanh chóng nói ngài có thể không phải ngài muốn mất trường hà sao Tử lão, hãy thử đi, ngài cũng có 42 đạo lực lượng, ngài thật sự có thể làm được tử linh chi chủ trực tiếp nhắm mắt, không để ý tới hắn. Nhân hoàng cũng từ chối, đừng nhìn ta, ta không làm được, ta không hiểu gì về thời gian chỉ đạo, cũng không nghiên cứu chút nào. Ngươi tìm ta là hỏi sai người rồi tiếng cười suy yếu của văn vương truyền đến, ta miễn cưỡng đạt đến 36 đạo, ngươi lại muốn ta chấp trưởng 45 đạo hoặc mạnh hơn nữa ư? Ừ, ta có làm được không? Chắc chắn ta sẽ mất khống chế ngay lập tức, ngươi đủ khả năng chỉ có ngươi, lão đại, tử linh chi chủ ít nhất lão đại từng nắm giữ 39 đạo lực lượng, còn để ta thử thì tuyệt đối sẽ mất khống chế chỉ ba người các ngươi có hy vọng, những người khác không làm được. Vậy nhân hoàng làm đi nhân hoàng không đồng ý, không được, ta đã nói rồi, ta không quen thuộc vạn giới hiện tại, cũng không thể khiến vạn giới đột nhiên mất đi, ngươi thì có khả năng thành công. Nếu vạn giới còn người tồn tại, có lẽ nhân tộc và tam đại tộc sống sót nhiều nhất, đám người hạ hồ vưu nghe ngươi, người bên phía Madana tuy là địch nhân nhưng bọn họ cũng sẽ nghe ngươi, ngươi ra lệnh thì mới có khả năng khiến toàn bộ bọn họ chết đi ta có thể làm được vậy không? Nếu chưa ngươi hạ mệnh lệnh thì ta cũng không thể bắt thời cơ trong nháy mắt, vậy nên việc này chỉ có ngươi và Từ Linh chi chủ có thể làm được giờ khắc này, trận chiến bên kia đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, mấy người Tô Vũ bên này lại đang trốn tránh trách nhiệm, Tô Vũ không muốn làm, Từ Linh chi chủ luôn muốn nuốt trường hào cũng không muốn, nhân hoàng lại càng không, nếu trong kế hoạch này có chút sơ ý thì có khả năng vạn giới còn chưa bị nuốt thì đã bị bọn họ hủy diệt, Tô Vũ bực bội, ta đã nói rồi, ta sẽ phụ trợ các ngươi, ta chấp trưởng môn đạo, ai đó hãy chấp trưởng đại đạo khác chấp trưởng thiên địa, khống chế thời gian chỉ đạo, kỳ thật chuyện này không liên quan đến thời gian chi đạo, chủ yếu là khiến vạn giới đình trệ trong nháy mắt là được, có thể coi nó là phong ấn, giam cầm chi đạo không ai đáp lời, Nhân hoàng và Tử Linh chi chủ giả chết, nhắm mắt dưỡng thương, khung bỗng lên tiếng, hay để ta thử xem, mấy người Tô Vũ đều muốn mắng người, Cút, ngươi ư, vậy thì vạn giới chờ chết đi, không có đường sống nào đâu, Tô Vũ, có lẽ đây là lối thoát duy nhất giờ phút này, Nhân hoàng không mở miệng cũng không được, y thở dài nói, vận mệnh vạn giới giao cho ngươi thôi chúng ta già rồi ngươi đành lòng ép chúng ta làm chuyện mạo hiểm thế này sao từ linh chi chủ dầu dĩ đừng trì hoãn nữa không thì thương sẽ thật sự bị giết mà diễm cướp được trường hà lúc đó thì xong hết rồi hiện tại là cơ hội duy nhất nếu không dù thương thắng hay ma diễm thắng thì tô vũ cũng đều không có kết cục tốt nếu thương chết thì lại càng phiền toái nhân hoàng nhắc nhở ngươi đừng quên chỉ mình ngươi có kinh nghiệm dung đạo có lẽ văn ngọc cũng biết một chút nhưng nàng chỉ có lý thuyết chưa thực sự khống chế trong thực tế ấy. ngươi mới là người đầu tiên làm được văn ngọc cũng nói không sai ta chỉ nói mà thôi, ta không có thời gian thử, cũng không có kinh nghiệm. Tô Vũ, người có nhiều kinh nghiệm nhất, những người khác đều không bằng ngươi, không phải ngươi vẫn luôn muốn làm lão đại sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn ư? Muốn cái rắm. Trong thời điểm này, hắn rất muốn vứt bỏ tất cả, mặc kệ mọi chuyện, lão tử giúp các người đánh nhau là được, ta không muốn làm người hạ lệnh và ra quyết định. Tử lão, câm miệng, Tử Linh chi chủ quát, ta bị thương nặng, đang chữa thương, đừng làm phiền ta. Đồ hèn, ngươi như vậy mà còn dám đòi cắn nuốt thời không trường hà phi tô vũ thầm mắng hắn có chút dối rắm hắn có thể khiến thời gian đình trệ trong nháy mắt không hắn có thể thử trong thiên địa trước không cần để bọn họ thử chết cứ trực tiếp thử ngưng động thời gian và không gian là được tô vũ đã có quyết định hắn nhanh chóng bắt đầu thử nghiệm phong tỏa không gian trong thiên địa của hắn không khó nhưng ngưng động thời gian tô vũ thử một chút thiên địa đột nhiên an tĩnh nhưng ngay sau đó vang lên thanh âm chấn động như có thứ gì đó rách nát tất cả như thường thời gian vẫn trôi không hề động lại thời gian tô vũ lập bầm thời gian động lại không cần nghĩ thời gian quá phức tạp cái gọi là thời gian trôi đi cũng chỉ là khái niệm tương đối khiến tất cả đều đình chỉ trong một khu vực thì chính là phong ấn thời gian trong khu vực này thậm chí có thể phân nó cùng loại với không gian hoàn toàn phong ấn không gian kể cả ý chí suy nghĩ ý tưởng vậy thì đó chính là thời gian đình trệ đúng vậy coi nó là không gian chỉ cần phong ấn và giam cầm nhiều đại đạo có lẽ có thể thử xem tô vũ thử lại trong nháy mắt thiên địa động lại dường như tất cả đều ngưng động nhưng tô vũ lập tức phát hiện vấn đề mới hắn không thể phong tỏa lực lượng căn nguyên. Bản thân nhân môn có thể phong tỏa căn nguyên, ít nhất sẽ không để căn nguyên tràn ra, nhưng cần người phối hợp thì mới làm được Tô Vũ lại nhìn Tử Linh chi chủ, Tử lão, ngài chấp trưởng Tử Linh giới vực nhiều năm, cũng biết phương pháp rút căn nguyên, ngài đã bảo tồn căn nguyên những người đã chết, kỷ lục cao nhất của ngài là bảo tồn bao nhiêu căn nguyên cùng lúc? Kỷ lục cái gì? Tử Linh chi chủ cảm thấy ra đầu tê dại, ngươi định bảo ta giúp ngươi củng cố căn nguyên à? Đúng, nếu mọi người cùng nhau mất đi, đó không phải chỉ là một đến hai người mà là hàng tỷ sinh linh ta không biết vạn giới còn bao nhiêu người sống sót, có lẽ rất nhiều người đã chết nhưng dù sao cũng phải còn ít nhất một tỷ người. Ngài có thể giúp ta củng cố căn nguyên bọn họ trong nháy mắt mất đi không? Từ linh chi chủ đau đầu, người coi trọng ta thật đấy Tô Vũ bỗng nói, nhân tộc quan trọng nhất, tiếp theo là minh tộc, tiếp đó là tam tộc và biên giới khác, có thể giữ được bao nhiêu thì giữ, chết một đám cũng không sao. Cảm ngộ về phong ấn, giam cầm đại đạo của ta không tệ nhưng rất khó không chế được căn nguyên Tô Vũ lộ về nghiêm túc, vậy nên không liên thủ thì rất khó thành công chúng ta phải phối hợp mới được tử linh chi chủ hít sâu một hơi có thể thử xem vậy là tốt rồi tô vũ ngẫm nghĩ rồi lại nói vậy nhân hoàng nhân hoàng nói thẳng sau khi ta và tử linh chi chủ trả thiên địa về trường hà hắn có thể dùng ý chí khống chế căn nguyên ta thì hình như không có năng lực làm gì am cả vớ vẩn đương nhiên là có tô vũ lập tức quyết định nhiệm vụ của ngài rất đơn giản vạn giới cần mất đi cùng lúc vấn đề không phải tất cả mọi người đều nghe lời ta ta không thể bắt mọi người cùng chết được đúng không vậy nên ngài có thể để đạo lừa đảo của ngài lan đến vạn giới cho nhân hoàng đại đạo bao trùm thiên địa dù chỉ có thể ảnh hưởng trong nháy mắt thì vậy cũng đủ rồi khi đó ta có thể lấy thân phận nhân chủ lệnh cho mọi người cùng chết đạo lừa đảo cái gì nhân hoàng không vui tuy nhiên y vẫn chú ý đến vấn đề chính tràn ngập vạn giới ư không dễ đâu tô vũ bình thản nói vậy ngài không chế vạn giới cùng tới chiến đi thôi ngươi coi như ta chưa từng nói gì đi nhân hoàng miễn cưỡng đáp ta sẽ cố gắng hết sức tô vũ an bài nhiệm vụ vậy nhân hoàng phụ trách khống chế sinh linh vạn giới nghe lệnh dù sao bọn họ cũng chỉ là kẻ yếu, chắc phần lớn sinh linh sẽ bị ảnh hưởng, còn vài kẻ không bị ảnh hưởng thì mặc kệ bọn họ, đại đa số là đủ rồi. Đến lúc đó, ý chí cường đại dao động càn quét, nếu ý chí những người đó còn tồn tại, bị càn quét xong cũng sẽ chết, kẻ không nghe lời, ta quan tâm bọn họ làm gì có đôi khi Tô Vũ rất nhẫn tâm. Từ Linh chi chủ phụ trách giữ lại căn nguyên của những người mất đi còn Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh thì phụ trách tách Trường Hà Đại Đạo thời điểm vạn giới mất đi chính là lúc dễ dàng tách ra nhất, nhưng việc này cần Văn Ngọc phối hợp, Văn Ngọc ngươi và văn vương hãy trợ giúp bọn họ cùng tách đại đạo văn ngọc và văn vương đồng thời đáp ứng tô vũ lại nói những người khác cũng vậy trước khi mất đi cần xuất lực hủy hoại đại đạo còn khung ngươi cũng có nhiệm vụ khung dầu dĩ hỏi ta phải làm gì ngươi kiềm chế thương tô vũ giải thích nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng trong nháy mắt vạn giới mất đi có lẽ trường hà chỉ thư trong tay thương sẽ mất khống chế nhưng lão rất mạnh có thể nhanh chóng phản ứng lại có khả năng sẽ quấy nhiễu việc khống chế vạn giới của ta lúc này ngươi chỉ cần làm một thôi đó là hốt hốt không sửng sốt tô vũ nói đúng vậy hút lão quấy nhiễu lão các ngươi vốn đồng nguyên lão mất khống chế trường hà phần lão chủ yếu khống chế là lực lượng thương khung kiếm khi đó ngươi phải kiềm chế lão cho ta cơ hội cướp lấy quyền khống chế vạn giới khung suy xét một chút rồi mở miệng có thể nhưng chắc ta không thắng được hắn đâu tô vũ bất lực hừ khi đó lão sẽ muốn lấy lại quyền khống chế trường hà chỉ thư trước ngươi nghĩ lão sẽ thèm hút rác rời về chắc không tức giận tô vũ ngươi nói thế là có ý gì tô vũ ho khan một tiếng vội vàng biện dài ta không nói ngươi, ta muốn nói rằng lão sẽ không nghĩ đến chuyện hút lực lượng dư thừa năm xưa trở về má nó, câu này cũng vậy chứ khác gì, Khung thực sự tức giận, tô vũ vội trấn an ông ta, đừng nóng, nếu lần này ngươi thành công thì ngươi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, bây giờ thì thương đang tạm chiếm cái danh ấy rồi khung hùng hùng hồ hồ, tô vũ lại nói, tới lúc này, mọi người đều gấp sức đi, đừng nhàn rỗi, đại chu vương, các ngươi đều có kinh nghiệm tách đại đạo, lúc trước chúng ta đã từng làm cùng nhau, làm giết quen tay, mọi người đều từng trải qua, đúng không? mọi người bật cười. trải qua rồi. lúc trước khi tô vũ đục lỗ trộm lực lượng trong thời không trường hà, mọi người đều tham dự. bên kia võ vương bỗng mở miệng. ai cũng có nhiệm vụ, còn ta thì sao? chuyện này hơi xấu hổ. tạm thời tô vũ chưa biết dùng võ vương cho việc gì. hắn ta không biết hủy đại đạo, không biết giữ căn nguyên, không thể ảnh hưởng đến thương, cũng không thể lừa dối sinh linh vạn giới chịu chết, còn không thể chấp trường thiên địa. tạm thời hình như võ vương thật sự vô dụng. tô vũ suy xét một chút rồi quyết định, người phụ trách ghi hình đi. đây mà cũng tính là nhiệm vụ ư? Võ Vương bực bội, Võ Hoàng trào phúng, Thái Sơn, người to mồm, đến lúc đó có thể mắng chửi người ta, mắng thương đi, khiến hắn ngay người chịu trận, vậy cũng tính là một công lớn để tô Vũ cảm thấy rất có đạo lý. Võ Hoàng, giọng ngươi cũng rất lớn, năm đó mắng Thái Sơn không tệ, lần này ngươi và Võ Vương cùng nhau phối hợp, dù sao các ngươi cũng không có chuyện gì để làm, hãy chửi mắng đối thủ nhiệt tình vào để đánh lạc hướng lão Võ Hoàng lập tức cầm miệng. Võ Vương cười lạnh, được, cứ vậy đi. Võ Hoàng không biết xấu hổ trào phúng hắn ta. Ừ, giờ ai cũng có nhiệm vụ chỉ hai người bọn họ không có việc gì, chỉ cần mắng chửi người ta là được, có ai mà không biết mắng chửi chứ. Nhân hoàng mở miệng, Tô Vũ, nếu Hắc Lân đã đưa ra gợi ý như vậy chứng tỏ hắn biết, hoặc có thể nói rằng hắn hy vọng chúng ta làm thế. Ngươi cảm thấy Hắc Lân có vấn đề gì không? Có khi nào hắn sẽ cướp lấy quyền khống chế Trường Hà ở thời khắc mấu chốt không? Ngươi đừng quên, hắn còn đang nắm giữ ba thành lực lượng Trường Hà. Lẽ nào hắn muốn lợi dụng chúng ta để cướp lấy toàn bộ quyền khống chế Trường Hà? Tô Vũ trầm mặc một hỏi rồi lắc đầu, không đâu nếu hắn muốn làm vậy thì đã chẳng chạy trốn thời gian chi chủ dùng trường hà này để giam cầm hắn là lồng giam của hắn tù nhân sẽ muốn cướp lấy lòng giam trở thành tồn tại vĩnh sinh bất diệt luôn bị giam giữ trong lồng sao tô vũ có cảm giác rằng nếu hắc lân không được tự do thì y tha chết còn hơn y không muốn sống lại nhân hoàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu kỳ thật mọi người đều cảm thấy vậy hắc lân không có hy vọng trốn thoát dù ai thắng dù trường hà bị cắn nuốt hay được bảo hộ thì kết cục của hắc lân đều sẽ không tốt hắc lân mới là người ở trong tình cảnh tuyệt vọng chân chính y không có cơ hội nào muốn thoát khỏi trường hà này thì có lẽ cần thời gian chi chủ trở về đây hoặc là đám người tô vũ tìm ra biện pháp thả y rời đi nhưng hắc lân mang ba phần lực lượng trường hà y có thể đi được sao tô vũ không muốn nói đến hắc lân nữa hắn trầm giọng phân phó chuẩn bị động thủ chúng ta phải trở lại vạn giới ta hóa môn phong ấn tất cả mọi người trong lúc nhất thời mọi người dâng trào cảm xúc giả rào mọi người đều có thể tham dự trận chiến này không cần biết là vô ra bao nhiêu công sức nhưng ít nhất là có thể góp công góp sức tự nắm giữ vận mệnh chính mình mọi người hít sâu một hơi tô vũ lập tức bay đi mà ở nơi xa thương vốn đang bị ma diễm thiêu đốt toàn thân bốc khói chợt thấy vui vẻ trong lòng bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube di các phim tô vũ tới giúp ta ư nếu không phải thì tô vũ không cần tham chiến vào lúc này ánh mắt ma diễm trở nên lạnh lùng đáng chết cuối cùng hắn vẫn tới hắc lân và tô vũ quá phiền phức tô vũ đột nhiên quát kéo ma diễm tiến vào vạn giới khai chiến thương chân chờ nhưng ở ngoài hay ở trong vạn giới thì đều không khác biệt gì hơn nữa lão đang sắp chết nếu tô vũ không tham chiến thì lão căn bản không thể địch nổi ma diễm có điều tô vũ đã nói thế lão không thèm nghĩ nhiều dù sống hay chết thì cũng phải đánh cuộc một lần trong nháy mắt trường kiếm lại biến thành trường hà thường lập tức chui vào trong ánh mắt ma diễm thay đổi hắn ta hơi lạnh một tiếng rồi cũng chui vào theo đi vào thì sao lúc trước mọi người đã chiến đấu trong vạn giới rồi hắc lân cười như không cười nhìn thoáng qua tô vũ y đạp không theo vào hiển nhiên y đã đoán được gì đó tô vũ không để tâm hắn lập tức chui vào trường kiếm trong trường kiếm chính là vạn giới toàn bộ trường kiếm đều là vạn giới vừa tiến vào tô vũ đã hóa thành cánh cửa sống hay chết phụ thuộc vào ván cược này nếu lần này thành công trận chiến hoàn toàn kết thúc nếu thất bại thì tất cả cũng sẽ kết thúc bởi vì tất cả mọi người đều sẽ chết vừa tiến vào trong người động thủ đầu tiên chính là nhân hoàng nhân hoàng không nói lời nào vừa tiến vào đã bay ra khỏi cơ thể tô vũ khi tô vũ hóa thành môn thiên địa của y cũng hiện lên rồi vỡ tan vô số lực lượng đại đạo xuất hiện bao trùm nhân cảnh cũng có thể nói rằng vạn giới lúc này chỉ còn lại một giới vạn giới quy nhất vô số lực lượng bao trùm thiên địa đó là trách nhiệm đại đạo mỗi người đều có trách nhiệm xuất lực vì trận chiến cuối cùng này khi đại đạo giật tán thương và ma diễm liền biến sắc nhân hoàng tự tiêu tán thiên địa lực lượng bao trùm quá rộng tuy không có chút ảnh hưởng nào đối với ma diễm và thương bởi vì nó quá mỏng manh nhưng cỗ lực lượng ấy lại có ảnh hưởng rất lớn đối với đám kẻ yếu lúc này thanh âm tô vũ vang vọng thiên địa sinh linh vạn giới không muốn chết không muốn hủy diệt thì phải nghe ta toàn bộ cùng tự bạo vì chủng tộc vì vạn giới tự phá khiếu huyệt xua tan nguyên khí tiếng quát chói tay vang vọng tứ phương toàn bộ thiên địa đều an tính cùng với lực lượng thiên địa của nhân hoàng giật tán bấy giờ khắp nơi đều có động tính trong nhân cảnh thiên địa vẫn luôn dao động kịch liệt không ít người đã chết nhưng hạ hồ vưu và những cường giả khác vẫn luôn cố gắng che chở nơi này hiện giờ nghe được giọng nói của tô vũ dù không bị lực lượng của nhân hoàng ảnh hưởng thì hạ hồ vưu vẫn tin tưởng lời tô vũ nói tuyệt đối hạ hồ vưu cao giọng hô tự phá khiếu huyệt xua tan nguyên khí tin tưởng vũ hoàng chúng ta tất thắng oanh cậu là người đầu tiên tiên phong hủy hoại toàn bộ khiếu huyệt xua tan tất cả nguyên khí quanh cậu các phủ chủ lộ biểu tình phức tạp có điều rất nhanh sau đó cũng đồng loạt làm theo tu giả tự hủy khiếu huyệt xua tan nguyên khí thì kết cục chỉ có con đường chết nhưng giờ khác này đám người hạ hồ vưu hoàn toàn tin tưởng tô vũ nhân tộc trong nhân cảnh cũng đều nhất mực tuần theo lời tô vũ đưa xuống cùng lúc đó gần nhân cảnh madana nhìn về phương xa hít sâu một hơi rồi ra lệnh nghe lệnh hắn ma quân âm um, madana đánh gục kẻ vừa lên tiếng lạnh lùng nói muốn chủng tộc tồn tại muốn báo thù thì hãy nghe ta kẻ nào không làm theo chết rồi thì đừng oán trách oanh đại đạo đứt đoạn khiếu huyệt sụp đổ nguyên khí tản đi ma nà tức khắc trở nên già nua khí tức mỏng manh ánh mắt phần đục ý chí bắt đầu tiêu tán phía sau cường giả vạn tộc thấy thế thì không do dự nữa bọn họ gầm lên đi theo ma quân oanh từng âm thanh khiếu huyệt vỡ nát vang lên có lẽ bọn họ sẽ chết nhưng bọn họ tin tưởng ma quân đây là người thừa kế được đám người thiên cổ vệ hạ lựa chọn để dẫn dắt bọn họ quật khởi trong nháy mắt này vô số người quyết đoán tự sát toàn bộ vạn giới tràn đầy nguyên khí giật tán lực lượng đại đạo tràn ra nguyên khí lực lượng quy tắc trong vạn giới đột ngột nồng đậm hơn rất nhiều sắc mặt thương hoàn toàn thay đổi bởi vì lúc này trường hà chỉ thư đột nhiên dao động dường như nó muốn hấp thu lực lượng của những người đã chết đi lão còn chưa kịp phản ứng thiên địa của văn ngọc và văn vương đã sụp đổ đại đạo trở về thiên địa ngay sau đó tử linh chi chủ hét to một tiếng ý chí củng cố căn nguyên sinh linh trong thiên địa thiên địa của hắn ta cũng sụp đổ vô số tử khí tràn ra từng đạo ý chí lực dũng mãnh tràn vào thời không trường hà cùng lúc vô số làm thiên hiện lên nhanh chóng phân tách đại đạo trường hà chỉ thư rung động càng thêm kịch liệt không quát trói tai điên cuồng hút lấy thương sắc mặt ma diễm xanh mét hắn ta muốn ra tay nhưng hắc lân lại hiện lên mỉm cười nói như vậy mới thú vị không phải sao ma diễm tái mặt thú vị tổ tông ngươi hắc lân ngươi chán sống rồi oanh ma diễm đánh hắc lân cả người y bùng cháy nhưng y lại tươi cười ra mặt chuyện này rất thú vị đấy ma diễm ngươi không hiểu đâu bên trên tô vũ hóa thành một cánh cửa khổng lồ phong tỏa toàn bộ thiên địa hắn muốn khống chế thiên địa tứ phương một cỗ ý chí lực cường đại dũng mãnh tràn vào trong trường hà cướp lấy quyền khống chế trường hà nếu thành công hắn sẽ thắng nếu thất bại hắn sẽ chẳng còn gì để mất vạn giới cùng mất đi trường hà dao động kịch liệt thương mất đi quyền khống chế trường hà chỉ thư còn bị khung điên cuồng hấp thu khiến lão tức giận giống to dù lúc này Tô Vũ không dung thiên địa thì cũng có cơ hội chém giết thương, nhưng nếu muốn giết ma diễm thì vẫn chưa đủ, mà Tô Vũ thì muốn xử lý toàn bộ bọn họ. Bấy giờ, thiên địa của Tô Vũ cũng đang sụp đổ rồi nhanh chóng dung nhập vào thời không trường hà, lực lượng hắn vốn lấy từ trường hà giờ trả lại cho chủ cũ. Trong trường hà, vô số lam thiên và vạn thiên thánh hiện lên, ý chí những người khác đều bùng nổ. Tách ra, phân tách đại đạo cho Tô Vũ khống chế, trải vuốt đại đạo một lần nữa, thậm chí là lấy văn minh trí làm cơ sở để sinh ra tân trường hà chỉ thư, văn vương Phan Ngọc, những người này đều điên cuồng tách đại đạo, toàn bộ trường Hà giết gào kịch liệt, thời không trường Hà củng cố ngàn vạn năm giờ đây bị chia rẽ, bị phân tách, nơi xa, Hắc Lân bỗng nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, kiếm của y phát ra hắc quang vô cùng lộng lẫy, lực lượng diệt thế bùng nổ, y quyết tuyệt xông tới tấn công ma diễm, ba thành lực lượng trong trong trường Hà chỉ thư thuộc với y bị tiêu hao nhanh chóng, y không thể thoát khỏi chúng nhưng y có thể tiêu hao hết lực lượng này để Tô Vũ nắm giữ càng nhiều lực lượng trường Hà hơn, Tô Vũ, Hắc Lân hô lớn, oanh, trường kiếm chiếu rọi chư thiên ma diễm cũng giống lên một tiếng đánh ra một quyền mang theo ngọn lửa diệt thế đốt cháy hắc lân nhưng hắc lân vẫn quấn chặt ngăn cản hắn ta chờ một lát chờ thêm một lát tô vũ có thể thành công nhất định có thể chỉ cần tô vũ thành công thì mọi chuyện đều có hy vọng giờ khác này tô vũ hóa thành cánh cửa phong tỏa hư không sau đó khiếu huyệt tô vũ lan tràn bản thân đại đạo dung nhập thiên địa còn thân thể hắn thì trực tiếp hóa thành thiên địa khiếu huyệt mở ra nhanh chóng dung hợp thời không trường hà làm thiên quát kéo đài đại đạo dung nhập khiếu huyệt của tô vũ xây dựng tân thiên địa, dứt lời, y hóa thành ngàn vạn phân thân rồi dung hợp thành 725 lam thiên. Mỗi lam thiên đều nối với một thông đạo, liên kết với khiếu huyệt của Tô Vũ, lam thiên hét to, dùng ta làm đường, tách đại đạo, dung đạo dùng y làm con đường để kết nối với Tô Vũ, phần tách trường hà cho Tô Vũ dùng hợp, oanh. Lam Thiên phân liệt thành 720 thông đạo cho nên khó lòng thừa nhận lực lượng Trường Hà lan tràn, giờ phút này thời không Trường Hà dao động quá mạnh, thấy thế, Vạn Thiên Thánh tức khắc hóa thành mười mấy đạo, ông mở miệng, tất tình lục dục đạo để ta, thân ảnh vạn thiên thánh lan tràn đem lực lượng đại đạo nối liền thiên địa nối với tô vũ sau đó lại có một cỗ khí tức màu đen ập tới lưu hồng chủ động nhận việc từ đạo để ta đại chu vương cũng mở lời lặng im cấm chế chỉ đạo để ta các vị cường giả liên tiếp ra tay bản thân hóa thành thông đạo thay thế nhánh sông hòa nhánh sông thành thông đạo liên kết với tô vũ như vậy thì tô vũ có thể khống chế lực lượng đại đạo dễ dàng hơn những người này ra tay rất nhanh sâu trong trường hà văn vương và văn ngọc nhanh chóng phân tách lực lượng đại đạo trường hà dao động càng thêm mạnh mẽ trường hà chỉ thư cũng càng thêm chấn động kịch liệt thương giận dữ giống to trường hà chỉ thư rung động dữ dội toàn bộ trường hà cũng rung chuyển lão biết vô vụ muốn làm gì không có khả năng thương phẫn nộ giết gào khung tên phế vật nhà ngươi cút ngay thương giận dữ quát khung thiên địa này là của chúng ta nó là thương khung kiếm năm đó khai thiên thương khung kiếm rách nát thiên địa này hấp thu tất cả thương khung kiếm ta chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình lão không cam lòng thiên địa này là của lão năm đó thời gian chi chủ khai thiên Thương khung kiếm vốn không cần võ nát, bản thân thời gian chi chủ có thể sáng lập ra trường hà, nhưng sau đó hắn cảm thấy trường hà không đủ cường đại nên hy sinh thương khung kiếm để sáng lập trường hà cường đại hơn. Thương khung võ nát, khung hào hết tất cả, sau đó tu luyện từng chút một, thương thì tốt hơn khung một chút, lão có lực lượng thương khung kiếm dư lại nên nhanh chóng hỏi sinh, ngày lão sống lại kia, trong đầu lão đã có suy nghĩ thiên điện này là của ta, nếu thương khung kiếm đã bị hủy, vậy trường hà này chính là tân thương khung kiếm, lão muốn lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, tại sao lại không được? hắc lân căn bản không cần trường hà y cũng không muốn trổ thành trường hà chỉ linh nếu y đã không cần thì sao ta không thể lấy đi thương điên cuồng dãy giụa giống giận giết gào không cút ngay nơi xa khung đang điên cuồng hấp thu lực lượng của lão thương đang ở trong tình thế khó xử hoặc là từ bỏ việc khống chế trường hà hoặc là xử lý khung dù sao khung cũng chỉ là cường già 39 đạo hiện tại ông ta đang điên cuồng hấp thu lực lượng của lão nên đang nhanh chóng lớn mạnh bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy nếu cứ tiếp tục như vậy để tô vũ thành công khống chế thiên địa thì thương không dám tưởng tượng nữa lão nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu hấp thu ngược lại lực lượng của khung dù sao thực lực khung cũng không bằng lão trong nháy mắt đã bị lão lấy lại lực lượng mà ông ta vừa hút được tô vũ còn bao lâu nữa mới xong khung hét lớn nếu không nhanh lên thì ông ta sẽ bị thương hút chết sao người nói là thương không thèm hút thứ rác rưởi là ta cơ mà sao bây giờ thương lại hút ta rồi tô vũ từ cánh cửa hóa thành người ngưng tụ trên thiên địa 720 trăm hai mươi khiếu huyệt tản ra quang huy lộng lẫy lúc này đám người lam thiên vẫn đang giúp hắn nối lại từng thông đạo để rút ra đại đạo trường hà hai người văn ngọc thì đang chuyên tâm tách đạo để cho tô vũ khống chế mọi người đều dồn toàn lực nghĩ biện pháp giúp tô vũ nhanh chóng nắm giữ đại đạo tô vũ không dám chỉ hoãn hắn vô bùng nổ lực lượng ngưng động hư không phong tỏa hư không không cho căn nguyên nguyên khí và quy tắc vạn giới tản ra không cho những người đã mất đi chết rồi mà không thể sống lại đồng thời hắn còn đang không ngừng dung hợp ngàn vạn đại đạo tô vũ cấp tốc dung nạp đại đạo vào khiếu huyệt hắn đang cấp lấy quyền khống chế trường hà một cái hai cái, ba cái, từng đại đạo dần dẫn dung hợp thành một, thương điên cuồng rít gào, đột nhiên lão xông tới tấn công tô Vũ, lực lượng không cường đại như trước nhưng vẫn vượt qua 42 đạo, lão muốn chém đất thông đạo của Lam Thiên và những người khác, không cho Tô Vũ thuận lợi dung hợp đại đạo, chỉ cần Tô Vũ không thể nhanh chóng dung hợp, vạn giới không còn dao động thì lão có thể tiếp tục nắm giữ Trường Hà Chỉ Thư, Tô Vũ khó giết nhưng những người khác thì không, hốt, oanh, thương vừa ra tay, khung liền điên cuồng hút lấy, ầm một tiếng, kiếm khí của lão bị cung hấp thu. Giờ phút này khung khôi phục kiếm thể, trên thân kiếm xuất hiện vết nứt, bản thể thương khung kiếm vốn đã gãy nát, sau đó bị Hồng Thiên nhặt được, lúc khung lấy lại được thì nó đã không còn nguyên vẹn, ông ta phải cưỡng chế dung hợp các mảnh lại với nhau, nhưng lúc này kiếm thể lại bắt đầu vỡ ra, thương vẫn nộ hét lớn, "Khung, người muốn ỷ, dù Tô Vũ thắng thì hắn có thể cho ngươi cái gì, ngươi đừng quên chúng ta mới là nhất thể, ta thắng thì ta có thể giúp ngươi khôi phục trở thành thương khung kiếm như năm xưa thương không hiểu khung nghĩ thế nào, chúng ta mới là nhất thể, ngươi chỉ là một thanh kiếm đã vỡ nát." ngươi bán mạng cho tô vũ làm gì ngươi và tô vũ mới quen được mấy ngày ngươi quên mình phục vụ cho hắn thì có nghĩa lý gì không lúc này không đang no căng kiếm thể không ngừng vỡ ra nghe lão hỏi vậy thì ông ta bật cười tiếng cười chấn động thiên địa muốn gì à thương ta không muốn gì cả ta là kiếm khách là kiếm tu kiếm khách phải thẳng tiến không lùi chuyên tâm nhất trí đại đạo duy nhất thương ngươi không phải là ta ta cũng không phải ngươi ngươi tu vạn đạo không còn là khai thiên kiếm nữa ngươi tu vạn đạo chó má ngươi không còn thuần túy thương tức hộc máu không thuần túy hư ai nói là một thanh kiếm thì nhất định phải tu kiếm đạo tu vạn đạo kiếm thì sao không là cảnh ngốc vậy ngươi chết đi đồ phế vật thương trào phúng tên phế vật như ngươi mà cũng xứng hấp thu lực lượng của ta ư năm đó ngươi quá ngu xuẩn trong lúc khai thiên dù biết thương khung kiếm sẽ bị hủy thì ngươi vẫn dốc hết sức truyền lực lượng nếu không phải vì ngươi ngu xuẩn thì bản thể thương khung kiếm có vỡ nát như thế không khi đó lão và khung là một thể cùng chấp trường thương khung kiếm kết quả khi thời gian chi chủ khai thiên tên ngốc khung hiến ra tất cả lực lượng trong thương khung kiếm kể cả lực lượng thần văn của chính ông ta còn thương thì khôn khéo hơn nhiều lão thu nạp rất nhiều lực lượng sau khai thiên không bắt đầu từ con số không tu luyện từng chút một chút linh tính năm xưa đều tiêu tán gần như là làm lại từ đầu còn thương thì ngay từ đầu đã là tu giả 36 đạo Khung mơ hồ nhớ lại gì đó ông ta bỗng nhiên nói thương người mới là kẻ thật sự ngu ngốc sóng khung lộ vẻ khinh thường là một thanh kiếm dùng để giết địch làm kiếm của thời gian chi chủ kiếm của kiếm tu ở thời khắc cần liều mạng mà ngươi lại có mưu tính của chính mình đó chính là lý do khiến thời gian chi chủ vứt bỏ chúng ta không lạnh lùng nói ngươi nghĩ thương không kiếm rách nát là kết cục tất có sao nếu năm đó ngươi một lòng nghe lệnh hao phí tất cả lực lượng thì thời gian chi chủ thật sự sẽ để mặc chúng ta vẫn nát sao khi một thanh kiếm bắt đầu phản chủ ngươi cảm thấy còn ai muốn giữ lại nó không thời gian chi chủ vứt bỏ thương khung kiếm là vì hắn không cần nữa ư hắn cam lòng để mặc thanh kiếm mình tu luyện vô số năm tháng võ nát ư không cảm thấy không phải vậy có lẽ hành động của thương đã khiến thời gian chi chủ phật lòng nên mới lựa chọn vứt bỏ kiếm khi một thanh kiếm cần liều mạng mà nó lại có tâm tư của chính mình nó muốn thu liễm lực lượng nếu nó cũng làm vậy khi xảy ra đại chiến thì sao ai đám giữ lại một thanh kiếm có thể tùy thời phản chủ phá đi cũng chẳng tiếc chỉ là lợi dụng phế thải mà thôi nghe lời này thương hơi chấn động ngay sau đó lão giận dữ hét ta chưa làm gì hắn hắn muốn phá hủy chúng ta trước nên ta mới phản kháng khung lười nói thêm điều gì thương có suy nghĩ như vậy thì kết cục thương khung kiếm bị hủy không oan ổn chút nào trong mối quan hệ kiếm tu và kiếm đương nhiên kiếm tu là chủ hắn muốn phá kiếm thì phá là một thanh kiếm thì không nên có suy nghĩ phản kháng không ai có thể chịu đựng được việc binh khí của mình lại phản kháng ở thời khắc mấu chốt binh khí sinh ra linh cũng không sao linh xuất hiện sẽ giúp binh khí phát huy ra lực lượng mạnh mẽ hơn chứ không phải lo lắng khi chủ nhân binh khí ra tay có khiến mình thương tổn tiêu vong hay không nếu có suy nghĩ như thế thì binh khí không nên sinh ra linh không lạnh nhạt nói trong vạn giới có rất nhiều đồ vật đều thành linh hoa hoa cỏ cỏ cũng có thể thành linh nhưng trong vạn giới này binh khí thành linh chân chính hình như chỉ có tan mặt thôi có lẽ đây cũng là công lao của ngươi có lẽ binh khí vạn giới cũng có một chút linh tính nhưng không có thứ gì thật sự thành linh có trí tuệ linh tính thương khung là tồn tại từ năm đó nên mới có thể hóa thành linh không biết việc này có phải do thời gian chi chủ cố ý hay không thương lười cãi lại lão giống to một tiếng kiếm khí tức khắc giật tán oanh thương giống một tiếng kiếm khí tức khắc giật tán oanh khung lại hấp thu kiếm khí kiếm thể của khung hoàn toàn vỡ ra sắc mặt thương vô cùng lạnh nhạt ngươi chỉ là phế vật nếu tiếp tục hấp thu quá tải mà chết thì cũng là tại ngươi thôi khí tức của khung đột nhiên tăng tới cực hạn ông ta điên cuồng hấp thu tất cả kiếm khí hờ hững đáp kiếm tu sợ chết ư ừ. thương ta là kiếm tu ngươi không phải một thanh kiếm thả làm ngọc võ còn hơn ngói lành xuất kiếm không quay đầu nếu đã xuất kiếm thì sẽ không quay đầu lại có sợ chết không chỉ có thương mà thôi ta không phải là loại người đó âm ầm ầm từng mảnh kiếm vỡ ra thương nói không sai ông ta không chịu nổi kiếm khí cường đại như vậy kiếm thể miễn cưỡng dung hợp hiện tại lại vỡ nát, khung hóa thành một điểm sáng và không ngừng bành trướng, cứ tiếp tục như vậy thì khung cũng sẽ chết. mà lúc này, tô vũ đã dựng xong kiếu huyệt đại đạo, hắn đang nhanh chóng dung hợp, thanh âm tô vũ vang vọng thiên địa. khung, đa tạ. nếu chúng ta thắng trận này, ta sẽ giúp ngươi đúc lại kiếm thể, ngươi không còn là thương khung kiếm nữa, bỏ lại quá khứ, trở thành một thanh kiếm mới đi đây là lời hứa của tô vũ. bây giờ, khai thiên kiếm thể hiện ra phẩm chất kiếm tu chân chính, còn thương thì tâm tư quá hỗn tạp, không thuần túy nếu tô vũ là thời gian chi chủ năm đó thì có lẽ cũng sẽ lựa chọn hủy kiếm hắn giữ lại một thanh kiếm không nghe lời để làm cái gì không không đáp lời ông ta nhanh chóng bành trướng có dấu hiệu sắp nổ tung tô vũ quát hung nếu ngươi bùng nổ thì hãy giữ lại một ít linh tử lão củng cố tất cả linh của sinh linh chết đi dứt lời tô vũ giống to ngừng động oanh bốn phương tám hướng xuất hiện vách tường giống như vô số cánh cửa muốn hoàn toàn phong tỏa vạn giới ẩm lập tức lực lượng môn của tô vũ giật tán hoàn toàn phong tỏa vạn giới hắn xây dựng phong ấn giam cầm đại đạo một đám khiếu huyệt bị thắp sáng tô vũ vốn có 44 đạo lực lượng dung hợp mấy trăm khiếu huyệt hiện giờ tuy thời không trường hà rất mạnh nhưng bản chất đại đạo thì vẫn tương đồng lúc này tốc độ phá đạo trùng kiến cũng cực nhanh trong chớp mắt tô vũ đã dung hợp 180 khiếu huyệt đại đạo càng làm thì tốc độ lại càng nhanh hơn thực lực cũng càng mạnh hơn thậm chí hắn đã loại bỏ được toàn bộ tạp chất lực lượng tô vũ nhanh chóng khôi phục cường đại âm một tiếng trường hà chi thư nát mất một góc giữa thiên địa hiện ra một cuốn sách, đó là văn minh trí thuộc về Tô Vũ. Tô Vũ không tiếp nhận trường Hà Chỉ Thư mà là tạo ra thiên địa chi thư của chính mình. Nếu đã muốn khống chế thì phải vứt bỏ những gì thời gian chi chủ lưu lại, như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế vạn giới. Khí tức Tô Vũ đã khôi phục tới 42 đạo, nhưng thế này vẫn còn chưa đủ, khung đã sắp không kiên trì nổi nữa, ông ta hấp thu quá nhiều lực lượng nên sắp căng bạo. Đúng lúc này, Văn Vương và Văn Ngọc hét lớn rồi hóa thành thông đạo, trực tiếp liên kết với hơn trăm khiếu huyệt của Tô Vũ, mang theo vô số đại đạo đến dung nhập. Văn Ngọc lên tiếng, Tô Vũ, xử lý ma diễm thì nhớ giữ lại thân thể, khi ta tỉnh ta muốn ăn nó trong giọng nói của Văn Ngọc ẩn chứa sự hưng phấn trưởng mong, nàng rất muốn được ăn ma diễm, đó là một cổ thú cường đại tới 46 đạo, chắc là thịt cổ thú rất ngon, Văn Ngọc lộ về khát khao, thịt được hầm bằng lửa nhỏ mỗi ngày trong nhiều năm, nhất định là rất ngon miệng nghe thấy lời nàng nói khiến ma diễm phẫn nộ gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền trúng thân thể Hắc Lân, trên người Hắc Lân toát ra từng đạo khí tức diệt thế ma diệm giống giận văn ngọc còn chưa biết ai sẽ ăn ai đâu văn ngọc không dựa trước nào nàng tiếp tục liên kết với khiếu huyệt của tô vũ từng đại đạo nhanh chóng dung hợp văn ngọc vui về nhắc nhớ tô vũ ngươi vẫn chưa đáp ứng ta tô vũ bật cười ta sẽ cố gắng nhưng không chắc có thể bảo lưu thân thể được hay không nếu có thể lưu lại thì ta sẽ giữ lại cho người oanh khí tức tô vũ lại tăng lên 43 đạo nhưng vẫn chưa đủ giờ phút này tô vũ khuấy đảo trường hà trường hà nổi sóng gió một cỗ lực lượng cường đại tràn ra áp chế bốn phương tám hướng bọn họ không chế trường hà là có mục đích đó là áp chế đối thủ dùng lực áp chế của thiên địa bản chất của thời không trường hà rất mạnh ít nhất có 49 đạo lực lượng còn mạnh hơn cả ma diễm thoáng cái lực lượng thiên địa đã tăng cường lên một mảng lớn lực lượng trường hà vốn không thể ảnh hưởng đến đám người ma diễm lúc này lại tạo thành lực áp chế không quá cường đại nhưng đã đủ để khiến đám người kia cảm nhận được ma diễm rít gào ngọn lửa bùng lên giữa thiên địa hiện ra một cánh cửa ma diễm tấn công bầu trời hắn ta muốn thoát ra ngoài rồi chiến tiếp nơi này không an toàn Oanh, một tiếng vang lớn truyền ra, cánh cửa hiện ra giữa thiên địa cản trở bước chân hắn ta, Tô Vũ hờ hững lên tiếng, "Ta đã hóa thành cánh cửa mà ngươi còn muốn chạy sao, ngươi không trốn thoát được đâu." Ma Diễm rất cường đại nhưng Tô Vũ cũng không yếu, hơn nữa cánh cửa này cũng là chí bảo, năm xưa thời gian chi chủ đã chế tạo nó để giam giữ và độ hóa Hắc Lân. Ma Diễm lạnh lùng nhìn Tô Vũ, hắn ta tấn công một trận mà cánh cửa vẫn không hề bị phá, phía sau, Hắc Lân vẫn còn đang đuổi theo, Ma Diễm căm giận, "Tô Vũ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc rồi à?" người còn kém xa lắm mà diễm thét to oanh hắn ta hóa thành một ngọn lửa trên đó xuất hiện hai tòa thiên địa đó là thiên địa của hắn ta một cái ở trong vạn giới một cái ở ngoài vạn giới hai tòa thiên địa vô cùng cường đại mà diễm lộ vẻ âm lãnh thanh âm chấn động vọng đến tô vũ ta vốn định giết thương trước để đoạt trường hà chỉ thư sau đó mới dung hợp song thiên nhưng giờ là ngươi đang ép ta đấy tô vũ khiến hắn ta bắt buộc phải dung hợp song thiên địa vào lúc này nhưng làm vậy thì dù sau đó hắn ta cắn nuốt được trường hà thì cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới mình mong muốn. Rốt cuộc hắn ta mong muốn điều gì? Hắn ta muốn tiến vào 50 đạo, mà diễn biết vài điều người khác không biết, hiểu vài thứ đám người tô vũ không hiểu. Trong hỗn độn này, cảnh giới cực hạn là 49 đạo, không thể cường đại hơn nữa. Ra khỏi phiến hỗn độn mới có cường giảm mạnh hơn, chẳng hạn như thời gian chi chủ. Nhưng 49 đạo chưa đủ để đánh võ phiến hỗn độn này để tiến vào khu vực khác. Hắn ta muốn thoát khỏi khu vực hỗn độn trước mắt. Chân chính bước vào nơi vô thượng kia thì cần phải cường đại hơn, nếu chỉ đến 49 đạo thì hắn ta chỉ là bá chủ tối cao của mảnh hỗn độn hiện tại mà thôi, mà Diễm có dã tâm rất lớn, vì cá nuốt Trường Hà, vì song thiên hoàn mỹ hợp nhất, hắn ta đã tính kế nhiều năm, nhưng hiện nay Tô Vũ lại sắp phá hỏng cơ hội của hắn ta, hắn ta có thể cam tâm sao? Bấy giờ, mà Diễm cưỡng chế hợp nhất song thiên, không hoàn mỹ thì thế nào? So với thất bại thì không hoàn mỹ như vậy đã đủ rồi, dù không hoàn mỹ, sau khi cá nuốt Trường Hà hắn ta vẫn có thể đạt tới 49 đạo muốn mạnh hơn nữa thì sau đó có thể nghĩ cách sau tô vũ hơi kinh hãi hắn không ngờ tới lúc này mà ma diễm vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất song thiên ngay sau đó thân thể tô vũ chấn động một cỗ khí tức cường đại càn quét tứ phương tô vũ đã khôi phục tới 44 đạo lực lượng hắn lập tức lao tới chém giết thương không quan tâm đến ma diễm nữa hắn phải giết thương để cướp lấy lực khống chế trường hà như vậy thì mới có hy vọng đột phá phải mạnh hơn nữa thì mới có thể thuận lợi đánh chết ma diễm oanh tô vũ đánh ra một quyền hóa thành vô số cánh cửa bay đến áp chế thương thương bốn là cường giả 46 đạo, sau vài lần trọng thương, Trường Hà chỉ thư mất khống chế và bị khung cắn nuốt rất nhiều lực lượng thì thực lực của lão hiện tại có vẻ chỉ tương đương với Tô Vũ, nhưng không chỉ như vậy, giờ khắc này Tô Vũ còn mang theo lực lượng Trường Hà càn quét đến áp chế thương, thương gầm lên một tiếng, cầm kiếm đánh trả, oanh, thương lùi lại, dám lên Trường Hà, Trường Hà chỉ thư bên cạnh lão lại rách thêm vài tờ, thương vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, lão không cam lòng quát, tại sao, tại sao Tô Vũ có thể cướp lấy gần bốn thành lực lượng Trường Hà nhanh như vậy? hiện giờ tô vũ đã cướp lấy một ba quyền khống chế trường hà còn lão phải hao phí vô số năm tháng mà chỉ cướp được bảy thành lực khống chế đã thế ban nãy còn bị tô vũ cướp đi một nửa bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim thật không công bằng vì sao ư tô vũ lạnh nhạt đáp thiên địa này vốn không phải của ngươi ngươi chỉ là kẻ hầu phản bội chủ nhân kiếm linh phản bội chủ nhân có thể làm được gì chứ phản bội chủ nhân phản bội chủ nhân ư thường điên cuồng liên tiếp xuất chiều đánh về phía tô vũ phản bội cái gì ta làm thương khung kiếm của hắn vô số năm tháng chém giết vô số cường địch vì hắn giết ra y danh hiển hách trong vũ trụ đại ngàn kia ngươi thì biết cái gì ta từ kiếm hóa linh nếu hắn thực sự có tình nghĩa thì nên thả ta rời đi chứ không phải là đến đây phá hủy ta nơi xa hắc lân trào phúng thương ngươi quá ngu ngốc đúng là rất ngốc tô vũ cũng ngửi lạnh một tiếng đánh ra một quyền văn minh trí hiện lên bao trùm tứ phương thu nạp kiếm khí hắn lạnh nhạt nói người ngoài cuộc tỉnh táo còn ngươi vẫn không nhìn ra ư Trường hà này rõ ràng là binh khí mới mà thời gian chi chủ muốn chế tạo cho mình, còn hắc lân chính là tân linh của binh khí ấy. Nếu người thành thật phối hợp khai thiên, dù người hao hết uy năng thì thời gian chi chủ cũng có thể giúp người khôi phục, thậm chí tiễn người rời đi. Người đã thành linh, có ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng ta không biết hắn có ý định làm vậy hay không nhưng khả năng hắn làm vậy là rất lớn nhưng ở thời khắc cuối cùng ngươi lại không nghe lời hắn. Vậy mà hắn còn lương thiện không giết ngươi, nếu ta là thời gian chi chủ thì đã triệt để tiêu diệt ngươi rồi chẳng lẽ ngươi cảm thấy tới cảnh giới của hắn mà không thể nhìn ra việc ngươi bảo tồn thực lực sao tô vũ cảm thấy thời gian chi chủ sáng lập tân thiên địa là đang rèn một thanh binh khí mới có lẽ hắn muốn cho thương khung kiếm tự do trở thành linh có tư tưởng có trí tuệ sống cuộc đời chân chính không có khả năng thương nổi giận gầm lên nhưng trong lòng lại chấn động kịch liệt là vậy ư ừ. năm đó chủ nhân khai thiên là muốn rèn binh khí mới sao nếu vậy thì hắn sẽ không cần dùng thương khung kiếm nữa lão nhớ lại rất nhiều điều có một ngày chủ nhân lầm bầm lầu bầu nói rằng từ hôm nay trở đi sẽ không còn cơ hội dùng thương khung kiếm nữa lão cho rằng chủ nhân muốn hủy diệt thương khung kiếm vậy nên lão mới phản kháng lão bảo tồn lực lượng không muốn hoàn toàn mất đi nhưng nếu chủ nhân không có ý định hủy diệt lão mà chỉ muốn thả tự do cho lão thì sao chủ nhân biết lão muốn rời đi thật à có lẽ chủ nhân đều biết nghĩ tới đây thương bất giác trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết không đây chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi hắn sẽ không thả ta đi hắn chỉ muốn ta giết người vì hắn giết đến khi ta hồng hoàn toàn mới thôi tô vũ muốn phá đạo của lão phá tâm cảnh của lão chuyện này không thể nào là thật tô vũ càng lúc càng mạnh hắn lạnh lùng trào phúng muốn đối phó với một thanh kiếm như ngươi có cần làm mọi việc phức tạp vậy không phá một kiện binh khí có khó không nếu hắn thật sự muốn diệt ngươi thì ngươi có cơ hội tồn lưu sao là kiếm khách nếu kiếm của mình bảo lưu thực lực mà hắn không cảm nhận được thì hắn phải vô dụng đến mức nào hắn không diệt ngươi có lẽ chỉ vì lưu luyến chút tình cũ mà thôi dù sao cũng dùng lâu rồi ít nhiều gì cũng có chút luyến tiếc nếu không thì ngươi có thể sống đến bây giờ chắc tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng tô vũ cảm thấy đây chính là sự thật không thương giết gào tô vũ tiếp tục dung hợp đạo đạo từng đại đạo chui vào trong cơ thể thực lực vốn chỉ ngang sức với thương bắt đầu hoàn toàn áp chế lão thương liên tiếp lùi lại trường hà chỉ thư càng thêm rách nát sắc mặt thương đại biến hắc lân trường hà chỉ thư rách nát thì ngươi cũng sẽ chết hắc lân không thèm để ý tiếp tục lao lên tấn công ma diễm ma diễm đang dung hợp song thiên nhưng vẫn có thể phân lực ra ứng phó với hắc lân thường thấy vậy thì càng thêm nóng nảy giờ khác này tô vũ đã hoàn toàn khống chế bốn thành lực lượng trường hà còn lão thì chỉ ngang quyền hắc lân thương không cam lòng tô vũ ta hao phí vô số năm tháng mới cướp được bảy thành lực lượng trường hà vì sao ngươi lại nắm giữ bốn thành nhanh như vậy tô vũ thở dài hừ chúng ta vốn ra đời trong vạn giới là nhất thể với vạn giới còn ngươi thì sao nếu nơi đây là một căn nhà thì ngươi chỉ là sẻng trong tay thợ xây chỉ là một công cụ mà thôi chẳng lẽ nhà xây xong thì nó là của ngươi nhà là của ta cũng là của sinh linh vạn giới một công cụ như ngươi mà còn đòi cấp quyền khống chế căn nhà ư ngươi đang nghĩ gì vậy khí tức tô vũ lại chấn động 360 khiếu huyệt đã dung hợp hắn đã chính thức bước vào 45 đạo thường bị hắn áp chế lực lượng thiên địa lão nắm giữ không nhiều bằng tô vũ lão còn bị tô vũ dùng lực lượng thiên địa trấn áp thương không cam lòng lão phẫn nộ quát tô vũ ngươi đừng đắc ý dù ngươi có thể giết ta thì trường hà cũng là thứ tên kia để lại cho hắc lân nếu ngươi nói đây là binh khí hắn chế tạo cho mình thì hắn sẽ cho ngươi tùy ý khống chế sao hắc lân mới là linh chân chính của trường hà này tô vũ hờ hững thì sao thương tức muốn hộc máu người thật sự không quan tâm ư vì sao những người này lại rừng dưng như vậy đúng lúc này tô vũ phất tay một cái một thanh kiếm hiện lên trong tay hắn hiện giờ khung đã rất suy yếu kiếm thể tràn đầy phách nứt tô vũ lạnh nhạt nói thương người gây ra phòng ba lớn như thế thì cũng nên vừa lòng rồi mới phải lực lượng chư thiên vạn giới lập tức tràn vào trong trường kiếm Thương thấy vậy thì lập tức bay lên trốn chạy lão vốn bị tô vũ áp chế hiện tại tô vũ còn nắm giữ lực lượng mạnh hơn lão lão đang bị tô vũ cấp đoạt quyền khống chế quyền trường hà cứ tiếp tục như này thì lão nhất định sẽ chết tô vũ không đuổi theo hắn tiếp tục rút ra lực lượng vạn giới ngay sau đó hắn quát khẽ một tiếng toàn bộ vạn giới bỗng bị một cánh cửa hoàn toàn bao phủ trong nháy mắt vạn giới như bị ngưng động thời gian đình trệ trên thực tế đây chỉ là ngưng kết không gian mà thôi nhưng trong thời khắc này tất cả thanh âm đều biến mất trường hàng ngừng chảy tô vũ 45 đạo dùng thiên địa áp chế thương thực lực vượt xa lão 360 khiếu huyệt hợp nhất, Văn Minh chí hiện lên lập tức dung nhập vào trong cơ thể khung kiếm, khí tức khung tăng mạnh, Tô Vũ chém ra một kiếm, khi thế cường Hãn Vô Biên, hào quang chiếu rọi chư thiên, thường có thể chết được rồi, thường đâm vào nhân môn tạo nên âm thanh chấn động rất lớn, nhân môn dung lên liên hồi nhưng vẫn còn nguyên vẹn, lão không thể trốn thoát, thường tuyệt vọng quay đầu, đột nhiên lão hóa thành một thanh kiếm, một đạo kiếm khí phóng về phía khung, khung lạnh nhạt mở miệng, ngụy kiếm tu, lão không còn thuần túy nữa, không kinh thường kiếm tu như vậy ông ta cũng kinh thường tô vũ tô vũ cũng không thuần túy nhưng kiếm tô vũ dùng là ta chỉ cần ta vẫn là kiếm tù thật sự là đủ rồi khai thiên khai thiên thương và khung cùng hét lên kiếm chiều giống nhau như đúc nhưng kiếm khí của khung tràn ngập khí tức sắc bén giết chóc thẳng tiến không lùi một đạo kiếm khí bảng bạc bùng nổ còn kiếm khí của thương thì thiên biến vạn hóa hỗn loạn lực lượng vạn đạo hai đạo kiếm khí va chạm oanh một tiếng vang lớn vang vọng tứ phương kiếm khí của khung trực tiếp đánh tan kiếm khí của thương kiếm khí giật tán rơi rụng từ phía ngay sau đó hai thanh kiếm va chạm vào nhau giữa đội âm uhm, thương hóa thành kiếm mũi kiếm bất chợt gãy lìa sau đó bị khung hóa thành trường kiếm đánh nát không nói ta đã nói rồi ngươi không thuần túy giọng thương vang lên mang theo nỗi tuyệt vọng không thuần túy ư ừ. khung đồ ngốc nhà ngươi không xứng nói vậy với ta nếu không phải tô vũ cung cấp lực lượng mạnh hơn cho ngươi thì sao ngươi có thể đánh gãy được ta đại đạo có muôn vàn chỉ có cường đại và không cường đại mà thôi làm gì có tiêu chuẩn thuần túy hay không thuần túy dù thương đã bại nhưng lão vẫn không ủng hộ quan điểm của khung kiếm thì nhất định phải tu kiếm đạo sao khung đắc ý đáp dù sao ta cũng thắng người thua âm ầm âm, âm thương kiếm không ngừng võ ra trường hà chỉ thư cũng nhanh chóng rách nát lực lượng giật tán đều bị tô vũ rút đi trường hà chỉ thư còn lại bỗng biến thành màu đen chỉ còn lực lượng diệt thế nhộn nhạo giờ khác này bóng dáng thương hiện lên về mặt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng lão ngẩng đầu nhìn bầu trời hướng về phía hỗ độ nói ta vốn là kiếm của ngươi nếu ngươi đã rèn tân binh khí thì sao lại không cho ta khống chế thanh binh khí? Tô Vũ đắc đầu, không thể cứu nổi hạng người như lão ta. Thương vừa hy vọng thời gian chi chủ thả lão, cho lão cơ hội độc bá một phương, vừa muốn khống chế binh khí mới của thời gian chi chủ. Chẳng lẽ thời gian chi chủ muốn rèn binh khí mà cũng không được? ư? Tô Vũ không thể hiểu nổi suy nghĩ của lão. Có phải là vì thương không hoàn thiện nên thời gian chi chủ mới muốn độ hóa hắc lân, đúc lại thiên địa chỉ linh và binh khí chỉ linh hay không? Suy nghĩ của thương rất khác so với người bình thường mà việc độ hóa hắc lân bằng thất tình lục dục chi đạo có lẽ là để y trở nên giống người hơn chẳng lẽ hắn muốn tạo ra nhân binh hợp nhất tô vũ không thực sự quan tâm vấn đề này oanh một tiếng vang lớn dung chuyển thiên địa thân ảnh thương vỡ tan hoàn toàn trong hư không không hiện thân ông ta không hấp thu lực giật tán của thương ánh mắt ông có chút phức tạp bất quá rất nhanh đã bình tĩnh trở lại ông ta sẽ không hấp thu lực lượng của thương bởi vì lão không thuần túy ông ta đã không còn là thương cung kiếm năm đó nữa chỉ có bản chất vẫn là khung năm xưa Mặc kệ có hóa linh hay không thì ông ta vẫn là khung, vẫn là kiếm tu, dù có môn và đại đạo, phồn hoa tựa cầm thì ông ta vẫn kiên trì với kiếm đạo của mình. Thế gian không còn thương khung kiếm nữa, khung khẽ than, thường đã chết, trên thế giới này chỉ còn khung. Lúc này Tô Vũ đang điên cuồng hấp thu lực lượng đại đạo, khung không cần nhưng Tô Vũ hắn không ngại, hơn nữa hắn cũng không phải khung, con đường của hai người khác nhau. Nơi xa, khí tức ma diễm lại tăng lên, hắn ta đã gần hoàn thành hợp nhất song thiên, khí tức vô cùng cường đại hắn ta lạnh lùng nhìn về phía hắc lân đang ngăn cản mình tô vũ giết thương nắm giữ nhiều lực lượng thiên địa hơn mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắc lân thật đáng giận hắc lân tươi cười nụ cười ý vị sâu xa như thể đã có cảm xúc của con người trung quy thất tình lục dục đạo cũng đã thành công thương đã chết kê muốn rời đi rồi lại muốn ở lại nắm giữ thời không trường hà này đã chết bấy giờ khí tức tô vũ đang dần tăng lên hắn đang nhanh chóng cắn nút lực lượng trường hà của thương ba thành còn lại vẫn do hắc lân nắm giữ thực lực tô vũ tăng mạnh đến 47 đạo mới tạm dừng. Bảy thành trường hà đã nằm trong sự khống chế của hắn. Đại đạo dung hợp với nhau hình thành đạo hợp nhất mới, nhưng thực lực Tô Vũ chỉ đạt tới 47 đạo, không thể đột phá cái gọi là 49 đạo hay thậm chí là 50 đạo, bởi vì ba thành lực lượng thiên địa kia vẫn đang nằm ở chỗ Hắc Lân. Nếu khống chế toàn bộ thì có lẽ Tô Vũ có thể đạt tới 49 đạo. Nơi xa, Ma Diễm đã hoàn toàn hợp nhất song thiên, khí tức hắn ta tương đương với Tô Vũ. Ma Diễm âm lãnh nhìn Tô Vũ, Tô Vũ cũng nhìn lại hắn ta, Hắc Lân đứng giữa hai người trong mắt hắc lân ẩn chứa ý cười nhẹ giọng nói giờ mới đúng là thú vị nếu tô vũ tới 47 đạo mà ma diễm không tới thì còn gì vui nữa ma diễm xem ra ngươi có đối thủ rồi ma diễm lạnh lùng nhìn hắc lân hắc lân tô vũ dùng vạn giới là chủ ý của ngươi đúng không hắc lân thoạt nhìn chính là một kẻ chẳng quan tâm điều gì thực lực cũng chỉ có 45 đạo nhưng y vẫn luôn khống chế toàn bộ chiến cuộc không cho cuộc chiến lệch khỏi quỹ đạo tới giờ khác này y vẫn khống chế thực lực hai phe cân bằng không có kẻ nào chiếm ưu thế hắc lân trông như một kẻ vô tâm vô phế trên thực tế y lại là một kẻ tâm tư thâm trầm giỏi tính toán rốt cuộc y muốn làm gì y chỉ có 45 đạo y có thể làm gì khi tức tô vũ đã ổn định hắn nhìn về phía hắc lân hắc lân cười hỏi tô vũ ngươi không sốt ruột sao tô vũ khẽ nhíu mày hắn sốt ruột chứ nhưng hắn sẽ không nói ra hắc lân lại nói tô vũ vạn giới mất đi căn nguyên đang tiêu tán nếu ngươi không hỏi sinh sinh linh vạn giới thì căn nguyên của bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tán tô vũ im lặng nhíu mày nhìn về phía đối phương bây giờ hắn phải giết được ma diễm đã nếu không hỏi sinh sinh linh vạn giới sẽ khiến tô vũ tiêu hào quá lớn vậy thì sẽ không đủ sức để đấu với ma diễm nữa hắc lân lại nở nụ cười tràn đầy ẩn ý sao người không thử xem biết đâu ngươi lại có thể rút ra ba thành lực lượng của ta thì sao tô vũ nhìn hắc lân thái độ vẫn bình thản ngươi muốn gì ngươi cảm thấy thế nào hắc lân tươi cười ngay sau đó ma diễm đột nhiên ra quyền đánh tới hư không bị đốt cháy hắc lân lập tức biến mất nhưng ma diễm lại đánh thêm một quyền lần này hắc lân học máu máu của y màu đen mang theo lực lượng diệt thế nồng đậm hắc lân tiếp tục trốn chạy sắc mà tô vũ biến ảo hắn cấp tốc cầm kiếm tấn công ma diễm hắc lân cười tô vũ ngươi muốn giết ma diễm rồi mới hồi sinh vạn giới nhưng thực lực ngươi hiện tại còn chưa đủ tô vũ cầm kiếm chém một nhát lúc này hắn đã mơ hồ đoán được ý tứ hắc lân quả nhiên sau đó hắc lân lại nói tô vũ ngươi biết mà từ đầu tới đuôi ta chỉ có một mục đích ta không muốn trở thành tù nhân không ai có thể thả ta đi chỉ có ngươi chỉ mình ngươi có thể làm điều đó đúng vậy tô vũ có thể làm được tô vũ lạnh lùng đáp ta nghĩ mình đã hiểu rồi ngươi nên hiểu hắc lân khẽ cười ngươi kế thừa kiếp nạn chỉ đạo trừ ta ra ngươi là người duy nhất tu luyện kiếp nạn chỉ đạo thật ra thời không trường hà vây nhốt người tu luyện kiếp nạn đại đạo mà ngươi còn quá yếu kiếp nạn đại đạo của ngươi cũng quá yếu không bằng ta vậy nên trường hà sẽ chỉ vây nhốt kẻ mạnh nhất hắc lân du đãng quanh hai người mặc kệ sự uy trận chiến của bọn họ càn quét thiên địa giờ phút này hắc lân không che giấu gì nữa tô vũ khi kiếp nạn chỉ đạo của ngươi mạnh hơn của ta thì ta có thể rời đi tô vũ im lặng hắc lân tiếp tục nói Ngươi hấp thu lực lượng thiên địa của ta hấp thu lực lượng kiếp nạn để cường hóa chính mình diệt sát ma diễm hồi sinh vạn giới đây là vấn đề của ngươi còn ta chỉ muốn rời khỏi lòng giam này ma diễm quát tô vũ đừng ngớ ngẩn kiếp nạn chỉ đạo có lực sát thương cực mạnh mà mục tiêu cuối cùng của trường hà là rèn ra một thanh binh khí cực kỳ cường đại am hiểu giết chóc một linh có thất tình lục dục nhân đạo hợp nhất ngươi mà tiếp nhận kiếp nạn chỉ đạo thì ngươi sẽ bị nhốt trong vạn giới này ngươi sẽ thay thế vị trí của hắc lân trở thành linh của vạn giới khi đó ngươi không thể thoát khỏi đây suốt đời chỉ có thể bị nhốt trong vạn giới tô vũ cắn nuốt và trở thành linh bị nhốt không giống nhau hiện tại ngươi có thể từ bỏ vạn giới có thể cắn nuốt vạn giới có thể làm tất cả những gì ngươi muốn nhưng nếu tiếp nhận phần lực lượng trường hà và lực lượng kiếp nạn của hắc lân thì ngươi sẽ biến thành tù nhân hắn ta sợ tô vũ sẽ chấp nhận điều kiện của hắc lân mà diễm vừa bùng nổ vừa quát chúng ta giao chiến dù ai thất bại thì người còn lại cũng đều trở nên cường đại hơn cắn nuốt trường hà hay cắn nuốt chúng ta thì cũng đều tự do nhưng nếu cắn nuốt lực lượng của hắc lân thì sẽ triệt để trở thành tù nhân trở thành linh bị vạn giới độ hóa oanh tô vũ lùi lại mấy bước khí tức dung truyền đạp vỡ trường hà ma diễm cũng lùi lại mấy bước trên cánh tay xuất hiện vết kiếm lớn hắc lân lơ lửng ở nơi xa nhẹ giọng nói ta muốn tự do là quá đáng sao tô vũ ngươi cắn nuốt lực lượng còn lại của trường hà thì ngươi sẽ thắng sau đó ngươi có thể thoát khỏi trường hà hay không hay ngươi sẽ chấp nhận số phận làm linh của trường hà thì đều không liên quan đến ta hắc lân bình tĩnh nói tiếp ta chỉ muốn rời khỏi lòng giam này Tô Vũ, vì sao ta không tìm những người khác, không phải thương hai ma diễm, cũng không tìm khung hay âm, mà là ngươi. Tô Vũ lạnh lùng liếc y, Hắc Lân thản nhiên tự đáp, không phải bởi vì chỉ có ngươi kế thừa kiếp nạn chỉ đạo, có lẽ nếu ta chờ đợi thêm thì sẽ chờ được người khác, có lẽ sau khi ngươi chết thì sẽ có người kế thừa kiếp nạn chỉ đạo tiếp theo xuất hiện. Sở dĩ ta lựa chọn giúp ngươi là vì tự cứu chính ta, để ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Một phương diện khác là vì Tô Vũ coi trọng vạn giới từ trong thâm tâm, cũng là người rất chịu tín. Ta không hại ngươi, ta chưa bao giờ hại ngươi kể cả hiện tại nếu ngươi không muốn tiếp nhận lực lượng kiếp nạn chỉ đạo thì ngươi cũng có thể cự tuyệt quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi ta không hại ngươi ta còn đang giúp ngươi ta muốn tự do vậy nên ta nghĩ rằng nếu ngươi tiếp nhận thì ta sẽ được như nguyện hắc lân nhấn mạnh y muốn tô vũ kế thừa kiếp nạn chỉ đạo và lực lượng thiên địa này sau đó y sẽ nhân cơ hội thoát khỏi nơi đây bấy giờ ý chí tràn ngập thiên địa của nhân hoàng y bỗng nhiên quát lớn hắc lân nếu tiếp nhận lực lượng kiếp nạn của ngươi thì sẽ có hậu quả gì hậu quả ư hắc lân bật cười ta không biết chắc là sẽ bị nhốt trong trường hà trở thành linh của trường hà ngày ngày đêm đêm bị căn nguyên sinh linh vạn dưới cọ rửa tô vũ sẽ ngày càng cường đại hơn nhưng khi đó tô vũ có còn là chính mình hay không thì ta cũng không biết oanh tô vũ im lặng hắn lại giao thủ với ma diễm thiên địa dung chuyển không ngừng hắc lân tiếp tục nói tô vũ nếu cứ đánh tiếp thì căn nguyên vạn giới sẽ không giữ được sinh linh vạn giới sẽ diệt vong ngươi nói ngươi là ma nhưng ma và thánh có giới hạn rõ ràng lắm ư ừ. nhất niệm thành ma nhất niệm thành thánh Ai biết một mặt khác của ma có phải là thánh hay không? Ngươi nói những người khác là thánh nhân, chẳng lẽ Tô Vũ ngươi không phải sao?" Hắc Lân cảm thán, số mệnh của sinh linh vạn giới phụ thuộc vào ý niệm của ngươi, thành thánh hay thành ma thì cũng là do ngươi. Sắc mặt ma dự biến ảo, ngay sau đó hắn ta đột nhiên quát, "Tô Vũ, ta cho ngươi thời gian, ngươi hãy hỏi sinh sinh linh vạn giới trước đi Hắc Lân dại ra." Ma diễm nhanh chóng lùi lại, "Tô Vũ, ta cho ngươi thời gian để ngươi hồi sinh sinh linh vạn giới, sau khi ngươi hoàn thành thì hãy chuyên tâm chiến một trận cùng ta." dù là người hay thú thì đều nỗ lực để đánh vỡ lòng giam, theo đuổi sự cường đại, nếu kết cục là hóa thành tù nhân thì sao phải chiến tiếp? Hắc Lân ngây ngẩn, Ma Diễm chào phúng nhìn Hắc Lân, "Hắc Lân, ngươi không phải sinh linh chân chính, còn người và thú thì đều là sinh linh, nếu ngươi chịu để nhân đạo cọ rửa mình thì có lẽ ngươi sẽ hiểu, nhưng ngươi đã không làm thế, ngươi nghĩ quá đơn giản, y đang nghĩ gì vậy? Ta bắt buộc phải giết Tô Vũ ư? Không, nếu ta cho Tô Vũ thời gian để hồi sinh sinh linh vạn giới thì sao? Y có thể làm được gì?" Trong tình huống này, lẽ nào tô vũ vẫn nguyện ý làm tù nhân mà ở phía đối diện tô vũ cả kinh nhìn ma diễm đôi khi ma diễm đưa ra các quyết định nằm ngoài dự đoán của tô vũ mà quyết định lần này của hắn không sai nếu tô vũ không tiếp nhận lực lượng của hắc lân thì ma diễm vẫn còn cơ hội nếu tô vũ tiếp nhận phần lực lượng trường hào còn lại trở thành cường giả 49 đạo thì ma diễm sẽ không còn bất cứ cơ hội nào hắc lân kẽ nhíu mày lẩm bẩm không phải là người hay thú thì đều theo đuổi sự cường đại sao kể cả khi phải mất đi tự do Ma Diễm ngươi ẩn núp ở đây vô số năm tháng không phải là để cường đại hơn sao?" Ma Diễm lạnh lùng đáp, "Ta muốn cường đại không có nghĩa là ta chấp nhận bị nhốt ở đây, ta cường đại là để tự do chứ không phải để trở thành tù nhân. Ngươi thì biết cái gì?" Tô Vũ nhìn về phía Ma Diễm, Ma Diễm gần giọng, "Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tập kích ngươi nhân lúc ngươi suy yếu vì hồi sinh sinh linh vạn giới, có đúng không?" Tô Vũ còn chưa mở miệng, Ma Diễm đã thẳng thắn khẳng định, "Ta sẽ làm vậy." Tô Vũ bật cười, Ma Diễm cũng cười lớn, "Vì sao không tận dụng thời cơ?" Tô Vũ, khi đó người sẽ có nhiều lựa chọn hơn hiện tại, khi đó người vẫn có thể liều một phen. Hiện nay tâm tư ngươi rối loạn, muốn liều thì cũng không có cơ hội, vì sao phải thành toàn Hắc Lân? Hắc Lân cũng chẳng tốt lành gì, nếu hắn là người tốt thì đã không phối hợp với ta để suy yếu Trường Hà, thậm chí là phái vệ hoàng hủy diệt Trường Hà Tô Vũ hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên quát lớn, một cỗ lực lượng cường đại càn quét thiên địa, hắn muốn hỏi sinh sinh linh vạn giới, dù cuối cùng thất bại khiến những người này chết thì đó cũng là vì ta chiến bại mà chết chứ không phải ta thấy chết mà không cứu. Thánh ư, hay ma, ai biết được, giờ khắc này, thanh âm tử linh chi chủ vang lên trong thiên địa, ngươi, bây giờ mà hồi sinh sinh linh vạn giới sẽ khiến Tô Vũ tiêu hao cực lớn, thực lực giảm sút, khi đó Tô Vũ phải đối phó với ma diễm như thế nào, khi đó hắn không địch nổi ma diễm, nếu không chấp nhận điều kiện của Hắc Lân thì vẫn sẽ bị ma diễm giết chết, rồi vạn giới vẫn bị hủy diệt, nếu, nếu Tô Vũ nhẫn tâm hơn một chút, không quan tâm đến sinh linh vạn giới thì có lẽ hắn có thể thắng, hắn có thể đánh bại ma diễm, tiếp tục phong ấn Hắc Lân cắn nuốt bảy thành lực lượng thiên địa là đủ rồi tô vũ bình tĩnh ngắt lời không sao ta đã nói rồi ta sẽ hồi sinh bọn họ ta đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được ta còn sống thì bọn họ có thể hỏi sinh nếu ta chết sau khi thực hiện hứa hẹn này bọn họ chết hay sống thì không phải vấn đề của ta nữa ta cũng không quản được ngươi thật là nhân hoàng thở dài tô vũ ngoài miệng thì rất cứng rắn nhưng hắn lại thỏa hiệp vì vạn giới vì nhân tộc hết lần này đến lần khác năm đó hắn nói rằng đến chết cũng không trở về nhân tộc không lâu sau hắn đã trở thành nhân chủ mang nhân tộc càn quét chiêu thiên sau khi bách chiến trở về hắn cho rằng bách chiến có thể dẫn dắt nhân tộc quật khởi hắn đã nói sẽ không quản nhân tộc nữa sau đó hắn nhận ra bách chiến không muốn dẫn nhân tộc quật khởi vậy là hắn lại trở về tiếp quản nhân tộc lần nào hắn cũng nói rằng nhân tộc diệt vong thì cũng không liên quan đến mình nhưng sau đó hắn lại tự gánh ấy trọng trách thỏa hiệp với tứ phương vì nhân tộc lúc này đám cường giả còn chưa bị hủy diệt ý chí đều mang tâm tình vô cùng phức tạp tô vũ là người miệng giao gam tâm đậu hủ điển hình hắn vì nhân tộc vì người không quen biết mà nhượng bộ, lùi bước rất nhiều lần, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người nguyện ý đi theo hắn, nguyện ý cùng tử chiến với hắn, bởi vì mọi người đều hiểu hắn là người như thế nào. gông xiềng này cũng là do mọi người đeo lên cho hắn từng chút một. vạn thiên thánh, liễu văn ngạn, đại chu vương, nhân hoàng, chính bọn họ đã đeo gông xiềng lên cho tô vũ. phía trên cao, tô vũ vẫn không nói gì. gông xiềng ư? hắn không biết, hắn chỉ biết rằng khi hắn ra lệnh cho bọn họ đi chết dù những con người trong nhân cảnh kia đã mang tâm tư suy nghĩ gì thì cuối cùng vẫn chủ động chết đi hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói người kính ta một thước ta kính người một trượng ta bảo người chết người liền chết không chút do dự vô cùng tín nhiệm vậy tô vũ ta cũng sẽ không bội ước vì tư lợi quân tử nhất ngôn tứ mãn ăn truy tô vũ không cảm thấy mình là quân tử nhưng hắn có lý niệm làm người của riêng mình có chuẩn tắc và tín ngưỡng của chính mình từ nhỏ đã vậy ai giúp ta ta giúp kẻ đó ai yêu ta ta yêu kẻ đó ai cho ta cái gì ta sẽ trả lại gấp 10 lần, hôm nay hắn đã nói rằng sẽ hồi sinh những người đó thì sẽ không nuốt lời, còn nan để hắn có thể tiêu hao quá nhiều và sẽ chết, thì sao chứ? Trong không trung, từng luồng lực lượng bao trùm thiên địa tứ phương, trong chư thiên vạn giới hiện ra từng đạo căn nguyên, vô số lực lượng căn nguyên vốn sắp tiêu tán đều được củng cố, Hắc Lân và Ma Diễm đều nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt Hắc Lân tràn đầy tâm tình phức tạp, đây là người sao? Y không ngờ Tô Vũ sẽ lựa chọn như vậy trong thời khắc này, hắn có rất nhiều lựa chọn, hắn có thể mặc kệ vạn giới, tiếp tục chém giết Ma Diễm hắn có một nửa hy vọng thắng hắn đã cắn nốt bảy thành lực lượng trường hà có thể trực tiếp cao chạy xa bay có lẽ ma diễm sẽ không dám đời giết hắn hắn có thể bỏ lại vạn giới điêu tàn không cần quan tâm nữa hắn cũng có thể tiếp nhận lực lượng của hắc lân trở thành cường giả 49 đạo dễ dàng giết chết ma diễm nhưng cuối cùng tô vũ lại lựa chọn tiêu hao lực lượng để hồi sinh sinh linh vạn giới có lẽ nói từ phế võ công là hơi khoa trương nhưng hiện tại khi lực lượng của tô vũ dần trôi đi thì khí tức của hắn cũng bắt đầu giảm sút trong chớp mắt hắn từ 47 đạo ngã xuống 46 đạo ánh mắt ma diễm sáng lên hắn ta cảm khái đúng là con người tô vũ kê được xưng là ma đầu làm vạn điều ác cuối cùng lại đưa ra quyết định khiến ma diễm cũng không thể lý giải vì hắn ta đã đáp ứng cho tô vũ thời gian hỏi sinh sinh linh nhưng hắn ta không nói rằng mình sẽ không giết người sau khi bọn họ hồi sinh bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim tạm thời hắn ta chưa ra tay hắn ta đang chờ chờ tô vũ tiêu hao càng lớn thì càng tốt khi tô vũ tiêu hao tới cực hạn dù hắn dung hợp lực lượng của hắc lân thì ma diễm cũng chẳng cân e ngại nữa Bây giờ ý chí của những cường giả chưa mất đi vẫn còn đây nhân hoàng nhìn tô vũ ý chí y dao động tô vũ biết rằng nếu hắn chiến bại thì những người này vẫn sẽ chết sẽ không có đường sống nhưng hẳn lại làm ra hành động ngu ngốc nhất mà hắn thường trào phúng địch nhân chưa chết nhưng hắn đã buông đào tuy rằng không phải phế hết thực lực nhưng tự suy yếu lực lượng của chính mình cũng là hành động cực kỳ không sáng suốt tô vũ nhân hoàng lầm bầm tô vũ là vị đế hoàng tàn nhẫn nhất trong mắt mọi người cũng là người mà nhân tộc sợ hãi nhất hắn giết chóc vô số tính cách thay đổi thất thường không chỉ vạn tộc sợ hắn mà cả nhân tộc cũng rất sợ hắn hắn rất nhẫn tâm luôn miệng nói rằng nhân tộc hủy diệt cũng chẳng sao hắn nói hắn chán hết nhân tộc nhưng kết quả thì sao nhân tộc đông đúc có bao nhiêu người đã bị tô vũ giết trừ bỏ đơn thần văn nhất hệ trừ bỏ những cây phe bách chiến tô vũ đã giết ai đại chu vương lừa gạt hắn không ít lần nhưng hắn chưa bao giờ nói rằng sẽ giết đại chu vương không nghĩ tới tô vũ lại có quyết định ngớ ngẩn bản thân nhân hoàng còn cảm thấy không nên ra tay cứu sinh linh vạn tộc vào lúc này không phải vì y nhẫn tâm máu lạnh mà là tô vũ cần lực lượng để chiến đấu ở thời điểm này mà nếu hắn không cứu tiếp tục tái chiến vậy tử linh chi chủ cũng không đủ sức củng cố những căn nguyên kia e rằng vạn tộc đều sẽ hủy diệt nhân hoàng thở dài một tiếng thiện ác thánh ma ai có thể đánh giá tô vũ là người tốt hay kẻ xấu chứ không kẻ nào có quyền đánh giá hắn mà ở trên cao tô vũ vẫn không nói lời nào từng đạo căn nguyên lần lượt được hắn cụ hiện ra trước mắt nhân cảnh vạn vật chết đi thiên địa rệt sạch trời đất tối tăm có nhân tộc mất đi thân thể có người vẫn còn thi thể vô số xác chết phủ đầy mặt đất dường như tất cả đã bị đóng băng lúc này có một cỗ lực lượng ngập trời càn quét thiên địa vô số thi thể bỗng trào ra sinh cơ một lát sau trong hư không một thân ảnh mập mạp hiện lên đó là hạ hồ View, cậu đã sống lại hạ hồ View nhất thời còn hơi mê mang nhưng rất nhanh sau đó cậu đã hoàn hồn cậu còn sống hạ hồ Vưu lộ vẻ kinh hỉ thắng rồi ư tô vũ thắng rồi ta sống lại rồi sau đó thi thể nhân tộc chất đây đại địa bắt đầu dần dần khôi phục tựa như một giấc mộng đã kết thúc lập tức Tiếng hoan hô vui mừng bùng nổ, bọn họ hò hét, nhân tộc vạn thắng, Vũ Hoàng vạn thắng, thắng rồi, nếu không thắng thì bọn họ sống lại bằng cách nào? Hiển nhiên là Tô Vũ đã thắng, chúng sinh vui mừng, lực lượng tiếp tục càn quét, sau khi bao trùm nhân cảnh, nó bắt đầu lan đến địa bàn minh tộc, bây giờ, từ linh chi chủ quát lớn, Tô Vũ, đủ rồi, hồi sinh nhân tộc như vậy là đủ rồi, đừng lãng phí lực lượng nữa, Tô Vũ bình tĩnh tiếp tục làm việc mình muốn làm, đủ rồi ư, mặc kệ những người khác sao, mặc kệ minh tộc và tam tộc ư? minh tộc là bằng hữu nên làm vậy cũng không vấn đề gì tuy tam tộc là địch nhân nhưng ta đã đáp ứng bọn họ rồi ta đáp ứng với đám người thiên cổ rằng chỉ cần bọn họ chết thì ta sẽ bỏ qua cho tam tộc ta cũng nói với tam tộc rằng chỉ cần bọn họ tự nguyện hủy diệt thì lát nữa ta sẽ hỏi sinh bọn họ nếu ta đã đáp ứng thì ta sẽ làm được nhưng về sau bọn họ sống hay chết thì ta đây không quản được nơi xa mà diễm tươi cười sán lạn tu vũ thật thú vị giờ khác này hắn không chỉ hỏi sinh nhân tộc mà còn muốn hỏi sinh minh tộc thậm chí là các chủng tộc từng đối địch đây là quân tử nhất ngôn đúng không Ma Diễm thấp giọng nở nụ cười, mang theo ý vị nói không nên lời. Tô Vũ là quân tử sao? đương nhiên không phải. Hắn là loại quân tử nào chứ? Tô Vũ có vô số khuyết điểm, có người khen có người chê, thậm chí trong nhân tộc cũng có không ít người âm thầm mắng hắn. Vậy mà vào thời khắc này hắn lại cố chấp đến đáng sợ, chẳng khác gì một thằng khờ. Tô Vũ là thằng khờ, là kẻ ngu ngốc ư? Bản thân Ma Diễm cũng không dám đặt từ này lên người Tô Vũ, nhưng lúc này hắn ta lại cảm thấy đây là những từ chính xác nhất để nói về Tô Vũ. Cách đó không xa, ánh mắt Hắc Lân dao động hắc lân lộ vẻ nghỉ hoặc y tò mò tự hỏi đây là thánh nhân mà nhân tộc hay nói sao thật kỳ quái chỉ có người gọi y là ma đầu chưa bao giờ có ai nói y là thánh nhân hắc lân mê man hỏi tô vũ vì sao đây là lần y cảm thấy khó hiểu hiếm có trong vô số năm qua tô vũ nhìn y dù khí tức hắn đang giảm sút nhanh chóng nhưng hắn vẫn hết sức bình tĩnh vì sao cái gì chẳng vì gì cả tô vũ ta hành tổ thế gian không nợ bất cứ kẻ nào cái gọi là thánh ma là điều phù phiếm với ta ta chỉ tin bản thân mình trong lòng ta chỉ có chuẩn tắc của chính mình tất cả gông xiêng trách nhiệm gánh nặng kia đều do ta nguyện ý để người khác đeo lên người mình nếu ta không muốn thì không ai có thể ép ta tô vũ tươi cười ta sống 24 năm gần 25 năm ta không nợ ai cả những gì ta nợ người khác ta đều đã trả lại tất cả những kẻ nợ ta trừ ma diễm ra thì tất cả đều đã bị ta giết còn ngươi ngươi giúp ta chỉ vì muốn thoát khỏi vạn giới vậy nên chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau không ai nợ ai ta một mình tới đây thì cũng sẽ cô độc rời đi ta sẽ không nợ bất cứ kẻ nào sau khi ta chết dù trời long đất lở ra sao thì tô vũ ta cũng không cần phải thấy ánh náy với ai cả hắc lân suy tư sau đó nhẹ giọng cảm khái ta bỗng nhiên cảm thấy người thật tiêu sái rõ ràng cũng là tù nhân mà sao ta lại có cảm giác người sống tiêu sái hơn ta nhân sinh ngắn ngủi của tô vũ tràn đầy thống khổ và tranh đấu nhưng vì sao y lại cảm thấy tô vũ có cuộc sống cực kỳ tiêu sái người ngoài cảm thấy hắn thống khổ bản thân hắn cũng kêu khổ nhưng tới lúc này lại cảm thấy tô vũ sống rất tự tại tô vũ chỉ cười mà không đáp rất nhanh lực lượng càn quét đã ập tới địa bàn tam tộc madana là người đầu tiên sống lại thực lực còn nguyên sinh mệnh dồi dào căn nguyên nguyên vẹn tất cả đều không thay đổi phía sau gã tu giả vạn tộc cũng lục tục khôi phục theo thắng rồi sao gã nhìn về nơi xa gã không biết nhưng gã cảm ứng được có cường giả tồn tại đó là ma diễm ư lửa vẫn đang mơ hồ cháy chưa thắng sao madana khẽ biến sắc dường như gã nghĩ tới điều gì đó gã nhìn tứ phương các vị tu giả đều đang sống lại tất cả đều lộ vẻ vui mừng Giờ khắc này, dù là địch nhân, dù là cường giả tam tộc, khi có suy nghĩ Tô Vũ đã thắng trong đầu, bọn họ đều cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, bởi vì bọn họ hiểu rằng khi Tô Vũ đã nói là không giết bọn họ thì hắn nhất định sẽ không giết. Làm địch nhân của người như Tô Vũ đôi khi sẽ cảm thấy rất an tâm, khi hắn muốn giết người, dù người có cố thế nào thì cũng không thể trốn thoát, khi hắn nói sẽ bảo vệ ngươi, vậy thì trừ khi hắn chết, nếu không hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi đến cùng. Tô Vũ thắng, cuối cùng cũng thái bình rồi, may mà hắn thắng, nếu những người khác thắng thì xong đời giờ khác này phía sau marana đám tu giả hận tô vũ hào hứng vui mừng thoải mái giao hò bọn họ hận tô vũ vì đã đánh chết các cường giả thủ lĩnh vạn tộc hận tộc mình bại đứa tay tô vũ trong trận chiến chủng tộc ở trong mắt bọn họ tô vũ là ác ma nhưng vạn giới đều biết hắn nhất định sẽ thực hiện điều mà hắn đã đáp ứng nếu không phải như thế dù bọn họ có bị nhân hoàng đại đạo ảnh hưởng thì cũng sẽ không tự nguyện chết đi vì một đời của hắn vạn giới có vô số sinh linh tô vũ ra lệnh một tiếng trừ một vài người không cam lòng còn lại đều nhanh chóng tự hủy đây là nhờ uy danh tô vũ lập nên ở vạn giới mấy năm nay tất cả mọi người đều cảm thấy tô vũ đã thắng thiên hạ thái bình nhưng có vài người lại biết rằng không phải lúc này tô vũ vung tay lên trường hà che trời cánh cửa phong bế ngay sau đó vạn giới phía dưới biến mất dường như có một tầng mây dày che giấu thiên địa đám người tô vũ huyền phù trên trời cao bên trong ngân hà tô vũ khẽ cười để đám người phía dưới vui vẻ một lát đi đừng để bọn họ mới vừa sống lại mà đã phải lo lắng hãi hùng ma diễm nếu ngươi thắng thì hãy lập tức cắn nuốt bọn họ đừng kéo dài lâu đừng khiến bọn họ sợ hãi không cần thiết ma diễm đáp ứng ta sẽ làm vậy tô vũ chỉ bằng việc ngươi hồi sinh cả tam tộc khi ta thắng ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi tô vũ nhướng mày ma diễm ngươi cũng có chức phong độ của cường giả đấy không ngại chờ ta hỏi sinh thêm vài người chứ ma diễm thoải mái đáp không ngại chút nào ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi đa tạ tô vũ nở nụ cười ngay sau đó lam thiên và những người khác xuất hiện khí tức khôi phục như ban đầu tô vũ vung tay lên bọn họ còn chưa kịp nói gì thì đã bị ném xuống phía dưới đồ đệ ngoan bạch phong hô một tiếng tô vũ cười mắng buồn nôn quá bạch phong nhìn hắn sau đó hét lớn giết hắn đi người có thể thắng thắng rồi lão tử sẽ đưa hết vốn liếng nhiều năm cho người tô vũ mỉm cười vung tay đám bạch phong biến mất một lát sau phụ thân trần hạo và những người khác cũng hiện lên tô vũ nhìn phụ thân tô long cũng nhìn con trai ánh mắt phức tạp giọng y tràn đầy chua sót ta về làm một chén thịt kho tàu chờ ngươi trở về ăn được Tô Vũ gật đầu phất tay, những người này cũng ngã xuống vạn giới, từng người hiện lên rồi đều bị Tô Vũ tiễn đi. Một lát sau, mấy người nhân hoàng xuất hiện, thực lực giảm sút rất nhiều, từ linh chi chủ mạnh nhất mà giờ cũng chỉ còn 32 đạo. Tô Vũ nói, các người quá mạnh, ta không khôi phục toàn bộ được, nếu không thì ta không giữ nổi chiến lực 42 đạo mất võ vương cắn răng quát, cứ liều mạng đi, có liều hay không thì chờ ta thua đã rồi nói Tô Vũ cười một tiếng, xua tay tiễn tất cả rồi khỏi, giọng nói mơ hồ của tinh nguyệt truyền đến, Tô Vũ, người đã nói ta chưa từng nói gì cả tô vũ ngắt lời nàng một lát sau khung cũng bị hắn lôi ra tô vũ nhìn về phía khung rồi lại nhìn hắc lân giao lực lượng của ngươi cho ta rồi ngươi cũng cút đi muốn tự do phải không Nể tình ngươi giúp ta dung thiên địa ta sẽ cho ngươi được như ý sắc mặt hắc lân tràn đầy phức tạp ngươi để ta đi ư tô vũ cười sao lại không cút đi ta thắng thì sẽ tự trưởng quản vạn giới ta thua thì vạn giới cũng không còn ma diễm huynh không ngại để ra hỏa này rồi đi chứ ma diễm gật đầu đáp không ngại Hắc Lân có thể rời đi bất cứ lúc nào, nếu người nguyện ý thả hắn đi thì ta cũng không ý kiến tô vũ lại hồi, ta dùng hợp kiếp nạn chỉ đạo, người ăn ta thì có phải cũng bị vây khốn hay không? Không đâu, ma diễm không ngại khích động, người dùng còn ta ăn, không giống nhau, nếu người ăn Hắc Lân thì cũng vậy, hãy giết hắn, trực tiếp ăn hắn đi vậy thì thôi, ta không thích ăn mấy thứ như linh này tô vũ phất tay. Trường Hà chỉ thư tàn phá xuất hiện trước người hắn, hắn nhìn Hắc Lân, sao vậy, không cho nữa à? Hắc Lân hoang mang nhìn hắn, một lát sau, y thở dài một tiếng ta không phải là người, cho nên ta thật sự không hiểu người, nhưng ta theo đuổi tự do, có lẽ bản thân ta cũng không hiểu vì sao phải theo đuổi tự do. Tô Vũ, ta sẽ rời khỏi đây, nếu có thể rời khỏi địa phương này, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ vạn giới này lực lượng tiêu tán từng chút một, lực lượng kiếp nạn bị Tô Vũ dùng hợp vào văn minh trí. Khung vừa định mở miệng thì Tô Vũ đã mỉm cười ngắt lời, Khung, ngươi cũng có thể đi rồi, chuyện rèn kiếm thể mới cho ngươi giờ ta không hứa chắc được, nếu ta sống sót thì nhất định sẽ rèn cho ngươi, nếu ta chết thì ngươi cũng chết sớm thôi không vội hắn vung tay hung cũng rơi xuống hung không không nhận được hô ngươi từ bỏ cả vinh khí sao so với cảnh giới của ta thì ngươi quá yếu tô vũ hấp thu lực lượng kiếp nạn dần dần khôi phục tới 46 đạo kỳ thật ma diễm đã muốn ra tay nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống nếu ra tay vào lúc này trường hà dung chuyển lực lượng không hợp nhất có lẽ sẽ khiến lực lượng trường hà tán loạn vậy mọi công sức tính toán của hắn ta đều ổng phí hiển nhiên là tô vũ đã cố ý làm vậy âm uhm, nhân môn bao trùm thiên địa khe hở hoàn toàn đóng lại bây giờ trong trường hà chỉ còn lại ba người tô vũ ma diễm hắc lân khí tức hắc lân dần trở nên mỏng manh đến khi chỉ còn 36 đạo lực lượng lực lượng kiếp nạn cũng bị tô vũ rút ra gần hết tô vũ giơ tay trên không trung xuất hiện một khe hở tô vũ nhìn về phía hắc lân hắc lân nhìn thoáng qua tô vũ y chắp tay thở dài một tiếng rồi đạp không rời đi y có thể rời đi rồi rời khỏi lòng giam này đột nhiên y bỗng có chút buồn bã và mất mát y cúi đầu nhìn về phía tô vũ trong cuộc đời này y còn khả năng gặp lại tô vũ không Hiện tại dù Tô Vũ hấp thu lực lượng của y thì cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 46 đạo đỉnh phong, không mạnh bằng Ma Diễm. Tô Vũ tiễn tất cả mọi người đi trước, rõ ràng là hắn định một mình độc chiến Ma Diễm, thắng thì không cần phải nói, thua thì vạn giới sẽ không còn, mà dù thắng lợi thì Tô Vũ cũng sẽ hóa thành tù nhân, trở thành tù nhân bị vây nhốt trong trường hào vạn giới này, có đáng không? Kỳ thật Tô Vũ có thể một mình thoát ly, nhưng hắn không lựa chọn làm vậy. Hắc Lân đến gần khe hở, y bỗng lên tiếng, "Tô Vũ, nếu ngươi không thả ta đi thì ta không đi được." dù kiếp nạn chi đạo của ngươi vô cùng cường đại ngươi biết vì sao thời gian chi chủ lại biến ta trở thành tân kiếm linh của hắn không không biết cũng không muốn biết tô vũ mỉm cười ầm một tiếng khe hở bắt đầu đóng lại cút đi người và linh không muốn ở lại thì không cần giữ lại hắc lân nhân lúc ma diễm chưa thắng ngươi hãy chạy thật xa vào hắc lân nhìn phía dưới lại lần nữa chắp tay với tô vũ ta chán ghét nơi này nhưng ta không chán ghét ngươi hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại ông hắc lân biến mất sau khe hở khe hở hoàn toàn đóng chặt giờ khắc này trong hỗn độn hắc ám hắc lân nhìn xuống trông thấy vạn giới đã biến thành một cánh cửa bị tô vũ triệt để phong tỏa không kẻ nào được phép ra hay vào cũng giờ khắc này cuối cùng hắc lân cũng đã cảm nhận được sự tự do chân chính có điều tự do tới đơn giản như vậy làm hắc lân nhất thời cảm thấy thất thần y không ngờ rằng tô vũ lại nhẹ nhàng thả mình đi như vậy y đoán tô vũ sẽ thả mình vậy nên y mới lựa chọn nhắc nhở tô vũ ở thời khắc mấu chốt thậm chí giúp tô vũ ngăn cần cường địch vài lần nhưng y không ngờ rằng tô vũ lại đáp ứng thống khoái như thế quyết định quả quyết như thế tô vũ hắc lân hít sâu một hơi dường như y cảm nhận được gì đó nhưng cũng có vẻ là không có gì hắc lân nhìn về nơi xa nơi đó là hỗn độn sâu thẳm ngay sau đó y phá không lao đi tô vũ ta đi đây ta không muốn trở về nơi này ta hy vọng mình có thể gặp lại ngươi ở hỗn độn chứ không phải ma diễm trên trường hà tô vũ đứng đối diện ma diễm tô vũ bỗng cười hỏi cổ quái nhóc con nhà ngươi vừa mới trốn ở đâu vậy trong cửa thanh âm non nót vang lên trên đỉnh đầu một cục lông nhỏ màu trắng hiện lên không đợi tô vũ mở miệng nó đã vội vàng nói ta không đi đâu thêm phần ta đi hương hương ta muốn ăn lửa của hắn ngươi luôn nói vì cầu tốt thế này tốt thế kia ta cũng không thể kém vì cầu tô vũ bật cười cục lông nhỏ nhảy nhót trên đầu hắn tóm lấy tóc tô vũ cố sức thuyết phục đánh hắn đi đánh chết hắn ta sẽ cổ vũ cho ngươi hương hương trước kia ta đã giúp ngươi ở chiến trường chư thiên giờ chỉ có chúng ta chỉ ngươi và ta ma diễm bật cười tô vũ cũng cười ma diễm mở miệng thật thú vị ta không ngờ đối thủ cuối cùng của ta lại là tô vũ ngươi ta từng đoán là thương hoặc hắc lân cũng có thể là tinh vũ âm tắc thiên thậm chí là thời gian chi chủ chỉ là chưa từng nghĩ tới ngươi tô vũ cảm khái ta cũng không ngờ sẽ là ngươi bấy giờ tô vũ dung vạn đạo hội hợp trường hà hóa thành trường kiếm ngay sau đó trường kiếm hóa thành trường đao kiếm dùng không tốt lắm đao mới là binh khí thuận tay nhất của ta tô vũ vỗ vỗ lên đầu mình cục lông nhỏ không đi thì đi vào cho ta đừng nhảy nhót lung tung bên ngoài được thôi cục lông nhỏ nháy mắt biến mất hai cỗ khí tức đồng thời bùng nổ cùng một thời điểm dưới vạn giới các vị cường giả hiện lên tất cả đều nhìn lên không trung bọn họ không nhìn thấy gì cả chỉ có cánh cửa tựa như đám mây che giấu hết thảy bốn phía vẫn vang lên tiếng hoan hô nhảy nhót vô số người hò hét tất thắng vạn thắng bọn họ cho rằng chiến tranh đã kết thúc bọn họ cho rằng tô vũ đã thắng ngay cả địch nhân của tô vũ cũng hoan hô vì hắn tràng cảnh châm chọc cỡ nào nhân hoàng nhìn tứ phương nhìn về phía những người kia nhìn vạn tộc rồi lại nhìn nhân tộc y bỗng nhiên cười sâu thảm thật châm chọc hòa bình vạn giới vạn giới chung vui tô vũ bị coi là ma đầu giờ khác này tự như chúa cứu thế hắn đang ở ngoài kia ác chiến với kê địch của vạn giới vậy nên hắn mới là hoàng của vạn giới còn ngươi chỉ là nhân hoàng tử linh chi chủ chắp hai tay sau lưng nhìn lên trời trên kia không có sao trời sán lạn chỉ có tô vũ lựa chọn độc chiến ma diễm ở thời khắc cuối cùng oanh dường như có tiếng sấm vang rền trên không sao trời lóng lánh nhưng đó thực chất không phải sao trời mà là dư uy trong trận chiến giữa tô vũ và ma diễm bị nhân môn càn lại hai người đang giao thủ ở nơi mọi người không thể nhìn thấy trên trời có một người một thú một cục lông tô vũ 46 đạo đỉnh phong ma diễm 47 đạo đao hỏa vô số đao 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 khai thiên vô tận hỏa lửa đốt liên doanh giờ này khắc này tô vũ cực kỳ tiêu sái trách nhiệm hắn phải gánh hắn đều đã đeo lên hứa hẹn cần thực hiện gần như hắn đều đã hoàn thành giống như năm đó một người một cục lông lao tới chiến trường chư thiên lần đầu tiên tham dự chư thiên chỉ chiến nghênh chiến địch nhân tứ phương khi đó hắn cũng chỉ có một mình không cần ai hỗ trợ tô vũ ta có thể tự giải quyết tất cả tuy thực lực hai bên tranh lệch nhưng vạn giới là địa bàn của ta đấu ở đây có thể áp chế ma diễm một chút tranh lệch có lớn quá không không hề ai nói tô vũ ta chắc chắn sẽ thất bại khai thiên một tiếng quát vang lên đao phá không gian thời gian như động lại ma diễm hơi cứng người ngay sau đó lặng im đạo bùng nổ ẩn nhẫn lặng im oanh tiếng vang chấn động thiên địa ma diễm đánh ra một quyền khiến ngọn lửa bao trùm trên người tô vũ cũng bùng cháy vạn đạo cháy lên chiếu rọi cả bầu trời tốc độ của hai người đều rất nhanh khuấy đảo toàn bộ ngân hà giết đến long trời lở đất mà diễm rất cường hãn sau vài lần đột phá liên tiếp hắn ta từ 44 đạo bước vào 47 đạo chiến lược vô song tô vũ am hiểu nhiều đạo nắm giữ vạn đạo trong tay một người một thú chiến phá trời cao trong biển ý chí sóng gió mãnh liệt sóng to ngập trời thanh âm non nớt của cục lông nhỏ lại vang lên cố lên đánh chết hắn tô vũ tươi cười đánh chết tên này không dễ đâu nhưng hắn sẽ cố hết sức đại đạo hóa đao từng đại đạo dung hợp Toàn bộ 360 khiếu huyệt đại đạo dung nhập trường đao, đại đạo chiến kỹ là chiến kỹ mạnh nhất của Tô Vũ, đại đạo chiến kỹ bùng nổ, 360 điểm sáng xuất hiện, hiện tại Tô Vũ chỉ mới dung hợp được 360 khiếu huyệt, chưa đạt đến mục tiêu 720 khiếu huyệt dung hợp, nếu hắn làm được thì e rằng đã đạt đến 49 đạo. Một lát sau, trong tay Tô Vũ lại xuất hiện một cây đao, hắn dùng song đao, đao trong tay phải dung 360 khiếu huyệt thân thể, đao trong tay trái bắt đầu dung hợp thần khiếu, biển ý chí dao động kịch liệt tô vũ điều động lực lượng thần khiếu dùng ngũ hành thần quyết vận chuyển thần khiếu một đám thần khiếu nhanh chóng dùng hợp hắn vừa đỡ đòn công kích của ma diễm vừa tranh thủ rút lực lượng ra dung nhập vào đao trong tay trái oanh ma diễm lùi lại một bước lên tiếng tán thưởng song chiến kỹ ư ý tưởng không tôi dùng thân thể thần khiếu làm nền tảng để phát họa song chiến kỹ tô vũ quả là thiên phú dị bẩm tô vũ cười một tiếng hắn không nói nhiều đao trong tay như chớp lóe qua thân ảnh cấp tốc xuyên qua hư không từng đao chém xuống lực lượng hỏa diễm của ma diễm vô cùng cường đại nhưng có vẻ hắn ta chỉ có một thủ đoạn trận chiến vẫn tiếp tục tô vũ dũng mãnh ma diễm cường đại sau một trang chém giết bầu trời đã hóa thành biển lửa hỗn độn vạn đạo dung hợp vạn đạo tách ra cuối cùng vạn đạo vẫn hóa thành hỗn độn trong lúc chiến đấu trong đầu tô vũ hiện ra vô số cảm ngộ đại đạo chính là như thế đầu tiên là hỗn loạn sau đó vạn đạo bị tách rời trải vuốt sau đó lại dung hợp vạn đạo lại hóa thành hỗn độn giống như hỗn độn chỉ thủy trong thời không trường hà từ đơn giản đến phức tạp, rồi lại từ phức tạp hóa thành đơn giản, cuối cùng vạn đạo dung hợp vẫn là hỗn độn. Tô Vũ cầm xong đao bị ma diễm đốt cháy đến mức thể xác cũng tả tơi, nhưng hắn vẫn luôn giữ nụ cười thản nhiên trên môi. Đao trên tay dần hóa thành sắc thái hỗn độn, trường đao càng ngày càng hung mãnh. Ẩm, đao tay phải chặn nắm tay của ma diễm, đao tay trái đâm trúng bả vai hắn ta, đao lập tức bị một ngọn lửa lan đến, đại đạo bị đốt cháy, đao bị thiêu nứt. Hai người càng đánh càng mạnh, tới tình trạng của bọn họ, có lẽ trăm vạn năm mới có thể gặp một lần chiến sinh từ thế này bình thường cuộc chiến ở trình độ tương tự là quá hiếm thấy thần khiếu đại đạo trong đao tay trái tô vũ dùng hợp càng lúc càng nhiều 30 mươi thân khiếu 40 mươi thản khiếu uy lực đao tay trái càng lúc càng lớn nhưng thương thế của tô vũ cũng càng thêm nghiêm trọng oanh tô vũ bay ngược hỏa diễm trào ra từ thất khiếu đốt cháy đầu thiêu cháy khiếu huyệt và đại đạo sắc mặt ma diễm trở nên ngưng trọng tô vũ lại để mặc ngọn lửa đốt cháy hắn nở nụ cười lên tiếng ma diễm hương vị lửa của ngươi không tô nuốt lửa vào tô vũ lại tiếp tục xông lên nuốt lửa vào tô vũ lại tiếp tục xông lên hai thân ảnh lại giao chiến trên hư không trận chiến kéo đài bao lâu tô vũ không biết cánh cửa ở bốn phương tám hướng ngày càng thu hẹp đè ép không gian sinh tồn của hai người bởi vì lực lượng của tô vũ yếu đi không thể duy trì không gian phong ấn của cánh cửa lớn như ban đầu khi phạm vi hoạt động bị thu nhô thì trận chiến cũng càng thêm tàn khốc đối với cường giả như bọn họ không gian bị thu hẹp cũng đồng nghĩa với việc bớt đi không gian để né tránh phải chính diện va chạm nhiều hơn lúc này ma diễm không giữ hình người nữa mà biến thành bộ dáng cổ thú kỳ lân ngọn lửa trên chân trái hừng hực hắn ta thở hổn hển kịch liệt tô vũ 46 đạo đỉnh phong ở trong phạm vi vạn giới không dễ giết tô vũ giọng nói của ma diễm vang vọng người không thắng được trên người ma diễm hiện lên sinh tử hai đạo một đen một trắng hai đạo nhanh chóng xoay tròn như hai trường hà vờn quanh nhau sau đó hai đại đạo hóa thành một đại đạo màu xám trong chớp mắt đã biến thành một cây trường thương ma diễm lại hóa thành hình người cầm thương lao tới tấn công tô vũ sinh tử đạo này vốn là của tô vũ nhưng giờ khác này thương của ma diễm lại lôi kéo lực lượng thiên địa của tô vũ bởi vì lực lượng đại đạo là đồng nguyên rất rõ ràng giao dịch với ma diễm lúc trước đã lộ rõ nhược điểm song đao của tô vũ bị trường thương lôi kéo trường thương giống như song long xít gào sinh tử đạo bùng nổ điên cuồng lôi kéo trường đao song đao bị hút lấy dùng đạo của tô vũ để đối phó với vạn đạo của hắn đây là ý tưởng của ma diễm bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube di các phim trong mắt tô vũ lóe lên sự tàn nhẫn ngay sau đó song đao dùng nhập hai tay hắn đưa tay bắt lấy trường thương Trường thương bị Tô Vũ nắm lấy đột nhiên trào ra vô số lực lượng hỏa diễm, hai tay Tô Vũ bị đốt cháy, lực lượng hỏa diễm cường đại thiêu đốt khiến hai tay lộ ra xương trắng hếu, khiếu huyệt ở đó cũng sụp đổ, đại đạo đứt gãy, Tô Vũ vẫn cắn răng nắm chặt lấy trường thương, sau đó hắn như biến thành kẻ đen lao lên cắn lấy nó, oanh, trường thương bị cắn gãy, sinh tử đạo run rẩy, thậm chí là bị cắn đứt, giọng nói của Tô Vũ rất lạnh lùng, "Ma Diễm, ngươi đang giúp ta đấy." Đại đạo xuất phát từ hỗn độn người đốt cháy khiếu huyệt và đại đạo của ta chính là đang giúp ta hợp nhất khiếu huyệt khiếu huyệt vốn là nhất thể nhân thể vốn chỉ có duy nhất một khiếu cái gọi là 720 khiếu huyệt thực tế không đúng mà diễm cười lạnh nhân thể chỉ có một khiếu ư tô vũ đây chỉ là suy nghĩ của ngươi lý luận của ngươi thì chắc gì đã chính xác oanh ma diễm bỏ thương xong quyền đánh ra ngọn lửa ngập trời quyền liên tiếp đánh ra khiến hai tay tô vũ tiếp tục vỡ nát lại thêm một đám khiếu huyệt sụp đổ tô vũ tiếp tục cán nốt trường thương mặc kệ ma diễm đánh hắn hộc máu không ngừng tiếng gầm rú liên tiếp vang lên trong không gian nho nhỏ cánh cửa ở bốn phía vẫn đang tiếp tục thu hẹp vây nhốt hai người hư không lẽ ra là vô tận nhưng lúc này chỉ lớn bằng một cái sóng nhỏ hơn nữa vẫn đang ngày càng thu hẹp lại hơn giống ma diễm rít gào đánh ra một quyền thật mạnh ảm tô vũ nện lên cánh cửa thân thể tàn phá bất kham dần trượt xuống hô ma diễm thở hồn hển kịch liệt hắn ta nhìn chằm chằm tô vũ lúc này tô vũ đã hoàn toàn thay đổi cơ thể bị thương nặng rất nhiều khiếu huyệt sụp đổ lực lượng đại đạo không ngừng tràn ra hóa thành hỗn độn tô vũ cũng thổ hồn hền trên tay toàn là máu tươi bất quá hắn vẫn nở nụ cười như khiêu như khích đó là máu của ma diễm tô vũ nạp sinh tử đạo tàn phá vào trong cơ thể hấp thu lưỡng đạo trở về dù hiện giờ chúng không nguyên ven thì ít nhất đại đạo của hắn cũng viên mãn khụ khu hắn ho ra từ ngụm máu tô vũ nhìn ma diễm đang xông đến tươi cười chậm rãi nói ma diễm ngươi biết khi ta mới xuất đạo ta đã đối phó cường địch như thế nào không không biết ma diễm bình tĩnh đáp khi ta chú ý đến ngươi thì ngươi đã trở thành chủ nhân nhân an tộc lúc trước tô vũ quá yếu sao hắn ta phải để ý sau này tô vũ thành nhân chủ thì hắn ta mới chú ý đến hắn còn lúc thực sự coi trọng tô vũ thì là sau khi tô vũ diệt vạn tộc thượng giới xua đuổi vạn tộc tiến vào địa môn tô vũ thở dốc lộ rõ vẻ hài lòng vậy là tốt rồi song đao biến mất trước mặt tô vũ hiện ra một quyển sách đó là văn minh trí đã thay thế trường hà Trì thư văn minh trí lật ra một trang trống tô vũ dung nhập máu trong tay vào đó dần dần trên trang giấy hiện ra vô số chữ viết kèm một bức vẽ chính là bộ dáng của ma diễm khi mới vừa quật khởi Tô Vũ đối phó cường địch như thế nào? Đương nhiên là dùng thời gian sách, mượn lực lượng tỉnh huyết, dùng đạo của địch nhân để đối phó với địch nhân. Hiện giờ Tô Vũ hiếm khi dùng thủ đoạn này bởi vì đại đạo hấp thu trong thời gian sách đều do thời gian sư thu thập, về sau hiệu quả càng ngày càng yếu, không trợ giúp được nhiều cho Tô Vũ. Hơn nữa thời gian sách không quá mạnh, nó chỉ có 36 đạo lực lượng, vậy nên nó không thể thừa nhận lực lượng đại đạo của cường giả như Ma Diễm. Nhưng văn minh trí hiện giờ thì có thể làm được, đây là trung tâm của toàn bộ trường Hà. Bản chất của trường Hà cao hơn, cường đại hơn Ma Diễm, Ma Diễm, lực lượng đại đạo, 47 đạo đại đạo kỹ, dục hòa trùng sinh, dùng tình huyết mở ra đốt thiên diệt địa, dùng tình huyết mở ra máu Tô Vũ lấy được từ Ma Diễm phác họa ra trang sách thù về hắn ta trong văn minh trí. Điều này chứng tỏ Trường Hà đã nạp đạo của Ma Diễm vào hệ thống Trường Hà, cũng có nghĩa là Tô Vũ có thể mượn lực lượng của Ma Diễm để đối phó với chính hắn ta, nhưng cần phải có tình huyết, ban nãy chiến đấu lâu như vậy, Tô Vũ chấp nhận bị thương rất nặng mà chỉ miễn cưỡng lấy ra lượng máu trừ một giọt tinh huyết nếu tình thế hiện giờ vẫn như thời gian sách năm đó thì tô vũ cần thêm một giọt tinh huyết để mở sách và một giọt tinh huyết để bùng nổ hơn nữa hắn ta có hai loại đại đạo kỹ rốt cuộc tô vũ nên dùng loại nào đây là đốt thiên diệt địa chủ công hay dục hỏa trùng sinh để cứu mạng không thể mở ra cả hai bởi vì phải lấy được quá nhiều tinh huyết nếu có thể lấy được nhiều tinh huyết của ma diễm như thế thì tô vũ đã giết được hắn ta rồi dục hỏa trùng sinh hay đốt thiên diệt địa đương nhiên là trọng sinh sống lại lần nữa ta muốn dùng máu của ma diễm mượn đạo hắn ta để hồi sinh chính mình nhưng Ma Diễm đã mượn sinh tử đạo của Tô Vũ để sống lại hai lần vậy, nhưng hiện tại hắn cần hai giọt tinh huyết, một giọt để mở ra, một giọt để sống lại. Cái gọi là mở ra là lấy lực lượng đại đạo của Ma Diễm tạo ra con đường sống lại cho Tô Vũ, giọt tình huyết để sống lại kia sẽ lấy lực lượng sinh cơ và lực lượng đại đạo trong cơ thể Ma Diễm để cung cấp cho Tô Vũ sống lại, cần hai giọt tình huyết nữa. Tô Vũ nhanh chóng khép lại văn minh trí, hắn cần nghĩ biện pháp khiến Ma Diễm đổ máu, ít nhất là chảy ra thêm hai giọt tình huyết, như vậy thì mới có thể giúp Tô Vũ giết chết kẻ này, bằng không cứ tiếp tục như vậy thì tô vũ vẫn sẽ bị hắn ta áp chế chuyện này không dễ tô vũ thầm nghĩ hơn nữa dù mở được kỹ năng thì khi sống lại một giò tình huyết của ma diễm có đủ cho hắn sống lại không ai biết được tới lúc này thì chỉ có thể thử xem thực lực ma diễm mạnh hơn hắn tinh huyết mạnh hơn hắn về bản chất thì có thể làm được nếu ma diễm yếu hơn hắn thì chưa chắc hiện giờ tô vũ chỉ có thể chờ mong tính toán của mình sẽ thành công tiền đề là hắn phải có thêm hai giò tinh huyết đối điện ma diễm hơi nhíu mày khi tô vũ mượn lực lượng tình huyết đại sát tứ phương Ma Diễm vẫn còn đang trầm miên, đến khi Ma Diễm chú ý tới Tô Vũ thì hắn không còn dùng phương thức đó nữa. Giờ phút này, Ma Diễm chợt có cảm giác đường như văn minh trí của Tô Vũ có liên hệ nào đó với hắn ta. Hắn ta nhìn văn minh trí, lạnh nhạt hỏi, là nguyền rùa ư, hay là cái gì? Ma Diễm không phải sinh linh vạn giới, dù văn minh trí đại biểu trường hà thì cũng không có quan hệ gì với hắn ta. Nhưng hắn ta đã sinh tồn ở vạn giới nhiều năm, thiên môn sáng lập ở vạn giới, có dinh dáng đến vạn giới, cho nên minh trí đại biểu vạn giới vẫn nạp hắn ta vào hệ thống văn minh tô vũ cầm văn minh trí trong tay tươi cười đáp là trấn áp văn minh trí có thể trấn vạn đạo ma diễm đạo thiên môn của ngươi sáng lập ở vạn giới cũng thuộc về hệ thống vạn giới ta nắm giữ văn minh trí sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị ta trấn áp ma diễm cảm nhận được thứ này có liên hệ với đại đạo của mình cũng có liên hệ với thiên địa có vẻ là cộng sinh trấn áp ư hắn ta không biết có vấn đề gì hay không bằng bất cứ giá nào hắn ta đều phải nhanh chóng đánh chết tô vũ mới được tô vũ cũng đã có mục tiêu muốn giết ma diễm 47 đạo thì quá khó nhưng nếu có thể lấy được hai giọt tình huyết thì sẽ không khó như vậy nữa, chiến đấu thì sẽ bị thương, bị thương thì sẽ đổ máu, trong máu ẩn chứa lực lượng sinh cơ và lực lượng đại đạo, vậy thì có thể lấy ra tinh lọc thành tình huyết, so với việc giết ma diễm thì lấy hai giọt tình huyết đơn giản hơn rất nhiều, ta đúng là tiểu thiên tài, Tô Vũ nói thầm trong lòng, tới giờ khắc này mà hắn còn nghĩ ra một chiêu như vậy đúng là rất không dễ dàng, đã lâu rồi hắn chưa dùng tới tình huyết kỹ của thời gian sách, giết, có hy vọng khiến Tô Vũ tự tin hơn, hắn lập tức bùng nổ khí huyết, vô cùng điên cuồng dù bị thương không nhẹ thì hắn vẫn không thèm để ý chỉ cần có thể lấy được hai giọt tinh huyết ở thời khắc chết trận mình chết đi rồi giống lại thậm chí sẽ mạnh hơn giống ma diễm khôi phục trạng thái toàn thịnh trong nháy mắt thì hắn còn cần sợ ma diễm nữa khai thiên tô vũ điên cuồng oanh kích trường đao lại hiện ra tuy rằng không ít khiếu huyệt đã rách nát nhưng những khiếu huyệt còn lại vẫn có thể dung hợp được không cần một kích mất mạng chỉ cần ma diễm đổ máu ma diễm cũng cảm nhận được sự điên cuồng của tô vũ hắn ta không ngừng đánh trả hai người chém giết kịch liệt trong không gian nhỏ hẹp oanh tô vũ bị đánh bay giữa không trung cơ thể hắn bị đốt cháy lộ ra xương cốt bạch cốt hóa thành kim cốt thân thể tô vũ lập tức khôi phục có điều khí tức lại suy nhập đi rất nhiều ma diễm thở hồng hộc cả người đều là vết thương máu không ngừng chảy xuôi ma diễm nhíu mày thở phì phò nhìn về phía tô vũ tô vũ đã bị thương nặng còn hắn ta tuy toàn thân đều có vết thương máu chảy không ngừng nhưng thương thế thì nhẹ hơn tô vũ nhiều chỉ là lực lượng cũng dần trôi đi theo thương thế nghĩ đến đây ma diễm trượt nhíu mày bởi vì hắn ta phát hiện ra tô vũ vẫn luôn thu thập máu của mình tô vũ chuẩn bị nguyền rủa hay là chấn áp hắn ta trong lúc đại chiến tô vũ không phải là kẻ yếu hắn muốn thu thập máu thì ma diễm cũng không có biện pháp ngăn cản tuy rằng rất nhiều máu đã bị đốt cháy nhưng tô vũ vẫn thu thập được không ít mà hắn ta không tin một tu giả 46 đạo có thể nguyền rủa chết một vị tu giả 47 đạo thời không trường hạ cũng không đủ khả năng làm vậy tô vũ biết rằng mình không lừa được ma diễm hắn chỉ đang cực rằng ma diễm không biết khả năng của văn minh trí chỉ mình tô vũ và thời gian sư làm được điều này nhưng sau khi hai người đều cường đại thì không dùng loại thủ đoạn ấy nữa Ma diễm cũng chỉ quan sát tu giả cường đại hắn ta sẽ không chú ý đến kẻ nhỏ yếu trong tay tô vũ lúc này có một giọt máu giống như ngọn lửa giọt máu đó nhanh chóng dùng nhập vào văn minh trí ma diễm lực lượng đại đạo 47 đạo đại đạo kỹ dục hòa trùng sinh đã mở ra tô vũ bất chấp trọng thương để lấy được giọt máu thứ hai nhưng để lấy được giọt thứ ba thì thật sự rất khó bởi vì lúc này ma diễm đã cảm nhận được gì đó khi hắn ta bị thương thì đều lập tức thiêu đốt máu khiến tô vũ khó lấy được máu hơn lúc này sắc mặt ma diễm lộ vẻ ngưng trọng thực lực hắn ta mạnh hơn tô vũ thương thế nhẹ hơn rõ ràng là thế cục tất thắng nhưng không hiểu sao cuốn văn minh trí kia của tô vũ cứ mang đến cho hắn ta cảm giác nguy hiểm hơn nữa trong văn minh trí có một cỗ lực lượng đang lôi kéo đại đạo của hắn ta tô vũ nguyền rủa ta cũng vô dụng thôi ma diễm lạnh lùng nhìn tô vũ tô vũ thở đốc cười đáp nguyền rủa bình thường thì vô dụng nếu bị kiếp nạn tri đạo nguyền rủa thì sao ma diễm vì sao thời gian chi chủ lại coi trọng hắc lân nếu ta đoán không sai thì nguyên nhân có quan hệ đến lực ý lượng kiếp nạn này ma diễm hơi biến sắc dùng lực lượng kiếp nạn để nguyên rùa ư không được hắn ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng hắn ta cần phải phá hủy văn minh trí thậm chí là cắn nuốt nó và nhanh chóng đánh chết tô vũ đốt thiên ma diễm lập tức ra tay hắn ta muốn nhanh chóng giết chết tô vũ để tránh đêm dài lắm mộng giờ khác này tô vũ vốn suy yếu lại không hề tránh né hắn tiếp tục nghênh chiến chính điện bởi vì không đối đầu trực diện thì không thể nào cướp được tinh huyết của ma diễm giết khai thiên đao vô số ánh đao lóe lên chiếu rọi tứ phương đao khí tung hoành mục đích không phải giết địch mà là để đả thương đối thủ từng đạo đao khí càn quét oanh rất nhiều đao khí bị đốt cháy tô vũ cũng bị thiêu đốt rất đau thậm chí hắn đau đến mức không tự chủ được rơi nước mắt sinh lý nhưng hắn không muốn ai nhìn thấy cả còn vấn đề ma diễm có nhìn thấy hay không nếu ma diễm không chết thì lão tử sẽ chết để ý làm gì ma diễm để cả tổ tông nhà ngươi cho lửa nhỏ thôi đau quá con ma diễm thầm mắng dường như tô vũ đã khôi phục bình tĩnh trở nên sinh động, lúc này mà còn có tâm tư mắng mình. Hơn nữa hắn ta hoàn toàn không ngờ được rằng Tô Vũ sẽ bị thiêu đốt đến bật khóc. Oanh, Tô Vũ thống khổ gào giống, khóc lóc thảm thiết, trong biển ý chí, cục lông nhỏ liếm các khiếu huyệt bị thương của Tô Vũ, cố sức an ủi, không đau không đau, đừng khóc, liếm là hết đau. Tô Vũ không có thời gian để ý tới nó, giờ phút này, hắn vẫn không ngừng cầm đau chém ma diễm, mà kệ đại đạo đứt gãy, khiếu huyệt sụp đổ để tạo ra vô số vết thương trên người đối phương, máu chảy ràn ruộng. Ma Diễm đốt cháy hơn phân nửa nhưng vẫn có không ít máu bị Tô Vũ cướp được. Nhưng chừng này còn chưa đủ để tạo thành một giọt tinh huyết. Nếu một giọt tinh huyết ấy không đủ mạnh thì Tô Vũ không thể sống lại. Dù có thể hỏi sinh Tô Vũ thì thực lực hắn cũng khó có thể khôi phục, chứ đừng nói là cường đại hơn. Vậy thì hồi sinh cũng phí công. Tô Vũ múa may trường đao, trường đao tàn tạ thảm thương nhưng hắn mặc kệ. Từng đao, từng đao chém xuống vô cùng điên cuồng. Thậm chí Tô Vũ còn chủ động tự bạo khiếu huyết, liên tiếp hy sinh từng trang sách trong văn minh trí để đả thương Ma Diễm. Ma Diễm chỉ có thể bị động phòng thủ hiện giờ tô vũ bị thương 10 phần thì chỉ có thể khiến ma diễm bị thương thêm một phần thế công vô cùng hung mãnh nhưng không thể kéo đài quá lâu ma diễm nghĩ vậy nên hắn ta quyết đoán lựa chọn phòng thủ hắn ta cảm thấy tô vũ đang nhắm đến máu của mình nên hắn ta chảy ra bao nhiêu giọt máu thì sẽ lập tức đốt cháy bấy nhiêu vậy mà mỗi lần tô vũ vẫn có thể rút ra một ít dần dần máu mà tô vũ thu hoạch được càng ngày càng nhiều trong tay hắn xuất hiện một giò tình huyết sắc mặt ma diễm trắng bệch lộ về ngưng trọng hắn đã rút được lượng chừng một giò tinh huyết nếu tính cả lượng lúc trước hắn lấy được thì cũng không tính là ít nhưng một giọt tình huyết có thể nguyền rùa chết hắn ta sao giờ phút này tô vũ vô cùng suy yếu thậm chí hắn chỉ còn chiến lược 44 đạo tuy ma diễm cũng suy nhược một chút nhưng vẫn có đến 46 đạo lực lượng tô vũ 44 đạo có thể nguyền rùa chết ta ư lực lượng kiếp nạn có mạnh đến vậy không rõ ràng ta cũng đã từng giao thủ với hắc lân làm gì mạnh đến thế tô vũ nốt máu của ma diễm vào trong bụng nhưng chưa tiêu hóa hắn cảm thấy vẫn chưa đủ phải nghĩ biện pháp lấy thêm máu mới được bấy giờ vô số lực lượng kiếp nạn bùng nổ trong cơ thể tô vũ ánh mắt tô vũ trở nên âm ngoan ma diễm người chết chắc rồi hôm nay ta sẽ cho người biết lực lượng kiếp nạn cường đại đến mức nào ma diễm không biết lực lượng kiếp nạn có giết được mình hay không nhưng tô vũ thì nên chết đi thôi ngay sau đó ma diễm bộc phát ra khí thế cường đại trong tay hiện ra một ngọn lửa hắn ta xuyên qua hư không trong nháy mắt đánh một trường về phía đầu của tô vũ dù lực lượng kiếp nạn có mạnh thế nào thì ta cũng không cho người cơ hội phát huy người chết đi vì sao lại cướp lấy máu của ta gia hỏa tô vũ này bị thương rất nặng người có thể đấu với ta sao ban đầu chỉ chênh lệch một đạo lực lượng bây giờ chênh lệch đã là hai đạo và vẫn còn đang tăng lên người dám làm vậy thì ta sẽ tự bạo tô vũ thấy hắn ta tấn công thì nổi giận gầm lên tự bạo ư mà diễm lại lùng nghĩ người tự bạo thì sao có lẽ ta sẽ trọng thương nhưng người sẽ chết ta sẽ là kẻ mạnh nhất tất cả đều thuộc về ta nơi đây bị phong ấn hoàn toàn hắc lân cũng không vào được dù tô vũ tự bạo thì cũng khó có thể phá được phong ấn do tam môn tạo thành Tô Vũ Phong ấn tứ phương cũng là đang phong ấn chính bọn họ, ai sống sót, cắn nuốt đối thủ xong thì mới có thể ra ngoài, mà Diễm tiếp tục xuất trường, ngươi cứ tự bạo đi, ngươi tự bạo thì ta cũng đổ tốn công ra tay, ngươi cũng không còn khả năng lật ngược thế cờ, cảm giác nguy cơ mơ hồ từ nãy đến giờ khiến Ma Diễm có chút bất an, Tô Vũ cắn răng, ta sẽ tự bạo thật đấy, nhưng ta cũng phải nghĩ biện pháp khiến ngươi bị thương, tốt nhất là lấy thêm tinh huyết trong khoảnh khắc ta tự bạo, không thì e rằng một giọt tinh huyết kia sẽ không đủ, hiện tại hắn muốn sống lại thì cần phải có rất nhiều lực lượng sinh cơ dù sao hắn cũng là cường giả 46 đạo đỉnh cấp, nếu quá ít lực lượng, vừa định làm vậy, sắc mặt Tô Vũ chợt biến đổi, nhanh chóng lui lại, cục lông nhỏ, má nó, ta tự bạo thì ta vẫn có khả năng hồi sinh, nhưng cục lông nhỏ thì sẽ chết chắc, nếu biết trước thì đã tiễn tiểu gia hỏa này đi rồi, mà diễm bật cười, Tô Vũ ngạo mạn tuyên bố sẽ tự bạo, nhưng tới thời khắc mấu chốt thì hắn vẫn sợ hãi tránh lui, đến lúc này Tô Vũ mới nhớ tới cục lông nhỏ, hắn rất khó xử nếu ta tự bạo thì cục lông nhỏ chắc chắn cũng tan xác không có cơ hội sống lại ngay sau đó dường như tô vũ nghĩ tới điều gì đấy cục lông nhỏ cảm ứng được tô vũ nghĩ gì nó liếm biển ý chí của tô vũ vui mừng nói ta phải làm linh của văn minh trí linh trường hào bất diệt văn minh trí có thể tái tạo làm linh của văn minh trí thì cục lông nhỏ có thể tái sinh khi tô vũ tụ tập văn minh trí lần nữa cục lông nhỏ phải làm linh của văn minh trí có thể không có thể tô vũ nhanh chóng tự hồi dường như không còn biện pháp nào khác cục lông nhỏ đã đi theo hắn đến tận thời khắc cuối cùng không thể để nó chết đi trong khi chính mình có cơ hội sống lại được tô vũ giống to văn minh trí hiện lên hắn nhét tiểu gia hòa vào văn minh trí cục lông nhỏ cao hứng phấn chấn thật thoải mái vậy thì nó sẽ có vô số lực lượng đại đạo liếm mãi không hết muốn liếm cái nào thì liếm cái đó đây mới là phú nhị đại chân chính trừ khi trường hào hủy diệt bằng không thì nó có thể tha hồ liếm đại đạo cả đời âm một tiếng ma diễm đánh bay tô vũ ngọn lửa đốt cháy cơ thể hắn tô vũ rất đau đớn hắn điên cuồng rít gào ma diễm vẫn lạnh lùng tấn công không phải ngươi muốn tự bạo sao không ngờ tô vũ ngươi cũng sợ chết đấy trước kia ngươi tự bạo thì không chết được nhưng hôm nay ngươi sẽ chết cuối cùng thì ngươi vẫn sợ bà nãy tô vũ nói rằng sẽ tự bạo hắn ta tưởng rằng tô vũ thật sự sẽ làm vậy kết quả tô vũ trúng một trường của hắn ta mà không hề phản kích gia hỏa được cười tô vũ ngươi như vậy khiến ta cảm thấy khinh thường ngươi mà diễm lại đánh một trường tô vũ nổi giận gầm lên ngươi đừng ép ta ta mà tự bạo thì ngươi sẽ chẳng được lợi lộc gì đâu ta cứ muốn ép ngươi đến mà diễm cười lớn tô vũ lúc này quá ngây thơ oanh tô vũ đang chờ đợi cục lông nhỏ hóa thành linh của văn minh trí hắn vung đao kéo theo lực lượng kiếp nạn diệt thế đánh trả lực lượng kiếp nạn có tác dụng che giấu nguy cơ đao của tô vũ chém ra bao trùm ma diễm che chắn cảm ứng nguy cơ của hắn ta không tạo thành vết thương lớn nhưng tô vũ chỉ cần khiến ma diễm mất đi cảm giác nguy cơ là đủ ầm từng trường liên tiếp tàn phá thân thể tô vũ thương thế của hắn tăng thêm khí tức giảm sút ma diễm càng đánh càng hăng ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng giết tô vũ nuốt trường hà nuốt vạn giới trở thành trí cường giả 49 đạo hoặc thậm chí là 50 đạo mục tiêu mà hắn ta cố gắng trong nhiều năm đã sắp hoàn thành tô vũ đã không còn sức phản kháng oanh trên văn minh trí hiện lên một đạo linh đó là cục lông nhỏ tô vũ thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra ban nãy hắn suýt nữa đã tự bạo nếu hắn làm vậy thật thì gia hỏa này đã bị nổ chết rồi giờ khác này tô vũ nhìn về phía ma diễm lạnh lùng quát người nghĩ ta không dám tự bạo sao ma diễm bật cười hiện giờ tô vũ vô cùng suy yếu tự bạo thì sẽ chỉ khiến hắn ta bị thương nhẹ dù hắn ta cảm nhận được tô vũ đang ngưng tụ lực lượng như thật sự muốn tự bạo nhưng hắn ta cũng chỉ cảnh giác hơn một chút chứ không hề sợ hãi là tại ngươi ép ta tô vũ điên cuồng rít gào đột nhiên phóng về phía ma diễm ánh mắt ma diễm lóe lên rốt cuộc là tô vũ muốn tự bạo hay là muốn chạy trốn dù sao tam môn cũng do tô vũ không chế hắn ta sợ tô vũ sẽ chạy mất sau khi cân nhắc hắn ta quyết định không tránh né rất có khả năng tô vũ sẽ thoát khỏi vòng phong tỏa của tam môn rời khỏi vạn giới tuy hắn tô ra liều mạng không sợ chết nhưng đến thời khắc cuối cùng có ai không sợ chết cơ chứ tô vũ xông đến rất nhanh trong mắt ẩn chứa sự tuyệt vọng ngươi không sợ ta tự bạo đà thương ngươi sao vì sao ngươi không tránh ra mà diễm cười lớn ha 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 tiếng cười vang vọng khắp thiên địa quả nhiên mục tiêu cuối cùng của tô vũ là khiến hắn ta tránh đường để hắn chạy trốn nhưng ngươi không mạnh dù ngươi tự bạo thì ta cũng không sợ lực lượng của tô vũ tăng lên tới cực hạn hắn giống to giọng nói tràn đầy không cam lòng phẫn nộ tuyệt vọng ma diễm ta thành quỷ thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi ta nguyền rủa ngươi vĩnh thế không được siêu sinh đại đạo đứt gãy thiên địa sụp xuống ha 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 ma diễm cười to thành quỷ ư giờ khác này tô vũ ấu trị đến mức đáng yêu ngươi có thể thành quỷ sao oanh ta muốn chấn động văn minh trí rách nát lực lượng tự bạo khổng lồ càn quét tứ phương ma diễm bay ngược ra ngoài cả người đẫm máu rất nhiều máu đã bị rút ra nhưng ma diễm không sao cả tô vũ đã tự bạo triệt để tự bạo đối thủ lớn nhất của hắn ta trong vạn giới đã chết tô vũ không thể sống lại hắn ta từng nắm giữ sinh tử đại đạo hắn ta biết tình huống hiện tại của tô vũ tô vũ đã từng chết hai lần không khai thiên địa thứ ba thì không có khả năng sống lại thêm lần nữa ma diễm tin chắc vào điều này ha 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 tô vũ người thua rồi ma diễm điên cuồng cười to người thắng là ta hắc lân thương tắc thiên chu tinh vũ vô số địch nhân đều đã chết hiện giờ địch nhân mạnh nhất khó giải quyết nhất là tô vũ cũng tự bạo mà chết vạn giới thuộc về ta ma diễm không ngừng học máu tuy hắn ta bị thương không nhẹ nhưng vẫn khó nén được sự hưng phấn và kích động điên cuồng có điều rất nhanh sau đó ánh mắt ma diễm chợt thay đổi hắn ta cảm nhận được ma diễm chỉ lực của mình đang bùng lên đây là uy lực nguyền rủa của tô vũ sao ma diễm chỉ lực chỉ có thể khiến hắn ta sống lại một lần mà thôi nhưng lúc này nó bỗng nhiên nổi lên sóng gió như sắp hỏi sinh thứ gì đó chuyện này là sao Lễ nào là nguyền rủa không phải tô vũ chỉ nói linh tỉnh thôi ư chẳng lẽ hắn thật sự có thể nguyền rủa mình hắn ta không tin nhưng ma diễm chỉ lực thật sự đang dao động ma diễm không thể bình tĩnh nổi rốt cuộc chuyện này là sao hắn ta nôn nóng đến bất an ngay sau đó sắc mặt đột nhiên tái nhợt ma diễm cực kỳ nôn nóng ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi trước mặt hắn một thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ ra quan trọng hơn là khí tức còn vô cùng cường đại ban đầu tô vũ cảm thấy hơi mờ mịt sau đó là hưng phấn cuối cùng hóa thành mừng như điên hắn đã thành công giờ khác này khí tức của hắn khôi phục tới 46 đạo đỉnh phong thậm chí còn có thể tăng thêm nhưng hình như hắn không có đủ sinh mệnh lực nên không thể đột phá tuy nhiên thực lực thế này là đủ để giết ma diễm rồi ma diễm lâu rồi không gặp sắc mặt ma diễm kịch biến Tô Vũ đã sống lại? Không, hắn đã mượn lực lượng của ta để sống lại. Đúng, đó là lực lượng đại đạo của ta, sao có thể như vậy được? Ma Diễm không dám tin tưởng, chén giết với Tô Vũ đến giờ, hắn ta đã mất rất nhiều tình huyết, thực lực không còn như trước, sau khi Tô Vũ tự bạo, hắn ta còn bị thương nặng hơn, hiện giờ thực lực miễn cưỡng đạt đến 45 đạo mà thôi, không nghĩ tới thời thế xoay vần, bây giờ Tô Vũ lại mạnh hơn hắn ta, không có khả năng. Ngu ngốc, lần này đến phiên Tô Vũ trả phúng hắn ta ngu ngốc, ngay sau đó, một thanh trường đao hiện lên, vô số lực lượng khiếu huyệt đại đạo dung hợp tiến vào trong thân đao đại đạo chiến kỹ lập tức hình thành còn cường đại hơn trước trong ánh mắt chấn động của ma diễm tô vũ bổ xuống một đao oanh tiếng vang lớn chấn động tứ phương ầm 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 thân thể ma diễm bị một đao chém thành hai nửa một ngọn lửa hiện lên đó là ma diễm nguyên sơ là thiên địa của ma diễm cất giấu ngọn lửa có khả năng hỏi sinh không thanh âm tuyệt vọng của ma diễm phát ra từ trong ngọn lửa sao có thể như vậy tô vũ đã mượn lực lượng của hắn ta để sống lại dùng chính đạo của hắn ta để giết hắn ta điều này khiến hắn ta vô cùng kinh hãi không cam lòng và cả tuyệt vọng tô vũ vất tay một cái văn minh trí rách nát lại khôi phục văn minh trí dung nhập vào trường đao tô vũ đưa tất cả lực lượng đại đạo lực lượng hiếu huyệt lực lượng trường hà vào trong đó ma diễm người đáng chết khai thiên chàm. tô vũ chém về phía ngọn lửa kia dù ngươi có mạnh thế nào thì vẫn phải thua lão tử thôi đi chết đi tô vũ ma diễm cầm gừ ta không cam lòng ta không thua ngươi ta bị lực lượng của chính ta đánh bại ta bại bởi chính mình oanh một đao tập hợp tất cả lực lượng của tô vũ chém xuống khiến không gian như bùng nổ chấn cho ngọn lửa bị dập tắt ngọn lửa chiếu sáng thiên địa cuối cùng cũng hoàn toàn bị hủy diệt tiếng hét của ma diễm không ngừng vang vọng trong hư không hắn ta đã thấy thắng lợi ở ngay trước mắt vậy mà lại bị tô vũ đánh bại ở thời khắc cuối cùng hắn ta không cam lòng oanh ngọn lửa biến mất trường đao trong tay tô vũ cũng võ ra giờ khắc này tô vũ nở nụ cười như trước được gánh nặng ngay sau đó hắn ngã xuống ta thắng rồi tô vũ ngã xuống trong lòng cảm thấy mỹ mãn một lát sau cục lông nhỏ nôn nóng thoát ra từ văn binh trí hương hương người chết rồi sao cục lông nhỏ sốt ruột muốn chết không khỏi gấp gáp xoay vòng vòng xung quanh tô vũ đột nhiên có tiếng khỏ khẻ vang lên trong hư không khiến nó giật nảy mình tô vũ đã ngủ rồi tô vũ chém chết ma diễm xong liền ngã xuống rồi chìm vào giấc ngủ mặc kệ lực lượng tàn sư của ma diễm đang càn quét hư không cục lông nhỏ cảm ứng một chút sau đó nó thở phào nhẹ nhõm tô vũ vẫn chưa chết một lát sau cục lông nhỏ hóa thành văn binh trí thu hết toàn bộ lực lượng trong cánh cửa nên tiện góp nhặt cả thân thể rách nát của ma diễm nó cảm thấy vô cùng mỹ mãn có đồ ăn ngon rồi tô vũ đã đáp ứng đưa thi thể ma diễm cho văn ngọc nhưng không được đâu nó muốn giấu đi ngay sau đó cục lông nhỏ tâm tình sung sướng nhảy lên mặt tô vũ tựa vào chán hắn đôi mắt chớp chớp ẩn chứa sự vui vẻ dần dần nó ngáp một cái rồi cũng lâm vào trầm miên tiếng ngáy vang lên từ cái mũi nho nhỏ trên thân cục lông trắng bóc bấy giờ một người một cục lông đều vang lên tiếng ngáy phiêu đãng trên hư không toàn bộ không gian chỉ có tiếng ngáy của bọn họ đó là tiếng ngái thả lòng thỏa mãn giờ khác này thực lực cường đại khống chế trường hà bình định vạn giới gì gì đó đều không bằng một giấc ngủ ngon một người một cục lông an tâm đi ngủ quanh đầu tô vũ xuất hiện một đám bọt khí bọt khí hóa thành các tô vũ nhỏ nhỏ bọn chúng cũng đều đang ngủ cục lông nhỏ cũng hiện ra trong mỗi bọt khí ngủ rất ngon đôi khi đầu lưỡi còn vươn ra liếm đầu tô vũ sau đó tiếp tục ngáy vang vạn giới an tĩnh thanh âm cuộc chiến đã biến mất vạn giới vẫn tồn tại mọi người ngẩng đầu lên nhìn trời bọn họ không thể nhìn thấy gì trên đó tuy rằng cánh cửa vẫn còn đấy nhưng họ chỉ mơ hồ nghe thấy những tiếng sấm đều đều chấn động không trung tiếng sấm đều đều nhân hoàng từ linh chi chủ văn vương võ vương các vị cường giả ngẩng đầu nhìn bầu trời bọn họ nhìn rất lâu cứ thế nhìn suốt một ngày hai ngày ba ngày bọn họ đứng lặng như những bức tượng không biết qua bao lâu có người gian nan hỏi hắn thắng rồi sao tô vũ thắng rồi à không ai biết không còn thanh âm nào cả dường như trận chiến đấu đã kết thúc nơi xa trong một tòa thành nho nhỏ trong một tòa nhà xưa cũ mùi thơm phưng phức phiêu đã khắp nơi trong phòng tô long tươi cười ngẩng đầu nhìn trời thắng rồi tiểu tử đáng thương mệt tới nỗi lan ra ngủ mất rồi tiếng sấm kia chính là tiếng ngáy của hắn con trai y quá mệt mỏi từ sau 6 tuổi hắn chưa bao giờ được ngủ một giấc an ổn hắn đã quá vất vả tù nhân vạn giới hay bá chủ vạn giới kỳ thật hắn đều không quan tâm là tù nhân thì sao là bá chủ thì sao có quan hệ gì đâu ta ở nhà chờ ngươi tôi long mỉm non người tiếp tục ngủ đi chỉ tiếc là ta còn chưa có con dâu tiểu tử đừng ngủ lâu quá nếu không đám nha đầu đó sẽ giảm mất tô long nhếch miệng cười nụ cười vô cùng sán lạn trông rất giống tô vũ hương thơm của thịt kho tàu vẫn thoang thoảng khắp nơi tô long y sẽ luôn chờ đợi chờ ngày con trai y trở về nhà kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người